Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 361. Không nên quá qua kinh ngạc, các ngươi không nghĩ tới nhiều chuyện đi. Kiêm gia thánh tử khẽ mỉm cười, nụ cười trên mặt 10 phần quỷ dị. Kiêm gia tông chủ ngắm nhìn hắn, không khỏi trầm giọng hỏi, ngươi lại trở lại làm gì? Kiêm gia kiếm phái cái này tôn miếu nhỏ không thể chứa nổi ngươi cái này cùng đại Phật, hơn nữa ngươi chu diệt phái ta đệ tử, trước cho cái giải thích đi. Còn lại mấy tên trưởng lão tỉnh bơ hướng bên cạnh rời chút bước chân, phong tỏa kiêm gia thánh tử đường chạy trốn. Các nàng ở chỗ này, kiêm gia thánh tử nhất định không có sức chạy khỏi. Ha ha, ta lần này trở về, đối với các ngươi không có bất kỳ hứng thú, chẳng qua là tới xem mà thôi, thuận tiện ăn một chút gì, không thể không nói, các ngươi nơi này lương thực coi như món ăn ngon. Kiêm gia thánh tử lời này, đưa tới nhiều người tức giận. Tên này không khỏi quá đắc ý vênh váo. Lại cầm kiêm gia kiếm phái đệ tử làm thức ăn. Súc sinh, yên tâm, ta chỉ là tới dò tìm tòi mà thôi, cũng không có đối các ngươi ý động thủ, các ngươi những người này cộng lại, ta mặc dù không đánh lại, nhưng nếu là muốn chạy trốn, các ngươi không một người có thể ngăn được. Kiêm gia lời của thánh tử 10 phần phách lối, nhưng lại phù hợp sự thật. Hắn bây giờ, so với trước kia càng cường thịnh. Mà kiêm gia kiếm phái toàn thể thực lực nhưng là không lớn bằng lúc trước. Vậy hai người thái thượng trưởng lão làm giận dữ, nhưng là hiện tại chuyện đã phát sinh, việc cần kíp, là như thế nào đối phó trước mắt tên ác ma này? Nói đi, người rốt cuộc muốn cái gì, mấy ngàn tên bổn phái đệ tử thần hồn, đủ để cho kiêm gia kiếm phái có tổn hao nhiều tổn thương. Kiêm gia tông chủ lạnh lùng nói. Mà kiêm gia thánh tử ăn uống no nê, chính là duỗi người. Hàn băng quy tắc ở sau lưng hắn, chậm rãi ngưng tụ thành đối với hai cánh. Vậy đối với vũ dực dịch thấu trong suốt, do hàn băng xây dựng mà thành, lóe lên vô hình sáng bóng. Mà ở kiêm gia thánh tử trong mắt bên trong, có u hắc khí bay lên. Như vậy tư thái, phảng phất là ở nói cho kiêm gia kiếm phái các trưởng lão, ta, các ngươi không chọc nổi. Kiêm gia kiếm phái rất nhiều đệ tử vậy phát hiện kiêm gia thánh tử tồn tại, hơn nữa nghe được đối thoại giữa bọn họ. Trong chốc lát không khỏi được vạn phần kinh ngạc. Sau đó chính là bàn luận sôi nổi. Mấy tên trong ngày thường cao cao tại thượng quyền cao chức trọng trưởng lão, nơi nào có qua như vậy bị đánh mặt thời khắc. Từng cái thần sắc âm trầm có phải hay không? Kiêm gia thánh tử đợi trong cơ thể thần hồn toàn bộ chiếm đoạt xong sau đó, thở dài nhẹ nhõm, lúc này mới nói rõ mình ý đồ. Bản thánh tử lần này trở về, là tìm các ngươi hợp tác, hoặc giả nói là cùng các ngươi thương nghị đối sách. Hắn lời này vừa ra, nhất thời sẽ để cho mấy tên cao tầng cảm thấy tình hình không đúng. Kiêm gia tông chủ tay áo bảo vung lên, hai người tới giữa liền hiện ra một cái ngăn cách với đời lối đi. Đến bên trong tới tụ họp một chút đi. Vừa nói, nàng dẫn đầu đi vào bên trong lối đi, ngăn cách ngoại giới tất cả tầm mắt. Hai người thái thượng trưởng lão theo sát phía sau, còn như những người khác, chính là không vào được tư cách. Kiêm gia thánh tử cười một tiếng. Chợt vậy đi vào. Kiêm gia tông chủ trôi lơ lửng ở ngôi sao này ánh sáng lóng lánh không gian lối đi bên trong, đi thẳng vào vấn đề nói có chuyện gì cứ nói đi. Còn nhớ Thanh Liên chứ? Kiêm gia thánh tử nhàn nhạt nói. Quả nhiên, vừa nghe hắn nói, kiêm gia tông chủ cùng hai người thái thượng trưởng lão thần sắc nháy mắt đổi. Thanh Liên không phải đã sớm bị kiêm gia tiên tử mang đi sao? Một tên thái thượng trưởng lão không khỏi nói. Đúng. Năm đó Thanh Liên tiên tử thần hồn lọt vào vậy sáu đạo bên trong, lúc này tan thành mây khói, lại cũng không có phân nửa phục hồi như cũ có thể. Một cái khác thái thượng trưởng lão, nhớ lại nàng ở kiêm gia kiếm phái đảm nhiệm chấp sự lúc đó, biết được cảnh tượng. Vậy nếu như ta nói cho các ngươi, Thanh Liên tiên tử hôm nay sống lại đâu? Kiêm gia thánh tử ánh mắt, trở nên có chút nghiền ngẫm. Đúng như dự đoán, nghe lời nói này sau đó. Đối diện vậy trên mặt mấy người rối rít lộ ra không thể nào diễn cảm. Trong đó một tên thái thượng trưởng lão, lại là quả quyết cười nhạt, người nói cho ta Hồng Quân lão tổ sắp trở về, độ có thể tin cũng so với cái này cao hơn. Kiêm gia thánh tử, nếu như ngươi về tới đây, chỉ là vì cùng chúng ta mở mấy câu đùa giỡn nói, vậy còn là mau rời khỏi đi. Vậy hai người thái thượng trưởng lão, nhận định kiêm gia thánh tử là đang trêu các nàng. Ba người trong đó. Ngược lại là kiêm gia tông chủ nhất là bình tĩnh, nàng mặc dù không có trực tiếp trải qua năm đó sự kiện kia, nhưng lại có nghe thấy. Thanh Liên tiên tử,
chỉ sợ là hiện tại các nàng đều không nguyện nói tới tên chữ. Chuyện năm đó, Kiêm gia tông chủ vậy thoát không khỏi liên quan, cho nên hiện tại, các nàng là một châu chấu trên sợi dây. Ngươi xác định sao? Kiêm gia tông chủ hỏi. Kiêm gia thánh tử có chút không nhịn được, một đám ngoan cố lão già kia, ta nếu không phải xác định, đến tìm các ngươi làm gì? Không lãng phí ta quý báu thời gian, ngồi xuống nói chuyện phiếm uống trà không? Thấy Kiêm gia thánh tử như vậy hình dáng, vậy hai người thái thượng trưởng lão vậy không nói thêm nữa, ánh mắt đổi được kinh nghi bất định. Hắn lần này giọng, nhất định không giống như là nói láo. Chẳng lẽ sự kiện kia thật xảy ra sao? Không nghĩ tới cách nhiều năm, chuyện này lại còn sẽ sự việc đã bại lộ. Sau đó, Kiêm gia thánh tử đem mình suy đoán nói ra. Mấy người sắc mặt, cũng là càng thêm ngưng trọng. Ngươi nói là, có người cướp lấy Thanh Liên thân xác, đột phá phong ấn. Kiêm gia tông chủ đoán được mấu chốt của sự tình, không khỏi mở miệng hỏi nói. Gặp Kiêm gia thánh tử gật đầu một cái, nàng một viên lòng không khỏi rơi đến đáy cốc. Nếu quả thật là như vậy, sự tình kia coi như khó giải quyết, cho dù là có những thứ khác thần hồn dung nhập vào, vậy tuyệt không thể để cho Thanh Liên tiên tử thân xác thoát khốn. Kiêm gia tông chủ lời nói này được như đinh chém sắt, chút nào không lưu chỗ trống. Thậm chí nàng có thể để cho Kiêm gia thánh tử lần nữa trở lại Kiêm gia kiếm phái, cũng không thể để cho Thanh Liên tiên tử sống lại. Hai người thái thượng trưởng lão, cũng là ôm trước ý tưởng giống nhau. Nếu như các người nguyện ý, vậy ta cùng Kiêm gia kiếm phái tới giữa có thể hợp tác một lần, năm đó trận chiến ấy sau đó, trên thực tế ta bị Thanh Liên tiên tử đả thương, cũng là bởi vì như vậy, trên mình để lại một chút không thể xóa nhòa Thanh Liên dấu vết. Ta có thể bằng vào cái này một chút dấu vết, cảm ứng được Thanh Liên tiên tử chỗ ở vị trí. Kiêm gia lời của thánh tử nói rất rõ ràng, nếu như không có hắn mà nói, Kiêm gia kiếm phái liền Thanh Liên tiên tử tung tích cũng không tìm được. Vậy ngươi muốn hợp tác như thế nào? Kiêm gia tông chủ hỏi. Kiêm gia thánh tử ngay sau đó lái ra mình điều kiện, hai người thái thượng trưởng lão đều có chút nghe không nổi nữa. Hắn lần này trở về, đòi lấy mấy kiện quý trọng thần khí. Cho dù lấy Kiêm gia kiếm phái nội tình, cũng không cách nào lập tức đem những thứ này tất cả đều cầm đi ra ngoài. Kiêm gia thánh tử, ngươi không muốn thật là quá đáng. Đừng lấy vì ngươi nắm giữ Thanh Liên tiên tử tung tích, là có thể là tùy ý là. Trong đó một tên thái thượng trưởng lão, lạnh lùng nói, giọng mười phần rét lạnh. Kiêm gia thánh tử một bộ vô lại hình dáng, đối với đối phương uy hiếp không thèm để ý chút nào. Kiêm gia tông chủ cuối cùng vẫn là ngăn cản thái thượng trưởng lão, khẽ lắc đầu một cái. Được, chúng ta đáp ứng ngươi tất cả yêu cầu, nhưng là có một chút, nếu đã đạt thành hợp tác, vậy nhất định phải đem Thanh Liên tiên tử hoàn toàn tiêu diệt, không thể lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Kiêm gia tông chủ thần tình nghiêm túc, mười phần trịnh trọng nói. Đương nhiên biết, ngươi lấy là ta muốn cho nàng còn sống sao. Sau đó Kiêm gia tông chủ liền an bài nhân thủ, cùng theo Kiêm gia thánh tử cùng nhau trước truy đuổi tung tích Thanh Liên tiên tử. Lần này nàng phái ra bốn tên trưởng lão đi theo, hơn nữa còn có Kiêm gia tiên tử đạo chính thống người thừa kế Huyền Cơ Nguyệt đánh trận đầu. Xem các nàng cái này cùng quyền cao chức trọng trưởng lão, trên mình dính nhân quả. Hơn nữa mọi cử động tại thiên đạo nhìn chăm chú dưới, không cách nào vượt qua lôi trì. Cho nên thì nhất định phải được người thích hợp chọn, đi tiêu diệt Thanh Liên tiên tử. Huyền Cơ Nguyệt việc đáng làm thì phải làm, tiếp nhận cái này hạng nhất trách nhiệm nặng nề. Theo thời gian chạy mất, Huyền Cơ Nguyệt đối Kiêm gia tiên tử đạo thống nắm giữ càng phát ra thành thạo. Chỉ cần không chết hiểu, tất nhiên có thể trở thành bá chủ một phương. Làm Kiêm gia tông chủ giao phó Huyền Cơ Nguyệt thời điểm. Nàng con ngươi mười phần yên lặng, tựa như đã sớm biết được như nhau. Yên tâm đi, tông chủ, ta sẽ bắt lại nàng. Hơn nữa trừ nàng ra, ta còn cảm nhận được liền ngoài ra một cổ hơi thở. Huyền Cơ Nguyệt giọng có chút nghiền ngẫm. Âu, ai? Kiêm gia tông chủ không khỏi hỏi. Luân hồi chi chủ. Huyền Cơ Nguyệt gợn sóng không sợ hãi, nhàn nhạt đáp. Lời này vừa nói ra, Kiêm gia tông chủ ánh mắt nháy mắt đổi. Hắn tại sao sẽ đến? Huyền Cơ Nguyệt lắc đầu một cái, biểu thị mình cũng không biết chuyện, nàng cùng Diệp Thần tới giữa có hai đời hận yêu bất hòa, hai bên nhân quả liên lạc cắt không ngừng, lý còn loạn. Chỉ có một cái trong đó chết đi, hoàn toàn tiêu tán, mới có thể giải quyết được những cái kia mâu thuẫn. Huyền Cơ Nguyệt không hề nhận vì mình sẽ là người thua. Nhưng nàng muốn ở cuộc chiến tranh này trong đó,
thắng được quyền chủ động. Bất quá ở trước đây không lâu, Huyền Cơ Nguyệt muốn nhìn thấu tương lai mình vận mệnh, có thể chẳng biết tại sao, một phiến đen nhánh. Đây là đã từng chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống. Mặc dù có chút bất tường, nhưng nàng tin chắc là mình mấy ngày nay duyên cớ của tu luyện. Đi thôi, nếu như ngươi muốn thắng được Diệp Thần, thành công báo thù nói, đây là một lần tuyệt đẹp cơ hội. Huyền Cơ Nguyệt đối mặt Kiêm Gia Thánh Tử, không có hốt hoảng chút nào. Nàng biết cái này Kiêm Gia Thánh Tử danh hiệu, vậy đọc qua rất nhiều sử lưu ghi lại. Nhưng là trong lòng cũng không sợ. Kiêm Gia Thánh Tử cũng đúng nàng so với cho thỏa hiếu kỳ, không khỏi được hơn nhìn hai lần, con bé này chắc là trong truyền thuyết vận mệnh chủ đi. Xem ra ngươi nhưng mà thu cái đồ đệ tốt à. Kiêm Gia Thánh Tử đem Huyền Cơ Nguyệt trên dưới quan sát một lần, không khỏi được liếm môi một cái, Huyền Cơ Nguyệt đại biểu chính là vận mệnh, trên mình thiên đạo hơi thở 10 phần đậm đà. Huyền Cơ Nguyệt nhàn nhạt nhìn hắn một mắt, trên mình ánh sáng tím hiện lên, tựa hồ có thể bắn ngược đến người trong tầm mắt. Kiêm Gia Thánh Tử nhanh chóng vận dụng một chút băng xương lực, bảo vệ hai tròng mắt, hắn chẳng những không tức giận, ngược lại trong mắt nghiền ngẫm vẻ nồng hơn. Không sai, có cá tính. So Kiêm Gia kiếm phái trong đó những cái kia cái bà cụ mạnh quá nhiều. Kiêm Gia Thánh Tử vui vẻ cười to. Huyền Cơ Nguyệt căn bản cũng không để ý hắn, sau khi nhận được mệnh lệnh liền đổi lại cả người khôi giáp, đó là Kiêm Gia kiếm phái tiên gia chiến giáp. Đem cái này người mặc ở trong người, có thể giữ được tánh mạng. Mấy người vận dụng Kiêm Gia kiếm phái đặc thù truyền tống lối đi, đó là một cái đứng sừng ở cấm địa chỗ sâu cự kiếm, nối liền hắc ám cùng quang minh hai phía thế giới. Lộ vẻ được 10 phần kỳ dị. Từ đây chỗ đi vào, liền có thể đem các ngươi truyền tống đến bên kia địa điểm, bất quá cần ngươi trước thời hạn xác định vị trí. Kiêm Gia tông chủ đứng chắp tay, đối mấy người nói. Ở thanh cự kiếm kia hai bên, có chừng trăm tên Kiêm Gia kiếm phái tu sĩ, lấy khí vận kiếm, hung hãn cắm vào to lớn kia kiếm kích trong đó, tài chống đỡ chỗ này pháp trận. Hào hùng linh khí chậm rãi vận chuyển, xông lên tiêu lên. Cơ hồ phải đem cái này phiến cấm địa cho lật. Được. Kiêm Gia Thánh Tử dẫn đầu bước lên điều này lấy kiếm xếp thành cổ lộ, hắn đôi mắt tóe ra vô cùng sạch bóng, cơ hồ là ở ngắn ngủi ngay tức thì, liền đem khí cơ rót vào trong đó, phong tỏa huyền hải trong đó nào đó cái vị trí. Đó là một nơi hư không, đã đến gần huyền hải bên bờ. Sợ rằng ngươi nếu lại tăng cường điểm lực đạo, các nàng đã mau rời đi nơi này. Kiêm Gia Thánh Tử thần niệm. Vậy đồng bộ hiện ra ở rộng rãi thân kiếm trên. Kiêm Gia tông chủ cùng với mấy tên trưởng lão, thấy một màn này, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, chợt, các nàng lại điều tới mấy tên thiên quân cấp trưởng lão khác, lấy tự thân linh khí thúc dục thần kiếm, ào ào lực lượng cuộn sạch ra. Cái này cầm thông thiên cự kiếm giống như là một trận sáng lên thần trụ, thật là phải đem toàn bộ cấm địa cho chiếu thành ban ngày. Rộng rãi cấm kỵ cổ đạo, duyên triển ra, nối thẳng hư không chỗ sâu. Kiêm Gia Thánh Tử bước lên đường này, Huyền Cơ Nguyệt và cái khác mấy tên kiếm nhà kiếm phái trưởng lão theo sát phía sau. Mà nhưng vào lúc này, huyền hải hư không bên bờ, Diệp Thần tựa hồ cảm ứng được cái gì, chợt ngẩng đầu, nhìn về trước mặt hư không chỗ sâu. Phát sinh cái gì, Kỷ Tư Thanh không khỏi hỏi. Diệp Thần nhìn vậy hư không hỗn độn chỗ, thần sắc dần dần đổi được ngưng trọng. Sợ là chúng ta hôm nay không như vậy dễ dàng chạy thoát. Lời này vừa nói ra, theo sau lưng Giả Thiên Ma Đế cùng Tôn Giả Dòng cũng biết, có địch nhân tập kích. Mỗi người bọn họ lấy ra mình thủ đoạn. Bỗng nhiên, vậy hư không chỗ sâu có một đạo vòng xoáy, chậm rãi thành hình, tựa như lưu quang vậy chợt lóe lên, mấy cái bóng người qua lại ra. Người cầm đầu, mặc một bộ bạch bào, nhưng khí chất lại hết sức âm tà. Kiêm Gia Thánh Tử. Hắn vì sao sẽ biết mình hành tung? Diệp Thần trong lòng có chút nghi ngờ. Chợt rất nhanh chấn định lại. Hắn từng cùng cái này Kiêm Gia Thánh Tử đã từng quen biết, trên người đối phương linh khí 10 phần âm tà, hơn nữa tản ra từng cơn dùng mình. Mấy người chúng ta lại gặp mặt, vẫn khỏe chứ à? Kiêm Gia Thánh Tử trơ cháo không cười, ngăn ở mấy trước mặt người, quanh thân trong mơ hồ có hắc khí vẩn quanh, tụ tán tới giữa, đem chỗ này sân phong tỏa. Mà sau đó đi ra người, mới để cho Diệp Thần con người bỗng nhiên co giúp một cái. Huyền Cơ Nguyệt, còn có mấy tên Kiêm Gia kiếm phái trưởng lão. Căn cứ hắn tán phát hơi thở phán đoán, vậy mấy tên trưởng lão thực lực vô cùng là không kém, có thể nói được cho là cường giả chân chính. Đứng ở trước nhất Diệp Thần, bỗng nhiên lắc mình né tránh,
giống như sấm sét vậy, nhanh chóng lui về phía sau tới hư không chỗ sâu. Mà hắn mới vừa ở địa phương đó, chính là có một cây mất đi vậy đen nhánh cự chỉ, giống như núi cao đè xuống, đem vậy chung quanh không gian toàn bộ chen bể. Khuông! Diệp Thần điều động không gian lực lượng, đem vậy chung quanh tràng vực phong tỏa, hơn nữa cho gọi ra đạo linh lửa nhan tuyển nhi, cuộn sạch ra, mới đưa vậy ngón tay hoàn toàn vỡ nát. À, không nhìn ra phản ứng của ngươi còn rất nhanh, lại có thể tránh khỏi. Kiêm gia thánh tử trang được dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, trên thực tế đã thu hồi một món tâm thần. Muốn đánh lén, sợ rằng ngươi không có như vậy bản lãnh. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, tiếp theo vậy không khách khí, trực tiếp một chưởng đánh ra. Đại thiên trọng lâu chưởng, kích động chưởng kình, hàm chứa thiên cổ tang thương bất diệt hơi thở, chợt vang lên, rung động thiên địa, lóe lên tại thương khung lúc đó, cả ngày lôi địa giới cũng theo đó náo động. Một đạo ánh sáng nhàn nhạt mang thăng lên chân trời, đột phá hỗn độn, mà ở đó vân tiêu tới giữa, mấy trăm trương hảo hãn giấu bàn tay đều là nổi lên, như lửa rơi xuống như sao rơi hung mãnh, ngay tức thì phong tỏa đối phương. Trong thoáng chốc, tất cả không gian cũng chen đè với nhau, giống như là có vô cùng quy tắc lực, dắt tay nhau tới, mãnh liệt dâng trào, vặn vẹo cực kỳ. Diệp Thần bàn tay rơi xuống, giống như thần chi hạ xuống, phóng lên cao, nhanh chóng đè xuống. Phảng phất là từ lần trước kỷ nguyên xuống vạn cổ bàn tay lớn. Oanh thanh âm ùng ùng bên tai không dứt. Nắm trong tay thiên địa, nắm giữ hết thảy. Cuồn cuộn nguy nga, hùng tráng phối hợp hào phóng. Đây cũng là đại thiên trọng lâu lực lượng, thông thiên địa, di chuyển tạo hóa, nghịch càn khôn, trưởng sống chết. Cho dù là kiêm gia thánh tử, lúc này thần sắc cũng thay đổi được vô cùng thận trọng. Hắn hừ lạnh một tiếng, cả thân mao tế lỗ máu khuếch trương mở. Tản mát ra từng luồng hàn băng lực. Đồng thời, hắn trong lòng dâng lên nồng nặc cảnh giác. Lần trước hắn cùng Diệp Thần đối chiến lúc đó, tên này tuy nói thực lực không kém, nhưng còn không có lĩnh ngộ cao như vậy sâu đạo uẩn chân nghĩa. Nhưng hôm nay, hắn giơ tay lên huy trưởng lúc đó, liền đem hết thảy quy tắc lực trấn áp. Dị tượng như thế, khủng bố ngút trời, trước thật làm người khác xấu hổ. Huyền Cơ Nguyệt đứng ở phía sau. Nàng vậy đôi mắt sáng vậy nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Cái này các thủ đoạn, quả thật không kém, lại đem đại thiên trọng lâu trưởng cùng huyết mạch dung hợp phát huy đến trình độ cao nhất, hóa hủ mục nát là thần kỳ, chỉ có ngút trời dung mạo, mới có thể có như vậy năng lực lĩnh ngộ. Huyền Cơ Nguyệt mặt không cảm giác, gợn sóng không sợ hãi, nhưng thực tế trong lòng, đã yên lặng cho ra đánh giá. Nàng là nhìn Diệp Thần từng bước một lớn lên, vốn cho là còn cần một đoạn thời gian. Diệp Thần mới có thể hoàn toàn nắm giữ như vậy nguyên thủy chân nghĩa. Nhưng ai có thể ngờ tới, hôm nay Diệp Thần thân trong lòng nhiều loại thần thông bảo thuật. Lại là lĩnh ngộ vô thượng không không lực, đây chính là mấy lớn cường giả đỉnh phong, cũng mơ tưởng cầu mong đồ. Huyền Cơ Nguyệt cả người dần dần có ánh sáng tím bay lên, đem thân thể bao vây, ở nơi này hoang vu trong hư không, giống như một vòng màu tím mặt trời. Thánh nữ, để cho ta đi. Này cùng cảnh giới con kiến hôi còn không đáng ngài tự mình ra tay. Một tên tuổi chừng 40 nam tử đi ra, hắn là kiêm gia kiếm phái một tên trưởng lão, danh hiệu là Cổ Vân Kiếm Tôn, gọi là trẻ tuổi tuấn kiệt, tu luyện thời gian không dài, cũng đã bước vào thiên quân cảnh giới. Mà hắn kính mến Vu Thánh Nữ Huyền Cơ Nguyệt, chuyện này cũng là mọi người đều biết. Lần này hắn nhận được tông chủ mệnh lệnh, cùng theo Huyền Cơ Nguyệt cùng nhau thi hành nhiệm vụ. Đối thủ mặc dù có luân hồi huyết mạch, nhưng cảnh giới thật sự là quá thấp, làm hắn đều có chút nhìn không thuận mắt, vì vậy từ nói với anh Dũng, nghĩ xong cũng may thánh nữ trước mặt biểu hiện một phen. Thánh nữ, như vậy hậu bối cứ giao cho ta xử trí đi, xin yên tâm. Cổ Vân Kiếm Tôn bước ra, cả người có cường đại khí cơ sau đó kích động. Huyền Cơ Nguyệt nhìn hắn một mắt, chợt nhàn nhạt gật đầu, đem cánh tay phải tím ngày phân ra một ít cho hắn. Chính xác. Huyền Cơ Nguyệt lãnh đạm mở miệng, giống như thần cao cao tại thượng chi, phát ra mệnh lệnh. Phịch, một vòng này tím ngày, và Cổ Vân Kiếm Tôn thân thể hòa làm một thể, làm trên người hắn khí thế càng tăng lên. Một cổ đại lộ khí, hết sức lưu động, để cho người ở tại chàng cũng cảm nhận được liền cực lớn uy hiếp. Thời khắc này Cổ Vân Kiếm Tôn, giống như là một tên ngút trời chiến thần, từ vũ trụ tinh hà trong đó đi ra, nghiêng bọc hỗn độn lực lượng, hắn sau lưng. Có một tôn to lớn màu tím nhật luân lững lờ. Đạo này mê tía, là kiêm gia tiên tử lưu lại,
đi qua năm tháng đổi thành, tản ra vô cùng cổ xưa huy hoàng. Mấy trăm ngàn năm qua, cũng không có người có thể lãnh ngộ cái này cùng tím ánh nắng chiếu rọi, chỉ có Huyền Cơ Nguyệt một người làm được, nắm trong tay vận mệnh, chính là nắm trong tay thiên đạo vô cực. Huyền Cơ Nguyệt là chân chánh thiên mệnh thần nữ, cũng là để cho rất nhiều kiếm phái người trong điên cuồng đối tượng ngưỡng mộ. Cổ Vân Kiếm Tôn thậm chí cam nguyện là hắn bỏ ra sinh mạng, chỉ cần có thể được thánh nữ coi trọng. Vậy phân hồng mông bên trong nơi diễn hóa mây tía, bao quanh Cổ Vân Kiếm Tôn, mang theo thần bí khó lường đạo tắc ngang nhiên rơi xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào Diệp Thần. Ở vào viễn không Tôn Dạ Dung, vừa định điều động thanh liên lực, thả đối kháng, lại bị Diệp Thần nhàn nhạt ngăn cản. Không cần lo lắng, các ngươi tại chỗ đợi liền có thể. Diệp Thần thanh âm truyền vào trong tai mọi người, có một cổ làm người an lòng quyết đoán. Ánh sáng tím cuồn cuộn, điềm lành thần thánh, vạn đạo ánh sáng tím xông phá không gian, giống như tinh thần văng tung tóe, long trời lở đất, cực kỳ kinh người. Cái này là đại đạo tinh không bổn nguyên lực lượng. Kiêm gia thánh tử lui ra mấy bước, ẩn nhập lỗ xoáy đen trong đó. Hắn ngược lại là muốn xem, Diệp Thần như thế nào ứng đối cái loại này nguy cơ. Một khắc sau, Diệp Thần động. Hắn giơ bàn tay lên, chậm chạp phách động, có vô cùng vô tận chói mắt kim quang sau đó xông ra, cuồn cuộn thành gió, mang theo gào thét bôn lôi. Mà đây một chụp, chính là đem bọn họ chỗ ở thần bí hư không cũng cho đánh văng ra. Mà phía dưới xuất hiện một phiến chiến trường, mấy chục cái tất cả lớn nhỏ huyền hải thế lực đang giao chiến, đánh được thiên địa rúng động. Nhưng là làm Diệp Thần các người xuất hiện sau đó, cái này phiến địa giới uy thế liền bị nghiền ép. Bọn họ nâng lên hai tròng mắt, nhìn lên, tràn đầy kinh hãi ý. Cái này hai cổ lực lượng đụng vào nhau, thật sự là quá kinh người. Để cho bọn họ cũng không thể không dừng lại chiến đấu, ngưng nhìn phương xa. Đối phó ngươi, ta chỉ cần sử dụng ba phần khí lực. Cổ Vân Kiếm Tôn lãnh đạm mở miệng, lòng tin tràn đầy. Mà Diệp Thần chính là mặt không thay đổi liếc hắn một mắt. Ngươi không khỏi quá tự tin, Diệp Thần chỉ là như vậy nói một câu. Ha ha, hy vọng ngươi có thể ngăn được bộ phận chiêu thức, chứ có để cho ta quá thất vọng. Cổ Vân Kiếm Tôn trầm giọng hét lớn một tiếng, liền giống như vậy trong bầu trời cuồn cuộn sấm, sét đánh nổ vang, điếc tai nhức óc. Hắn lấy thân là kiếm, hơn nữa có hồng mông mây tía phụ trợ, sau lưng như bánh xe tím ngày. Trong phảng phất huyễn hóa thành một cái thông thiên triệt địa tử mang cự kiếm. Giống như một ngôi sao lớn, từ trong vũ trụ rơi xuống, hoàn toàn đem Diệp Thần bao phủ. Giờ khắc này, nhật nguyệt thất sắc, ngân hà không sáng, liền trước vô tận hư không cũng đang run run rẩy, sụp đổ hàng ngàn hàng vạn vết rách. Thực lực cường đại như vậy, làm người ta kinh hãi. Phía dưới, những cái kia giao chiến người toàn đều ngây dại, bọn họ trong đó cũng có nhất lưu tông phái cao tầng. Nhận ra Cổ Vân Kiếm Tôn cùng với Huyền Cơ Nguyệt đám người thân phận, trong chốc lát không khỏi được hô to. Lại là Kiêm gia kiếm phái Cổ Vân Kiếm Tôn, liền hắn cũng phái ra, rốt cuộc là đang đuổi bắt dạng gì kẻ địch. Vậy quá đáng sợ. Mau xem, chỗ xa hơn. Vậy đạo tựa như thiên tiên vậy bóng người, có phải hay không Kiêm gia kiếm phái thánh nữ? Quả thật như vậy, bọn họ đuổi giết rốt cuộc là người nào, lại có thể cần điều động cường đại như vậy đội hình. Người phía dưới nhóm bên trong, rối rít vang lên kinh nghi bất định thanh âm. Diệp Thần nơi đánh ra màu vàng thần trưởng, bị vậy vô tận ánh sáng tím cho chìm ngập. Khủng bố tuyệt luân hơi thở giống như sóng thần sôi trào, đây là một loại phù hợp thiên địa khuynh hướng đại lộ lực, không cách nào sửa đổi, cơ hồ có thể trấn áp chư thiên, làm vạn tộc thần phục. Thấy một màn này người, cũng không khỏi sinh lòng sợ hãi. Đây cũng là Kiêm gia kiếm phái trẻ tuổi nhất trưởng lão thực lực sao? Thật là có thể nói khủng bố. Bọn họ thậm chí có thể mơ hồ thấy ở đó ngút trời tím ngày phủ xuống bóng người, là một tên thanh tú anh tuấn thanh niên. Mà thanh niên này tựa hồ là tuyệt vọng, đối mặt này cùng thế công, thờ ơ. Bọn họ thậm chí không khỏi được thay thanh niên lo lắng. Bất quá, cách xa trong chiến trường lòng mấy người, tựa hồ không hề lo lắng. Già Thiên Ma Đế cùng Kỳ Tư Thanh hết sức rõ ràng Diệp Thần thực lực chân thật, trên có thể đánh thiên quân, hạ có thể đá lão tổ, có thể nói khiêu chiến thiên địa tồn tại. Tôn Dạ Dung trong mắt trong đó như cũ có lo âu, nàng chân thực không nhẫn tâm nhìn Diệp Thần vì cứu mình mà thân vùi lấp nhà tù. Làm nàng quay đầu nhìn lại lúc đó, Già Thiên Ma Đế cùng Kỳ Tư Thanh hai người đang trò chuyện. Lấy ta tới xem,
tới hơn 20 chiêu, đối diện người nọ liền sẽ bị thua. Già Thiên Ma Đế mở miệng phân tích nói. Kỷ Tư Thanh lắc đầu một cái, trong 10 chiêu, Diệp Thần nhất định thủ thắng. Nàng giọng vô cùng chắc chắn, đối với Diệp Thần thực lực tràn đầy cường đại lòng tin. Tôn Dạ Dung không khỏi xấu hổ, lúc đầu cái này hai người không chút nào vẻ lo âu, ngược lại là đang thảo luận Diệp Thần có thể ở mấy lần hợp bên trong thắng được. Nàng quay đầu lại nhìn lại, màu tím kia thần kiếm tóe ra kịch liệt sáng mờ, tàn phá tới, hoàn toàn đem Diệp Thần bóng người chìm ngập. Người phía dưới không khỏi giễu cợt. Thằng nhóc này chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn chọc Kiêm gia kiếm phái, đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì. Mới, màu tím kia lôi quang mãnh liệt không ngừng, chỉ theo sau đó, đám người liền cảm giác được không được bình thường. Cổ Vân Kiếm Tôn gương mặt từ từ đỏ lên, hắn điều khiển tím ngày lôi quang, nhìn qua thanh thế cuồn cuộn, nhưng thực tế nhưng gặp phải cực lớn ngăn trở, cho dù hắn dùng hết khí lực, cũng không cách nào lại để cho hắn tiến thêm phân nửa. Ngươi liền chút khả năng này sao? Một đạo thanh âm đạm mạc phá vỡ yên lặng. Ngay sau đó, vậy kỳ dài lại lãnh đạm bóng người xuất hiện ở lôi quang trong đó, hắn nắm dấu quyền, lại lấy thân xác kiên quyết đương đầu xuống tử lôi oai. Đám người rối rít sợ ngây người. Oanh! Kiếm quang bén nhọn biến dạng hư không, nổ càn khôn, để cho hết thảy mất đi thành trần. Làm khói tiêu dần dần tản đi lúc đó, Diệp Thần ở vào trung ương chiến trường, hắn vậy trương thanh tú mặt mũi 10 phần bình tĩnh, nhưng là thủ đoạn cũng không so với bá nói. Trực tiếp một kiếm xé tử lôi, đem như bánh xe kinh khủng ánh sáng tím đại nhật đánh cho tới văng tung tóe. Huyết ảnh bay lên không, yên tĩnh chiếm cứ. Một đôi đỏ mâu từ khói đá tiêu trong đó lộ vẻ hiện ra, thả đối mặt người, không khỏi làm sợ hãi. Vô số người làm hoảng sợ, trong chốc lát câm như hến. Lớn như vậy hư không, lúc này châm rơi có thể nghe. Mới vừa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng Cổ Vân Kiếm Tôn màu tím lôi quang ầm ầm đánh ra, xem vậy tình thế, phải đem thanh niên này xé thành mảnh vỡ. Có thể vì sao thanh niên này thời gian đảo mắt lật tay làm mưa, úp tay làm mưa, hoàn toàn nắm trong tay thế cục. Liền Kiêm gia thánh tử cùng Huyền Cơ Nguyệt cũng là chau mày, Diệp Thần thực lực mạnh, tựa hồ đã vượt ra khỏi bọn họ dự liệu. Già Thiên Ma Đế các người mừng rỡ khôn kể xiết, một bộ ta sớm biết như vậy diễn cảm. Giờ phút này đám người tâm cảnh không đồng nhất, đều là gợn sóng phập phồng, nhìn về ở vào trong chiến trường lòng Diệp Thần. Để cho ngươi kiến thức một tí, cái gì gọi là chân chính Thái Dương? Diệp Thần thô bạo nói. Hắn tránh ra màu tím kia lôi quang sau đó, cầm kiếm lên, huy động hai cánh tay, giống như một đầu ngao du thiên địa côn bằng, tản mát ra cùng thiên tề cao uy áp. Long Uyên Thiên Kiếm, Thái Dương Xích Hoàng chém. Giờ khắc này, huyết long lẩn quẩn bay ra, trực kích bầu trời mênh mông, chấn thiên khiếu. Ở đó huyết long gào thét sau lưng, vô số tầng mây trận tản ra, một vòng màu vàng mặt trời gay gắt chậm rãi mở ra chói mắt cực kỳ, cùng máu kia khí dung hợp vào một chỗ. Màu vàng kim máu ngày, từ xưa đến nay đều khó được vừa gặp. Huyết quang nứt ra, hóa thành hàng ngàn hàng vạn đạo huyết khí, hung hãn ác liệt. Đem mảnh thiên địa này cho chen ép thành vô số khối mảnh vỡ, trực tiếp tiến vào vậy đại nhật lôi quang. Cổ Vân Kiếm Tôn đối mặt này cùng thế công, căn bản không cách nào né tránh, chỉ có thể cắn răng đón đỡ. Mà sát na kế tiếp, hắn giống như là bị một viên vũ trụ thất thủ đánh trúng, không có chút nào sức đánh trả, cả người bay rớt ra ngoài, đập vỡ trùng trùng hư không, rơi vào nước lũ bên trong. Hoàn hảo là Huyền Cơ Nguyệt đồng thời ra tay, huy động tay áo bào. Đỡ lên một tầng tử quang nhàn nhạt, đem hắn thân hình kéo, tài tránh khỏi hắn bị cuồng bạo hư không nước lũ cuốn đi. Dù vậy, Cổ Vân Kiếm Tôn vậy bị trọng thương, hơn nữa còn là tổn thương đạt tới bổn nguyên như vậy. Mà tại đối diện, Diệp Thần giống như một tôn viễn cổ chiến thần, hắn dáng người cao ngất, khí vũ hiên ngang, một đầu tóc đen tán lạc, cũng không lộ vẻ được âm nhu, ngược lại 10 phần dương cương cường tráng. Giờ phút này, hắn còn người nặng như lãnh điện. Oai hùng phi phàm, giống như chân chính hư không bá chủ. Kiêm gia thánh tử thấy Diệp Thần khí thế đang thịnh, rõ ràng giờ phút này không thể đợi thêm nữa. Hắn có thể không có gì không thể ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh gạt yếu khái niệm, mới vừa chỉ là muốn kiến thức một tí Diệp Thần thực lực sâu cạn, liền không nghĩ tới hắn không có phí bao nhiêu khí lực, liền đánh bại Cổ Vân Kiếm Tôn. Cái này cùng thế tới, đối với bọn họ mà nói cũng không coi là hay. Cùng tiến lên. Các ngươi đi đem hắn mấy người cuốn lấy,
do ta và Huyền Cơ Nguyệt đối phó tên kia. Kiêm gia thánh tử nói xong, gặp mấy người kia còn không có động tĩnh, thì có chút nổi nóng. Làm sao, các ngươi là cảm thấy, lấy mình thân phận ra tay, đi đối phó một ít tiểu bối, rất mất mặt đúng không? Vậy mấy tên Kiêm gia kiếm phái trưởng lão, hai mắt nhìn nhau một cái, yên lặng không nói. Kiêm gia thánh tử không khỏi cười nhạt. Các ngươi xác định đối diện mấy người là tên yếu sao? Nói khó nghe, bằng các ngươi thực lực bực này, còn chưa nhất định có thể chiến thắng được bọn họ. Kiêm gia thánh tử nói tới nói lui không chút khách khí, làm còn thừa lại vậy ba tên trưởng lão, mặt lộ vẻ tức giận. Bất quá còn không cùng bọn họ lên tiếng phản bác, Huyền Cơ Nguyệt đã bước tới phía trước. Liền nghe Kiêm gia thánh tử, các ngươi đi đem còn lại ba người ngăn lại, không được để cho bọn họ tham dự chiến cuộc, mà ta cùng hắn, lấy nhanh nhất tốc độ đánh chết Diệp Thần. Nhớ, nhất định phải đem Thanh Liên tiên tử ngăn lại. Huyền Cơ Nguyệt thần sắc sửng dưng không sóng, nhưng trong thực tế, đã lặng lẽ vận chuyển tại Kiêm gia thần quyết. Kịch liệt dũng động thiên địa lực, ở nàng bên người hội tụ. Vậy cầm treo ở bên hông Kiêm gia thần kiếm, đã dục dịch. Giờ phút này, tất cả thần bí mây tía đều đã tẫn nhiên thu thập, nội liễm thành hoa, bao phủ ở Huyền Cơ Nguyệt dung nhan trên, là một tầng mông lung sương mù. Người bên ngoài không thấy rõ mặt nàng cho, chỉ có thể liếc về gặp hắn bóng người, như tiên dáng trần vậy xuất trần. Vẫn là thánh nữ có quyết đoán, không hổ là tương lai thừa kế đạo chính thống người. Kiêm gia thánh tử nói chuyện, vĩnh viễn ý sâu dài, để cho người không phân biệt rõ sở là bao là cách chức. Huyền Cơ Nguyệt không có tiếp hắn mà nói, mà là nhìn về phía trước. Hiện tại nàng ánh mắt bên trong, chỉ còn lại có Diệp Thần một người. Có lẽ, chúng ta tới giữa cũng nên làm một cái đoạn. Ngày hôm nay, vận mệnh và luân hồi, cũng nên nghênh đón kết cục. Hoặc là vận mệnh chiếm đoạt luân hồi, hoặc là luân hồi chiếm đoạt vận mệnh. Không quá ta xem, hẳn là cái trước. Huyền Cơ Nguyệt môi đỏ mỏng khẽ mở miệng nói, sắc mặt nàng không buồn không vui, để cho người không nhìn ra ba động tâm tình. Nhưng thân ở phía đối lập Diệp Thần, lại có thể thám thía cảm thụ được cặp mắt kia dưới tích chứa sát ý. Đây là cừu địch huyết chiến, cũng là số mệnh tỉ thí. Sớm muộn có một ngày sẽ sắp đến, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Hai người tới giữa, không thể nào yên ổn sống sót. Đã như vậy, vậy thì hôm nay quyết ra thắng bại. Giữa trời đất, bỗng nhiên đổi được an tĩnh lại. Giống như là một loại đặc thù nào đó lực lượng, định trụ cái này hào hùng địa giới. Lá rơi cát bụi, cây cối bay tiết. Sơn xuyên con sông, tinh không mạch lạc. Đều là giống như là gặp được loại nào đó cực kỳ đáng sợ tồn tại, giờ phút này nửa điểm cũng không dám lộ ra. Huyên náo đám người vậy dần dần an tĩnh lại, có người nghẹn hớp nước miếng, sinh lòng sợ hãi, muốn chạy trốn, nhưng phát hiện hai chân không cách nào nhúc nhích. Những người khác vậy cảm thấy không khí khác thường. Kiêm gia thánh tử lại là thu nụ cười lại, đổi được như có điều suy nghĩ. Hắn nhìn thấu cái này hai người tới giữa vận mệnh bất hòa, có lẽ đã không phải lần thứ nhất đối chiến, cần phải là đã sớm quen biết. Vận mệnh chủ cùng luân hồi chi chủ số mệnh tỉ thí. Nghe vào thật giống như có chút ý tứ. Hắn đi về sau nhích lại gần, muốn tiếp tục học hỏi chiến cuộc, cũng là muốn xem Huyền Cơ Nguyệt thực lực kết quả như thế nào. Chỉ bất quá bàn tay hắn lúc đó, đã ngưng tụ hư ảo băng gai. Đứng ở một bên, xúc thế đãi phát, tùy thời cũng có thể ra tay. Diệp Thần cùng Huyền Cơ Nguyệt mắt lạnh tương đối, hai người đã giao thủ nhiều lần, nhưng cũng không có cho đối phương tạo thành căn nguyên lên thực chất tính tổn thương. Ngươi thực lực tiến cảnh rất nhanh, nhưng là hôm nay có lẽ muốn kết thúc, không chỉ là ngươi, kể cả luân hồi huyết mạch, ta cũng sẽ cùng phá hủy, từ đây, cõi đời này lại cũng không có luân hồi chi chủ. Huyền Cơ Nguyệt chậm rãi mở miệng nói, giống như là ở tuyên cáo loại nào đó tiên đoán sách. Đối với lần này, Diệp Thần dửng dưng một tiếng, không rõ lắm để ý. Trở thành Kiêm gia kiếm phái thánh nữ sau đó, ngươi thực lực tăng trưởng nhiều ít, ta tạm thời còn không biết hiểu, nhưng đùa bỡn miệng lưỡi công phu, ngược lại là tiến bộ thần tốc. Huyền Cơ Nguyệt cười lạnh một tiếng, không nhiều lời nữa. Trong mắt của nàng trong đó, lóe lên mọi thứ ngân hà. Đó là từng cái che giấu ở trong hư không vận mệnh sông, hiện tại đã hoàn toàn quy về Huyền Cơ Nguyệt. Diệp Thần vậy phát hiện cái hiện tượng này, lúc đầu Huyền Cơ Nguyệt cũng đã nắm giữ hoàn chỉnh vận mệnh huyết mạch, hơn nữa diễn hóa ra liền bổn nguyên vật thật.
mà trong cơ thể hắn luân hồi huyết mạch, tuy nói vô cùng mạnh mẽ, càn quét chư thiên, khá vậy chỉ là dừng lại ở huyết mạch tầng thứ. Thời kỳ tột cùng luân hồi chi chủ huyết mạch, có thể diễn hóa vạn vật, không chỉ có giới hạn tại tự thân. Bây giờ Huyền Cơ Nguyệt chính là bước vào cảnh giới thứ hai, có thể đem vận mệnh lực trừ ly đi ra. Luân hồi cùng vận mệnh kết quả ai tăng thêm một bậc. Ngày hôm nay có lẽ thì có đáp án. Huyền Cơ Nguyệt nâng lên tay trắng, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, hỗn độn chỗ sâu chính là nổi lên một phiến gợn sóng, thủy văn dần dần lan truyền, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lan tràn mở ra. Kinh khủng đại lộ quy luật, giống như là nhuyễn trùng vậy lan tràn, dựa theo hắn khuynh hướng, không cách nào ngăn cản. Vậy mảnh không gian nứt ra một đạo khẽ hở thật lớn, như mạng nhện vậy nhanh chóng lan tràn, đem Diệp Thần quanh thân chàng vực toàn bộ chiếm đoạt. Phía sau, Già Thiên Ma Đế đám người sắc mặt kịch biến. Huyền Cơ Nguyệt nơi phong tỏa chàng vực quá mức đáng sợ, cơ hồ là ở trong nháy mắt, tất cả mọi người không cách nào tiến vào trong đó, nơi đó chỉ có thuộc về bọn họ hai người độc lập chiến trường. Không muốn. Kỷ Tư Thanh nhất thời rất nóng nảy, nàng cho gọi ra Chu Tước Cửa, hung hãn đánh thẳng vào vậy phiến độc lập chàng vực, nhưng giống như là đánh ở một khối bền chắc không thể gãy trên vách tường. Vậy một bức tường có lực phản chấn, có thể đem tất cả năng lượng ánh sáng hấp thu, đổi thành là tự thân lực lượng, rồi sau đó chuyển cho đối phương. Chỉ nghe được ầm một tiếng, Chu Tước Cửa nơi vung phát ra hừng hực lửa cháy mạnh, lại có thể từ tường vô hình trong vách bắn ngược đi ra. Kỷ Tư Thanh hai tay kết ấn, ngưng tụ ra một cái dương cánh bay lượn ngọn lửa phượng hoàng, hai cánh che ở trước người, đem vậy Chu Tước Cửa cản lại. Kịch liệt sóng trùng kích, trực tiếp tác dụng với Kỷ Tư Thanh bản thân, nàng luôn miệng ho khan, phun ra tốt mấy ngụm máu tươi. Thân là nữ võ thần, nàng thể chất cường hãn dị thường, nhưng may là như vậy, như cũng bị Huyền Cơ Nguyệt vận mệnh chàng vực gây thương tích. Mà ở một bên khác, Kiêm gia thánh tử những thứ khác ba danh kiếm phái trưởng lão, chính là đối bọn họ ba người mắt lom lom. Kiêm gia thánh tử nhìn chằm chằm Tôn Dạ Dung, ánh mắt híp lại, thả ra ánh sáng nguy hiểm. Nguyên lai là ngươi chiếm cứ Thanh Liên thân thể, thú vị. Đầu đầu vòng vo một chút, cuối cùng là và Kiêm gia kiếm phái thoát không khỏi liên quan. Hắn nhận ra Tôn Dạ Dung thần hồn hơi thở. Đã như vậy, vậy thì do ta tới thu thập ngươi đi. Vừa nói thân hình hắn chớp mắt, tại chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh, chỉ gặp Tôn Dạ Dung trước mặt hư không bể tan tành. Một cái băng sắc bén móng lộ ra tới, liền khí lưu cũng thay đổi được rối loạn. Tôn Dạ Dung dưới chân, hiện ra một đóa màu xanh hoa sen. Vậy đóa hoa sen mang nàng chăn trở xê dịch, tránh ra như bóng với hình móng nhọn. Kiêm gia thánh tử tấn công, nàng liền chỉ có né tránh. Già Thiên Ma Đế bản muốn xuất thủ trợ giúp, nhưng hai người Kiêm gia kiếm phái trưởng lão đã giết tới. Để cho ta xem ngươi cái này huyền hải ra người, rốt cuộc có gì bản lãnh. Trong đó một tên trưởng lão, tay cầm một cái cùng thân hình cực kỳ không tương xứng trọng kiếm. Chuôi này trọng kiếm mang theo hủy thiên diệt địa thế, ngang nhiên chém xuống, liền Già Thiên Ma Đế đô tạm thời thán phục tại hắn lực lượng. Một người khác trưởng lão, chính là điều khiển 8 chuôi bỏ túi phi kiếm, mỗi một chuôi cũng đen nhánh như thoi đưa, nấp trong tay áo lúc đó, không ra thì thôi, vừa ra nhất định thấy máu phong hầu. Già Thiên Ma Đế không có bất kỳ do dự. Lập tức liền vận dụng ma đế chi tâm, cả người thần niệm đổi được vô cùng thông suốt. Vậy cuối cùng một tên Kiêm gia kiếm phái trưởng lão, là người phụ nữ, nàng mặt mũi dáng đẹp, nhưng cằm hơi có vẻ nhọn, cả khuôn mặt lộ vẻ được có chút cay nghiệt. Hắc bạch song sát, hợp tung thuật. Nàng cũng không phải là mình dùng kiếm, mà là ném ra hai luồng bùn đen vậy vật thể, rối rít nổ lên, biến thành hai cái bao phủ ở rộng lớn áo choàng ở giữa hắc bạch song sát. Cái này hắc bạch song sát, một người tay cầm một kiếm, phối hợp gian không chê vào đâu được, hồn nhiên sẵn có, hình thành cực kỳ cường đại song kiếm hợp công thế. Kỷ Tư Thanh bị chút tổn thương, còn chưa từ trong khôi phục như cũ, gặp phải song sát vây công, lần lượt tháo chạy, chỉ có thể tạm thời ổn định, mà đợi phản công. Trọng yếu nhất chiến trường, lúc này ngoại nhân không cách nào liếc về gặp. Nhưng là ở đó chàng vực bên trong, sấm sét dây dưa, tia chớp nhảy lên không. Ánh ra một nam một nữ hai tấm mặt mũi. Đầu tiên xuất thủ là Huyền Cơ Nguyệt, nàng nhanh như sấm sét, nhanh như gió lốc lớn, ở nháy mắt tới giữa hai tay đánh ra, vận mệnh lực tung bay mà rơi, nhưng trong thoáng qua, nhưng hóa là kinh thế cuồng chiều. Vận mạng luân bàn, bất ngờ khởi động.
Nàng ở huyền hải bên trong trưởng thành, không người nào có thể đạt tới, mặc dù không có hoàn toàn nắm trong tay Kiêm Gia tiên tử đạo thống, nhưng cũng không phải vậy cường giả có thể chống lại tồn tại. Vào giờ khắc này, giữa trời đất truyền đến oanh oanh tiếng vang lớn. Không chỉ là mọi người tại đây có phát giác, liền bò lổm ngổm ở tinh không chỗ sâu thiên đạo cũng theo đó chấn động nhanh chóng, đưa tới vận mạng luân hồi. Vận mệnh lực hóa là thật vật, xem viên kia viên sáng chói tinh thần, trôi lơ lửng ở Diệp Thần trên đỉnh đầu, diệu thế ánh sáng không ngừng lóe lên, linh uy ngút trời, thần quang tràn ngập. Mà ở cường đại như vậy nặng uy chi hạ, Diệp Thần bày trận mà đợi, trực tiếp đem luân hồi huyết mạch thúc dục đến mức tận cùng, ba cây thiên kiếm theo thứ tự bày ra, cuồn cuộn bao la. Mà huyền cơ nguyệt hở một tí như hằng tinh qua lại, kinh thiên diệu thế, ở sau lưng, có một đầu đáng sợ cự thú nổi lên, nói là đáng sợ, nhưng cả người bao phủ huy hoàng thánh khiết hơi thở. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đầy trời ánh sáng tím vào giờ khắc này lộ vẻ hiện ra, đổi được vô cùng thần bí thâm thúy. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền đem vạn đạo lôi kiếp mang nhập trong đó. Tám đại thiên kiếm mặc dù mạnh mẽ, nhưng so với vận mệnh lực tới, vẫn là kém không ít, thần la thiên kiếm ta hiện tại đều rất ít vận dụng, người có thể biết nguyên do. Bởi vì ta nắm giữ vượt qua thiên kiếm lực lượng, buông tha vùng vẫy đi, người không cách nào thắng. Nàng thanh âm lạnh lùng như băng, kết thành từng tầng một hàn xương. Đầu kia tinh không cự thú như diệt thế tai nạn, gào thét hạ xuống, thân thể to lớn chống đỡ đầy nguyên mảnh tinh không cổ lộ. Huyền cơ nguyệt giơ tay lên lúc đó, liền dùng hết vận mạng lực lượng, nội tình cực kỳ hùng hậu. Diệp Thần trước mặt ba cây thiên kiếm mỗi người bùng nổ, cường thịnh ánh sáng vô cùng sáng chói. Phịch, tinh không cự thú tức giận điên cuồng hét lên, hai tròng mắt như vòng xoáy hắc động, chiếm đoạt thương khung, nháy mắt tức thì tinh thần tan vỡ, điên cuồng gào thét long ngâm, không gì sánh kịp. Ở nơi này vậy dị tượng ra chỉ xuống, huyền cơ nguyệt thân thể càng lộ vẻ thần thánh uy nghiêm, giống như một tôn thần chủ, sừng sững ở không, có tư thế vô địch. Bàn về huyết mạch thiên phú lực lượng, vận mệnh cùng luân hồi ngồi ngang hàng, mà huyền cơ nguyệt ở Kiêm Gia tiên tử đạo thống dưới. Bây giờ vận mệnh lực tiến cấp tới giai đoạn thứ hai, ở huyết mạch thượng hình thành đối luân hồi áp chế. Vào giờ phút này, tựa như toàn bộ biển đen cũng cảm nhận được liền cái này cổ không có gì sánh kịp bàng bạc lực lượng, mọi người rối rít ngẩng đầu, hoảng sợ không thôi. Này cùng đáng sợ hơi thở là từ vì sao mà đến. Thật là làm người ta trợn mắt hốc mồm, kinh hãi muốn chết. Hống! Vận mạng lực lượng triệu hoán ra đầu này tinh không cự thú. Lấy vô địch tư thái đi về trước nghiền ép, trường hào vượt quá, xông phá thiên địa, hướng bốn phương tám hướng tụ đến. Nguyên phiến vũ trụ càn khôn cũng chiếu ngược cái này con cự thú bóng người, hung tàn đáng sợ, nhưng lại trói lọi thánh khiết. Hai loại khí thế hòa vào nhau hỗn tạp, trực tiếp để cho tinh không nổ tung, vô tận kẽ hở lan tràn ra, chi chít, bể tan tành hầu như không còn. Chỉ nghe gặp một tiếng vang thật lớn. Đầu kia tinh không cự thú. Quơ lên khổng lồ vô biên móng vuốt, trực tiếp để cho chỗ này hư không nổ tung, tựa như bị vô tận hoang không mảnh vỡ bổ túc, ngay lập tức tới giữa, không biết lan tràn nhiều ít vạn dặm. Ba cây thiên kiếm, ông minh vang dội, rung động phát run. Huyết quang, ma khí cùng tài khí hòa chung một chỗ, đụng vào nhau, đều không cách nào để cho hắn nghiền. Vậy cái móng vuốt như cũ mạnh mẽ, như núi cao vậy khí thế đè người, đánh tan ngôi sao chói lọi, sấm sét vậy theo tới. Diệp Thần cắn răng, hắn biết hiện tại mình thuộc về thế hạ phong, dẫu sao đây là huyền hải, là Kiêm Gia tiên tử đạo tràng, mà huyền cơ nguyệt chấp trưởng Kiêm Gia đạo thống, hiển nhiên khí vận và linh khí cũng nghiêng về nàng. Bất quá, hắn tuyệt sẽ không một mực như vậy, không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần dứt khoát một không làm hai không nghỉ, để cho ba cây thiên kiếm đỉnh ở trước mặt, rồi sau đó hung hăng đánh ra một trường. Nháy mắt tức thì, ánh sáng màu vàng điên cuồng lưu chuyển, cực đạo hiện lên. Hỗn độn quy tắc tới dồn dập, để cho Diệp Thần khí thế tăng lên liền một tầng thứ. Nếu huyền cơ nguyệt lấy vận mệnh lực diễn hóa tinh không cự thú, vậy hắn vậy lấy luân hồi lực ra chỉ cổ thú. Huyết long, đi ra đi. Diệp Thần đem một chút thuần tránh luân hồi lực, dưới vào long uyên thiên kiếm trong đó. Chỉ nghe được một tiếng long ngâm gầm thét, huyết long bay lên trời, nóng bỏng màu máu sáng bóng đột nhiên bùng nổ, lóng lánh chư thiên vũ trụ. Lúc này huyết long. Thể tích bành trướng mấy trăm lần, lại có thể cùng tinh không cự thú tạo thành đính lễ chống lại thế. Huyết long sau khi đi ra, không chút do dự,
hướng vậy tinh không cự thú cúi xông lên đi. Hai người thể tích chênh lệch không bao nhiêu, hơn nữa hơi thở tương cận, giao thủ một cái, chính là sống chết đánh giết. Hư không chỗ sâu truyền tới gào thét thanh âm, tinh không cự thú điều động cường đại tinh vực lực lượng, cùng huyết long cùng lên như diều gặp gió. Một rồng một thú giao tranh kịch liệt, dây dưa chung một chỗ, ngay tức thì liền đụng nát chừng mấy tòa minh mông hư không. Cái này hai đầu thần thú tốc độ quá nhanh, dây dưa đánh giết, nguyên mảnh tinh không cũng mắc máu, do bên trong đến tầng ngoài tầng sụp đổ. Trừ vận mệnh cùng luân hồi tỉ thí cổ chiến trường, trong đó tất cả mọi người đều bị yêu cầu lui ra ngoài. Hoặc là nói, bọn họ là bị vậy hơi thở cuồng bạo cho bức lui. Ở bên kia, Kiêm gia thánh tử cùng Thanh Liên tiên tử tới giữa đối chiến tốc độ quá nhanh, tần số cao tới đáng sợ, ước chừng mấy hơi thở tới giữa, thì có hơn mấy trăm ngàn chiêu lóng lánh mà qua. Huyết long một cái sừng rồng, bị tinh không cự thú khổng lồ móng vuốt bấu vào, rất miễn cưỡng vạch xuống, đưa tới một hồi kêu gào. Mà vậy huyết long, vậy cắn một cái ở tinh không cự thú thân thể, xé xuống một khối lớn da thịt, máu tươi tung tóe, hóa là tinh điểm. Huyết lãng cuồn cuộn, dị tượng sôi trào, mảng lớn vết máu rơi xuống lên. Đó cũng không phải là thật huyết khí, mà là bảo thụ biến thành căn nguyên linh lực, liền làm phép hai bên cũng phải trải qua cắn trả. Nhưng Diệp Thần hành động này, đã là hồn nhiên sẵn có. Huyết long hư ảnh cùng tinh không cự thú đồng thời tiêu tán, cái này một chàng, hai người bên tám lạng, người nửa cân. Ta liền xem ngươi còn có thể đỡ nổi mấy chiêu. Huyền Cơ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, bước ra một giọt máu tươi cháy, nàng bên ngoài thân ánh sáng tím đột nhiên bạo tăng, nơi vòng quanh màu tím linh lực, hóa là một đầu thần thú. Đây cũng không phải là tinh không cự thú, mà là khác một loại huyết mạch phẩm chất cao hơn thượng cổ thần thú. Huyền Cơ Nguyệt lại không tiếc cháy huyết mạch và tu vi. Phải biết, cháy sau đó, nàng tiềm lực đều có thể sẽ hơi ngừng. Vì chu diệt luân hồi, nàng hoàn toàn điên rồi. Hống! Kinh thiên động địa gầm to, ngang nhiên truyền ra, liên quan Huyền Cơ Nguyệt cũng cùng đầu này thần thú kết hợp với nhau, hư ảo bóng dáng hòa làm một thể. Huyền Cơ Nguyệt tựa như trở thành đầu này tinh không óc cự thú, điều khiển nó thân thể. Diệp Thần thần sắc đông lại một cái, hắn tựa hồ trong mơ hồ đã đoán được, Huyền Cơ Nguyệt lĩnh ngộ vận mệnh quy luật là cái gì. Vận mệnh hóa hình. Đem cái loại này lực lượng hội tụ đến các loại thượng cổ thần thú, hồng hoang ma cầm bên trên, có thể sinh ra vô cùng cái uy hiếp thế công. Đầu này bị vận mệnh xem trọng thần thú, xem long vừa giống như phượng, mà vô luận là rồng thần hay là thật phượng, đều là mọi người trong lòng nơi ngửa mặt trông lên cao cấp thần thú. Cho dù là thuần huyết kỳ lân, cũng chỉ có thể xếp ở phía sau. Đầu rồng này hoàng vừa ra, mưa gió quỷ quyệt, biến ảo vô cùng, vũ trụ thất sắc, tinh thần ảm đạm. Vô cùng khủng bố, ầm kêu vang, vô số sấm sét nổi lên ra, giống như ngày tận thế tai nạn, đột nhiên hạ xuống. Vận mệnh lực nơi hóa thân thần thú, đến từ thái cổ, quật khởi tại viễn cổ, cường thịnh tại hồng hoang. Bành! Đầu kia long hoàng vỗ cánh lúc đó, toàn bộ vũ trụ ánh sáng đều bị che giấu, mưa gió đại tác, sấm sét điện tránh. Mà vậy song long mâu trong đó ánh sáng tím phun trào, nháy mắt tức thì rực rỡ thần quang bùng nổ. Cuốn sạch toàn bộ tinh không vũ trụ, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Các ngươi, thần phục, hoặc là chết. Đầu này tuyệt thế long hoàng, là từ xưa tới nay có thể đếm được trên đầu ngón tay bá chủ, hắn vốn là đã táng thân tại hồng hoang chiến trường, chỉ có thời gian sông dài có thể tìm được tung tích của hắn. Ngay vào lúc này, vận mạng lực lượng dính dấp hắn, lần nữa trở lại chư thiên vạn giới. Hắn hóa là một chút hồn niệm, long trời lở đất, nghịch chuyển càn khôn. Mà bên kia, Diệp Thần cũng không cảm lạnh nhạt, hắn điều khiển ba cây thiên kiếm phân tản ra, bày ra ngũ hành bát quái kiếm trận. Chợt, tất cả lực lượng cũng hội tụ đến huyết long trên mình, còn có nguyện vọng thiên tinh hóa thành mặc giáp, mang tại người. Hai tôn đồ vật khổng lồ, ngang nhiên đụng nhau, trong nháy mắt thiên địa càn khôn, huyết lãng ngút trời, thỉnh thoảng có máu tươi bung ra, hai đầu bá chủ cấp bậc thần thú, kịch liệt chém giết, tranh phong tương đối. Hai bên cũng lâm vào trước đó chưa từng có quyết chiến. Cuối cùng vẫn là đầu kia long hoàng rất tức giận, hắn dương ra miệng to, phát ra chấn động linh hồn gào thét, để cho người ở tại tràng thần hồn run run. Thực lực hơi yếu người, thậm chí tại chỗ hộc máu, hơi thở nhanh chóng uể oải. Mà ở chỗ này vậy cường thịnh khí thế chống đỡ hạ, đầu kia long hoàng thân thể nhanh chóng bành trướng,
tới trăm lần có thừa. Đỉnh đầu hắn tinh thần, chân đạp thiên vực, dường như muốn đem toàn bộ vũ trụ cũng cho lấp đầy, to lớn đến vô cùng khoa trương. Ngay sau đó Long Hoàng dương ra miệng to, xem giá thế kia, có thể nuốt vào mấy triệu ngôi sao. Cho dù là huyết long, giờ khắc này ở trước mặt hắn cũng thay đổi được nhỏ bé như kiến. Huyết long hoặc giả là bị giật mình, hoặc giả rất nhiều không chỗ có thể trốn, trực tiếp kể cả vô số tòa tinh vực, bị nuốt vào Long Hoàng trong cơ thể. Đây cũng là thượng cổ vô địch huyết mạch, Long Hoàng uy nghiêm. Cái thế tuyệt luân, độc đoán vạn cổ, hắn phải chiếm đoạt luyện hóa đối thủ, chưa từng bất kỳ một người nào có thể chạy khỏi. Mà Long Hoàng cũng không phải chết tại một vị đại năng trong tay, mà là chết tại cưỡng ép đột phá thiên đạo quy tắc. Hắn cần phải tăng lên đi, cho nên mới bị đánh rơi xuống, nhận chịu 9999 đạo thiên kiếp, ở vô tận lôi quang bên trong, thần hồn mất đi, không cam lòng chết. Thời đại kia, sợ rằng không có người có thể hoàn toàn đem hắn giết chết. Ở đó chiến trường vòng ngoài, đám người mỗi một người đều xem được sợ hết hồn hết vía. Hai người không phải trong trời đất này người mạnh nhất, nói riêng về bề ngoài tu vi, thậm chí liền tầm thường kiếm phái đệ tử nòng cốt cũng không sánh bằng. Nhưng cuộc chiến đấu này dính đến vận mệnh cùng luân hồi tranh, thiên đạo thành tựu trọng tài, còn có sáu đạo lực lượng ở chỗ này hội tụ. Có thể nói chu vi trăm ngàn dặm trong phạm vi, đều là thuộc về trong chiến trường tim, chu vi triệu dặm bên trong khu vực, đều bị chiến đấu dư âm ảnh hưởng đến. Vô số cường giả bay lên trời, kinh hãi muốn chết. Nhưng là bằng cho bọn hắn mượn thực lực cùng cảnh giới, liên hội này cùng chiến đấu tư cách cũng không có. Không ít người tiên đoán, Diệp Thần đem muốn thua, vận mệnh cuối cùng sẽ thống trị vạn giới, hơn nữa nắm giữ luân hồi. Mà Diệp Thần chính là ngồi xếp bằng tại trong hư không, thần sắc không kinh hoàng chút nào. Hắn có thể cảm ứng được huyết long hơi thở, còn không có tiêu tán. Diệp Thần đem tim đưa ngang một cái, cắn bể đầu lưỡi máu, nhất thời. Độ dày cực cao luân hồi huyết mạch cuồng trào ra, cách hư không, tiến vào huyết long tim vị trí. Kiêm gia kiếm phái mấy tên trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt mặt đầy. Còn không cùng bọn họ đắc ý bao lâu, chỉ gặp vậy phong tỏa chiến trường trong đó thần thái sáng láng Long Hoàng, bỗng nhiên lúc này bi thương kêu liền một tiếng, toàn bộ thân thể kịch liệt phồng lên, cuối cùng ầm ầm nổ lên. Mà hắn chỗ chỗ, rực rỡ chói lọi nhanh chóng chiếm cứ chủ đạo địa vị, chói mắt chói mắt. Một đầu thân hình hư ảo huyết long, từ vậy trong sương mù xuất thế, ánh mắt lạnh như băng, sáng bóng chiếu người, một phiến phiến vảy rồng dính đầy huyết khí, lộ vẻ được vô cùng là thần bí. Thấy một màn này người, cũng không khỏi đổ hít một hơi khí lạnh. Điều này huyết long, lại rất miễn cưỡng đánh bể Long Hoàng thân thể, đây là vạn cổ tới nay, nhiều ít chủng tộc đều không có thể hoàn thành hành động vĩ đại. Rào 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 rào, tia sáng mảnh vỡ. Giống như tinh mưa rơi xuống, liền Huyền Cơ Nguyệt thấy vậy, cũng là thần sắc khẽ biến. Nàng trong cơ thể linh khí giống vậy gặp phải chấn động, nhưng ngoài mặt nhưng trang được như không có chuyện gì xảy ra. Long Hoàng bị hủy, vậy thì đồng nghĩa với chàng này đại chiến kinh thiên động địa tựa hồ muốn kéo xuống màn che. Nhưng vận mạng lực lượng, há lại chỉ như thế chút thủ đoạn. Huyền Cơ Nguyệt lạnh lùng nhìn Diệp Thần, trong lòng khinh thường cười một tiếng. Mà huyết long đột phá trùng vây sau đó, lực lượng hao hết, vậy hóa là quang vũ, trở lại Diệp Thần luân hồi mộ địa bên trong. Vậy một phiến trung ương chiến trường, bỗng nhiên đổi được an tĩnh lại. Một nam một nữ đối lập mà ngồi, cách nhau bất quá nghìn mét, nhưng hai người cũng không có lại chủ động ý xuất thủ. Đại chiến kinh thiên động địa bùng nổ, không người nào biết rốt cuộc ra nhiều ít chiêu. Bọn họ chỉ thấy được vũ trụ vỡ nát, ngân hà nứt ra. Liền chư thiên tinh thần đều phải là hắn nhường đường. Theo chính giữa nhất chiến trường, nhấn nút tạm ngừng, những người khác vậy rối rít trở về vị trí cũ. Toàn bộ chiến trường, tựa hồ lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị. Kiêm gia thánh tử lui về tới xa xa, nheo mắt lại đánh giá đối phương. Thánh nữ, tiểu tử này thực lực như thế nào, có thể hay không bắt lại? Hắn nói thậm chí còn có chút cười trên sự đau khổ của người khác mùi vị. Huyền Cơ Nguyệt trên cánh tay ánh sáng tím quấn quanh, tu bổ hắn thương thế trong cơ thể, cho nên không có phản ứng kiêm gia thánh tử. Mà Diệp Thần cũng là vận dụng luân hồi huyết mạch, mau sớm để cho ý thức khôi phục thanh tỉnh. Mới vừa vậy một bạo, khiến cho hai người thần hồn cũng xuất hiện chút hỗn loạn, nếu như người thường, đã sớm bị chấn động được sáu hồn toàn diệt. Hai người thể chất vượt xa người thường,
lúc này chỉ là được chấn động, đều là đang nghỉ ngơi, để khôi phục thực lực. Huyền Cơ Nguyệt tựa hồ là gặp phải loại nào đó cổ trai, giờ phút này khẽ cau mày. Nàng cái này động tác thật nhỏ, dĩ nhiên chạy không khỏi Kiêm Gia Thánh Tử ánh mắt. Kiêm Gia Thánh Tử cười mỉa nói, ta nói hết rồi cùng tiến lên, ngươi khăng khăng không nghe, bây giờ biết thằng nhóc này không phải dễ đối phó như vậy chứ. Ha ha, giữa các ngươi số mệnh kết quả tỉ thí như thế nào, ta không xen vào, nhưng là ta tuyệt sẽ không để cho thằng nhóc này rời đi nơi này nửa bước. Diệp Thần bên kia chính là mở ra hai tròng mắt, cùng Già Thiên Ma Đế các người hội hợp. Giữa bọn họ chiến đấu, căn bản cũng chưa có động dùng toàn lực, đều đang đợi trung ương nhất vậy chỗ chiến trường kết quả. Bây giờ nhìn lại, hai bên tám lạng, người nửa cân. Cái tên đó thực lực, sâu không lường được, cùng ta lúc đối chiến, hắn càng nhiều hơn chính là dò xét. Thanh Liên Tiên Tử nhìn Kiêm Gia Thánh Tử, thần sắc vạn phần ngưng trọng. Nàng thừa kế trí nhớ trong đó, cũng có liên quan tới Kiêm Gia Thánh Tử chốc lát hình ảnh. Làm hình ảnh này lúc xuất hiện, Thanh Liên Tiên Tử có kinh ngạc, có sợ hãi, còn có tức giận. Nhưng là hình ảnh này, chỉ xuất hiện ngắn ngủi một cái chớp mắt liền biến mất. Vì vậy chỉ có thể gìn giữ tại trí nhớ trong đó, chỉ có cùng nàng thực lực một người nữa lên nấc thang, mới có thể đi khai thác trong này ẩn chứa chân tướng. Tên này thực lực chân thật vẫn là một mê. Sợ rằng khó đối phó vô cùng, chúng ta cũng được cẩn thận chút mới là. Diệp Thần ánh mắt, vậy nhìn về phía Kiêm Gia Thánh Tử. Mà đối phương thì là một bộ sao cũng được hình dáng, hắn mở rộng hai cánh tay chốc lát sau, lại có thể chậm rãi hướng bọn họ bên này đến gần. Luân hồi chi chủ, Thanh Liên Tiên Tử, các ngươi trong cơ thể cũng có cao nhất đạo quả, đủ để đánh vỡ cái này chư thiên vạn giới thăng bằng. Bất quá, thiên địa này vẫn là duy trì thăng bằng tốt nhất. Không cần bị phá vỡ. Kiêm Gia Thánh Tử hướng bọn họ đi tới, sừng dưng mở miệng, ra có hàn xương bao phủ, một đạo lại một đạo thần thái ánh sáng, bao trùm trên đó, mông lung thần bí, không thể gặp nhiều. Lúc này, hắn tựa hồ tài cho thấy thuộc về Kiêm Gia Thánh Tử vậy một phần uy nghiêm. Hàn băng kiếm đạo chậm rãi lưu chuyển, tại trên bầu trời hiện ra. Hắn định dùng lời này tiếng nói vội tới Diệp Thần hai người chế tạo chướng ngại tâm lý. Từ về khí thế đẻ bọn họ một đầu. Diệp Thần lại sao sẽ bị lừa, hắn lạnh lùng nói, vậy ngươi vô tận năm tháng trước thăng là Kiêm Gia kiếm phái thánh tử, lại trộm tu những võ học khác, cuối cùng phản bội sư môn, không nổi cũng là vi phạm thiên đạo, nhiễu loạn thăng bằng. Hắn nói vừa ra, nguyên cái trời đất phảng phất ngay tức thì đông. Xem ra ngươi lấy được dạy bảo, còn chưa đủ sâu sắc. Kiêm Gia thánh tử thanh âm trầm thấp xuống, mà ở hắn khí hải chỗ sâu. Có một đóa sâu màu trắng cốt linh lạnh lửa, đang hừng hực cháy. Không cần nhiều lời, ai mạnh ai yếu, thử một lần liền biết. Diệp Thần đi về trước bước ra một bước, hắn cặp mắt sáng ngời, tóc đen xõa vai, hoàn toàn là một bộ lớn không sợ thanh niên tư thái. Này cùng lời nói, rất là trực tiếp, nhất là Diệp Thần dửng dưng hình dáng, làm Kiêm Gia thánh tử trong lòng cũng khí được ngứa răng. Rất tốt, nếu ngươi lòng tin 10 phần. Vậy thì đi thử một chút đi. Diệp Thần khẽ cười một tiếng, sợ người thí không dậy nổi. Hai người trong lúc nói chuyện tuy hời hợt, nhưng lực áp bách 10 phần, giống như bão tố tới trước yên lặng. Người phía dưới thậm chí liền cũng không dám thở mạnh, dẫu sao cái này cùng uy áp đối với bọn họ mà nói rất có lực áp bách. Kiêm Gia thánh tử thần sắc dần dần chuyển là lạnh như băng, hắn trong lòng cất giấu một cổ khí. Mới vừa rồi hắn lời nói. Là uy hiếp cũng là cảnh cáo, có thể Diệp Thần nhưng xem hoàn toàn không có nghe hiểu vậy, như cũ vô cùng phách lối, thậm chí còn mang theo một chút nhàn nhạt khinh thường. Kiêm Gia thánh tử thành thánh hơn năm qua, vẫn luôn là người khác ở trước mặt hắn cúi người gật đầu, khom lưng khuỵu gối, nơi nào có xuất hiện qua so hắn càng người cuồng vọng tự đại. Cho dù ngươi người mang luân hồi huyết mạch, cũng không phải là đánh liền vô địch thiên hạ tay. Cho ngươi cái cơ hội, chỉ cần ngươi bây giờ chọn lựa đầu hàng. Ta có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng. Kiêm Gia thánh tử tiếp tục giễu cợt, hắn tuy đối mình thực lực rất có lòng tin, nhưng nếu như có thể ở trước trận chiến nhiễu loạn Diệp Thần tâm cảnh, cũng không mất là một loại chiến thuật. Diệp Thần cũng không trả lời hắn mà nói, mà là trực tiếp đem vung tay lên, nhàn nhạt ánh sáng màu vàng trào hiện ra. Một tòa cực kỳ ngưng luyện tinh xảo tháp nhỏ, từ trong khí hải toàn ra, chấn triệt nguyên cái thiên địa. Ngươi là đang ép ta ra tay. Kiêm Gia thánh tử giọng bỗng nhiên run lên, xem vậy âm tình bất định thời tiết.
hắn giọng không cao, nhưng mang theo một loại 10 phần cảm giác bị áp bách. Có thể, để cho ta xem cùng lần trước so sánh, ngươi thực lực tăng lên có nhiều ít. Ở đó đóng băng tuyết nguyên bên trong, ngươi không cách nào làm sao ta, hôm nay giống như vậy. Diệp Thần khá là thờ ơ nói. Hắn rất rõ ràng, hai phía cường giả đối tiền chiến, nhất định có thế tỷ đấu, cũng chính là so đấu hai bên dũng khí, can đảm cùng quyết tâm. Nếu như ở can đảm trên rơi xuống kém cỏi, đối với tu luyện hồn đạo cường giả mà nói, chỉ sợ cũng khó mà thay đổi cục diện. Hắn càng lấy loại giọng nói này nói chuyện, Kiêm gia thánh tử sát ý trong lòng cũng chỉ càng dày đặc. Ngươi thật sự rất mạnh, đánh bại rất nhiều cao thủ, còn phá giải vận mạng trói buộc, nhưng ngươi thực lực cuối cùng vẫn là kém một nước, không cách nào cùng thần hồn tu vi như nhau. Diệp Thần ngửa mặt lên trời cười to, hôm nay, ta chính là muốn xông ra nơi này, xem ai có thể cản ta. Hắn thanh âm như sấm nổ vang, chấn triệt bát hoang, để cho rất nhiều người cũng cảm ứng được cái này dã man cuồng hoành khí thế. Kiêm gia thánh tử vậy chút nào không kém, một cổ lớn như vậy uy áp từ trên trời hạ xuống, nhất thời bao phủ bát phương, nhiếp tâm hồn người. Vô tận hư không rối rít nổ tung, cách xa hư không sơn xuyên, con sông chậm rãi dòng nước chảy, gặp phải loại nào đó cấm kỵ đả kích. Một miếng băng xương cửa, ở trước mặt ngưng tụ thành hình, tí ti thuần túy khí lạnh, giống như phụ cốt chi thư, hướng Diệp Thần bên này tấn công tới, âm hồn không tiêu tan. Hết thảy hư không và vô căn cứ, đều bị xé ra, một trận đại chiến nhất định phải mở. Đến nơi này lúc đó, Kiêm gia thánh tử nội tâm ngược lại bình tĩnh xuống. Trong truyền thuyết hàn băng hư cảnh, là cùng thiên đạo hòa vào nhau, xem ra ta vận khí cũng không tệ lắm. Kiêm gia thánh tử trơ cháo không cười. Hàn băng gió bão càng phát ra mãnh liệt, chấn động kịch liệt. Mà này các thủ đoạn chính là hắn sở trường kịch hay, được gọi là vạn dặm tuyết rơi, ngàn dặm đóng băng. Một khi cái này tia khí lạnh cuộn sạch ra, toàn bộ vũ trụ cũng sẽ như băng đại bàng như vậy, tan vỡ vỡ vụn, hoàn toàn tiêu tán ở vô hình. Hàn băng quy luật. Kiêm gia thánh tử phất tay áo lên, giống như là có một hồi băng tuyết gió bão, nhô lên, tụ vào ngân hà nước lũ trong đó. Rồi sau đó, tuyết vực bạo gió bất ngờ thành hình, gió lốc lớn cơ hồ quán thông nguyên cái thiên địa, đem tất cả sự vật ngăn cách bên ngoài, độc lập vũ trụ, bá đạo phi phàm. Hắn nơi cho gọi ra hàn băng quy luật, cường đại dị thường, cơ hồ quán thông tinh không cổ lộ. Mà Diệp Thần chính là bàn tay giương lên, đem tòa kia thần tháp lặng lẽ nâng lên. Tám bước phù đồ khí. Diệp Thần lấy thần thánh Phật quang, tới ứng đối vậy cuồng bạo hàn băng quy luật. Trong thoáng chốc Phật quang bốc hơi lên, nửa vũ trụ, đều có thần Phật tại chỗ, thánh quang chiếu khắp, thiên địa minh mông. Đấu chiến thắng Phật hư ảnh, đỉnh thiên lập địa, tản ra ngút trời thần uy, hắn giống như là một tôn màu vàng thần chi, toàn thân uy nghiêm, chắp hai tay, rũ thấp chân mày, đọc thầm kinh văn. Nhưng dù vậy, vẫn là bộc phát ra cường đại chiến ý. Ở hắn trên đỉnh đầu, phù đồ thần tháp chậm rãi lưu chuyển, phơi bày ra xích kim ánh sáng màu, phong cách cổ xưa trang trọng, thần bí phi phàm. Một món lại một luồng Phật khí từ vậy thần tháp trên ống khóa rủ xuống, cùng đấu chiến thắng Phật hòa làm một thể. Bàn nhược ba la, thần vừa là Phật, cũng là ma. Diệp Thần trong mắt, một màn thiên địa đồ cảnh thoáng hiện mà qua, ghi chép vậy rối loạn niên đại phát sinh chuyện. Phù đồ thần tháp chính là xuất thân từ cái đó niên đại, lúc ấy ở cao nhân trong tay, người dùng đúng việc, trấn áp không thiếu yêu ma quỷ quái. Mà lúc này phù đồ thần tháp lần nữa cùng đấu chiến thắng Phật hòa làm một thể, ở hai người chỗ giáp giới, ngưng kết ra một viên kim quang rực rỡ xá lợi tử. Làm đấu chiến thắng Phật mở hai mắt ra một khắc kia, thần tháp lên Phật quang cực độ ngưng luyện, hóa là một cây kim thúc, bạo mặc ra. Thiên diêu địa động, đại tinh văng tung tóe, tinh thần rơi xuống, liền hư không vậy xuất hiện từng cơn hắc động. Tinh không hai đầu, lúc này đã là băng lửa hai tầng trời. Hàn băng quy luật một đường lan tràn, phát triển đến tinh không chỗ sâu, trải thành một cái tràn đầy lạnh như băng đại lộ. Mà đấu chiến thắng Phật cả người kim quang đại thịnh, giống như là thiêu đốt sáng chói ngọn lửa, vô cùng màu lóa mắt lóa mắt. Cái này một phần chập chờn, để cho người xem cuộc chiến cũng giật mình hoảng sợ. Người lấy là cho gọi ra một cái con lửa ngốc, liền có thể ngăn cản ta hàn băng quy luật sao? Để cho ngươi kiến thức một tí, cái gì gọi là băng thiên đông? Kiêm gia thánh tử cười to một tiếng, hắn điều khiển vậy đầy trời băng tuyết, nhanh chóng cuộn sạch,
ngay chớp mắt, tiếng ầm ầm bên tai không dứt. Vô tận băng tuyết chậm rãi thành hình, ngưng tụ thành một cái rộng rãi cự kiếm. Lưỡi kiếm chỗ, sắc bén lẫm liệt, cường đại băng xương, đem từng hạt tròn cổ tinh cũng cho đông lại, ngay sau đó bể thành băng vụn. Những cái kia hàn băng quy luật hóa hình vật thật sau đó, đổi được 10 phần khủng bố, thêm cực kỳ đột ngột, như một tòa nguy nga núi to hạ xuống, đem cái này hư không chen đầy. Hàn lạnh như băng liệt, vô cùng dữ tợn, giống như là một đầu ác thú, trực tiếp qua lại trong hư không. Người ở chỗ này cũng lớn là kinh ngạc, thậm chí còn có người lên run run, rất nhiều người nhìn về một màn này, phảng phất từ vậy đầy trời băng tuyết trong đó nhận ra một đầu hàn băng rồng thần. Hàn băng quy luật phô thành một cái tinh không cổ lộ, băng xương ngưng kết, vô tận lan tràn, trong chốc lát to lớn vô biên, thật là phải đem vũ trụ xuyên thấu, thương khung đánh rách. Cái này là dạng gì thần thông? Vậy quá đáng sợ đi, thật là không cách nào dùng lời nói hình dạng. Quy luật lực, này là thiên địa gian cường đại nhất quy luật lực, đã vô hạn ép tới gần mộ đảo. Người này là ai, lại có thể so kiêm gia thánh nữ còn lợi hại hơn? Có sống sót rất xưa năm tháng ông già, nhìn ra liền nơi đây con đường, không khỏi được kêu lên. Bọn họ chứng kiến vô số năm tháng, thủy triều lên xuống, nhìn hết sầm uất, liền bọn họ cũng cảm thấy người này lớn mạnh như vậy. Có thể nói thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hàn băng quy luật thì như thế nào, đem mình làm thiên đạo sao? Diệp thần cũng không có nhiều ít kiêng kỵ, như cũ điều khiển vậy tôn đấu chiến thắng Phật, tay nhờ phù đồ thần tháp, nhất thời hóa thành một đạo xuyên qua chân trời mãnh liệt thần quang, xông lên đi về trước phương, ào ào, vô cùng hoảng sợ. Nhưng cái này hàn băng quy luật thập phần cường đại, tựa như xuyên thấu vạn cổ tới, so tất cả tinh vực còn muốn rộng rãi, để cho cái này ngay ngắn một cái mảnh tinh không vũ trụ ầm vang dội, cho dù là thời không quy tắc, cũng không cách nào chịu đựng như vậy uy áp, tiếp liền văng tung tóe. Loại cảnh tượng này thật sự là quá dọa người, như vậy thân thể cao lớn, thật là có thể nói là quân lâm thiên hạ. Cho dù là cao đến vạn trượng đấu chiến thắng Phật, ở trước mặt, cũng lộ vẻ được 10 phần nhỏ bé. Người phía dưới đã sớm tránh được xa xa, bọn họ sợ bị loại tầng thứ này chiến đấu ảnh hưởng đến, sau đó bỏ mạng nơi này. Những người này, thật sự là quá mạnh mẽ, cơ hồ không thể địch nổi. Có người run rẩy nói ra những lời này. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua lớn như vậy nói, đem nơi này cho nghiền ép được gắt gao, vô tận quy luật toàn bộ sụp đổ. Bành! Trong chốc lát, tiếng chấn động hàng tỷ bên trong, cơ hồ phải đem cái này phiến thương khung cho lật. Vô số tinh thần mảnh vỡ, oanh oanh liệt liệt, tựa như quang vũ vậy phân rơi. Vô tận gió lốc lớn cuồng cạo lên, phơi bày ra máu tanh xích màu đỏ, mang theo lỗ xoáy đen, chiếm đoạt hết thảy, cho dù là to lớn đến tràn đầy vô giới hạn tinh thần, cũng chỉ có thể ở nơi này hắc động ăn mòn dưới, không có sức hủy diệt. Thiên địa sụp đổ, sau đó đông. Hiện tại không chỉ là cái này phiến hư không, liền toàn bộ vũ trụ đều biến thành vô tận bên bờ. Tất cả mọi người đều cảm thấy thế giới chỉ còn lại có hàn băng, dõi mắt nhìn lại, căn bản không tìm được cuối. Nhìn chằm chằm cái này băng nguyên xem được lâu, liền ánh mắt cũng sẽ hoa, tầm mắt cũng thay đổi được vô cùng mơ hồ. Trong hư không mấy người phân biệt thi triển ra thủ đoạn thần thông, bảo vệ mình thân xác cùng thần hồn, để tránh bị xâm nhập. Oanh! Chân trời chỗ sâu truyền tới mãnh liệt vang lớn, vậy đầy trời băng vân do yên tĩnh đổi là điên cuồng. Chỉ qua ngắn ngủn mấy hơi thở thời gian. Mà đang ở cái này quen thuộc ngày giờ bên trong, đầy trời hàn băng tóe ra ngút trời thần mang, giống như là một vòng bình thản màu sắc hàn ngày, ầm ầm nổ tung, vậy hàn băng giống như là thượng cổ lưu lại thần châu, thần thánh nóng bỏng, không gì sánh kịp. Tiếp theo, làm người ta khiếp sợ nhất chuyện xảy ra. Cả người tản ra ngút trời kim mang viễn cổ thánh Phật, lại có thể không có chịu đựng ở vậy một đạo hàn băng cổ huyền. Trôi lơ lửng ở phía trên nhất phù đồ thần tháp, phát ra một tiếng kêu gào, làm Diệp thần trong lòng run lên. Hắn tự luyện tập luyện 8 bộ phù đồ khí, chấp trưởng phù đồ thần tháp tới nay, chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy tình huống. Phù đồ thần tháp chiến bại, không địch lại lùi về, một đạo lưu quang trở lại Diệp thần trong cơ thể, đó là tháp linh làm ra bản năng phản ứng. Nếu như lại tiếp tục cứng rắn chống đỡ nữa, chỉ sẽ tháp hủy người mất. Hơn nữa còn sẽ tổn thương đạt tới Diệp thần bổn nguyên lực lượng. Vậy nơi năng lượng ẩn chứa cực kỳ khủng bố. Một khắc sau thiên địa sôi trào, hàn băng khí cùng Phật quang đan vào một chỗ, phơi bày ra hỗn loạn hỗn độn vẻ. Tinh không vũ trụ tựa như đều bị điều lộn lại,
tựa hồ là bị một ít thần bí vật thể cho đâm xuyên qua vậy, vô cùng là sợ hãi kinh người, hơn nữa vô cùng khủng bố. Đấu chiến thắng Phật hư ảnh, cũng ở đây phiến kinh khủng hơi thở trước mặt, tan thành mây khói, hoàn toàn bể thành liền đạo đạo mảnh vỡ. Bóng sáng lần lượt thay nhau, hư không chồng lên nhau, còn kèm có không biết tên tiếng gào thét. Hư không đổi được một phiến hỗn loạn, Diệp Thần triệu hoán ra ba cây thiên kiếm, đều không có thể chống đỡ ở, nơi ngưng tụ thành kết giới ầm ầm nổ nát vụn, Phật đạo tinh quang mảnh vỡ, hóa là bóng tối nhọn gai, gào thét tới. Ngươi, còn muốn và ta một mình đấu, nằm mơ, mặt quỷ giống to, luân hồi chi chủ thì như thế nào, xem ta không đem các ngươi đánh ngã. Diệp Thần lạnh dậy gương mặt, chưa từng lý hắn. Hiện tại hàn băng lực lượng gào thét tới, cơ hồ là bao phủ toàn bộ hư không, cầm Diệp Thần luân hồi huyết mạch gắt gao ngăn chặn. Mà ngay lúc này, một đạo ngọn lửa nóng bỏng ánh sáng, đột nhiên xuất hiện, cơ hồ đem nguyên phiến bầu trời che đậy. Kỷ Tư Thanh cơ hồ sáng lên hỏa nhãn kim tinh, ngay tức thì sáng lên, bắt được một cái chớp mắt sơ hở. Cổ lực lượng này mặc dù mạnh mẽ, nhưng di động lúc đó, vẫn sẽ có sơ hở. Nàng tay ngọc phung lên, chu tước cửa bỗng nhiên nổi lên, như hàng dài ra biển, chính xác không có lầm đánh chúng không cản trở vị trí. Cái này một tấm thiêu đốt hừng hực ngọn lửa cháy mạnh cửa, cùng vậy đầy trời hắc khí chống đỡ được, lại tạm thời trở cách hàn băng lực lượng. Quy luật lực, trào hiện ra, đem thiên địa nuốt mất. Màu xanh nhạt băng xương lực lượng, giờ phút này đã đổi thành là hào hùng nồng nặc hắc khí, phảng phất là từ trong địa ngục phún ra ngoài lửa cháy mạnh, cháy được im hơi lặng tiếng, lửa cháy bừng bừng phần thiên. Băng xương quy luật, ngang nhiên đứng, bộc phát ra cuồn cuộn ma khí, những cái kia màu đen xương mù dày đặc giống như có linh tính, quấn quanh thành từng cây một qua lại dây thừng, phong bế Kỳ Tư Thanh cùng Diệp Thần đường lui. Hiện tại ta đây muốn xem, các ngươi làm sao chạy đi. Kiêm gia thánh tử thanh âm trong đó, mang theo một chút nghiền ngẫm. Hắn hấp thu băng tuyết chi thành năng lượng sau đó, đồng thời vậy thả ra thuộc về tự thân hắc ám căn nguyên. Những cái kia hắc khí ngưng kết tới, cơ hồ là hình thành điên cuồng gào thét lực lượng, hình thành một tấm kinh khủng mặt quỷ. Mặt quỷ sau lưng máu thịt, điên cuồng ngọa nguậy, bọc chất nhờn xúc tu phá thể ra, cùng những ma khí kia đan vào lẫn nhau, tác phẩm xây xong một tấm chi chít lưới đen. Lúc này mặt quỷ, đứng sừng sững tại tinh không trong đó, giống như là một tấm to lớn ma thần mặt. Ngắm nhìn tất cả người, đem hết thảy các thứ này cũng thu hết vào mắt. Mà mặt quỷ xuất hiện địa phương, chính là xuất hiện một tấm do ma khí quấn quanh mà thành lưới, dây dưa không ngớt, trói thiên địa, liền nguyên mảnh tinh không cũng thay đổi được ảm đạm, thật giống như bị cái này vô tận hư không cho chiếm đoạt hầu như không còn. Mặt quỷ chỉ lộ ra một tấm kinh khủng gương mặt, nhưng cùng lúc đó, vậy trên gương mặt, trên trán, trên lỗ mũi mở ra mười mấy đôi tất cả lớn nhỏ phó mắt. Những cái kia trong mắt đều là lóe lên màu xanh lá cây sẫm quang. Vậy cái mặt quỷ cơ hồ phải đem hư không xuyên thủng, rồi sau đó xé kéo ra một lớn mảnh hư vô, ở nơi này kích động không gian bên trong từng cơn vang dội. Cường đại như vậy uy năng, thật là làm cả không gian đều phải tan vỡ, bọn họ căn bản không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Những người này, quả thực là đáng ghét được chặt. Diệp Thần trong lòng mặc niệm, cắn răng nghiến lợi. Nhưng không có biện pháp nào khác có thể đối phó. Hắn tuy là luân hồi chi chủ, nhưng huyền hải đối mình không có quá nhiều gia trì, ngược lại có áp chế, mà huyền cơ nguyệt và kiêm gia thánh tử, tựa như chính là huyền hải con cái, có vô tận khí vận và lực lượng gia trì. Trọng yếu hơn chính là, kiêm gia thánh tử căn bản không phải trước khi trạng thái, hiển nhiên khôi phục đến gần năm đó đỉnh cấp, hôm nay có lực lượng, thật sự là quá mạnh mẽ, hàm chứa vô tận hư không minh mông năng lượng. Thật là làm người ta tức lộn ruột. Vậy cái mặt quỷ, tựa hồ bao hàm giữa trời đất nhất là năng lượng tinh thuần, ma khí cuồn cuộn, thần ma câu hiện, cơ hồ đem hết thảy bao trùm. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, gắng sức đối kháng, nhưng là bằng vào hắn lực một người, lại sao có thể đem quỷ này mặt uy lực toàn bộ ngăn lại. Hắn bóng người giống như chiến thần, tắm vô biên huyết khí, đồng thời mang theo ngút trời uy thế, giết hướng tinh không, đại khai đại hợp. Thật là sắp đem chỗ này tinh vực biến dạng. Mà ở chỗ này trước mặt, phảng phất có vô số ngôi sao chuyển động, phát ra ông ông đồng tình tiếng, Diệp Thần tay cầm ba cây thiên kiếm, sắp hàng ở phía trước, kiếm cùng kiếm tới giữa ý chí, mãi mãi đến nay. Long Uyên thiên kiếm bộc phát ra từng cơn long ngâm, khí thế kia phảng phất ngủ say chung thần thú. Từng luồng thụy khí sôi trào,
khí vụ lúc đó, giống như cự long gầm thét, giống như một đầu sông phá cũi gông xiềng dã thú, cương kình vô cùng lực lượng, phát ra vang vang có lực thanh âm. Toàn bộ hàn băng lãnh vực quy tắc, phát ra kêu nhẹ thanh âm, để cho kiêm gia thánh tử có chút khinh thường. Hoang ma thiên kiếm, lại là nhất thời nổ tung ra cuồn cuộn đậm đà khoáng đạt ma đạo mũi nhọn, hừng hực mũi nhọn ngay tức thì bùng nổ, hiện ra đen nhánh vô cùng ma khí. Tiếp theo lại là bạo phát ra long ngâm, tất cả cổ xưa thiên long ngay tức thì phá thể ra. Tuyết này trắng tự khiết hàn băng lãnh vực, lại ngay tức thì bị hoang ma khí tức nhuộm thành liền mực đen sắc. Hóa thành từng cái đen nhánh vô cùng ma long, thời khắc này hoang ma thiên kiếm, lại là bộc phát ra cường đại trước đó chưa từng có kiếm khí. Những thứ này ma long một khi tạo thành, quanh quẩn ở trên thân kiếm, vang xào xạc. Tai nạn thiên kiếm nhất ra, lại là tất cả loại cuồn cuộn thiên tai hơi thở tràn ngập ra, ở nơi đó điên cuồng mãnh liệt gào thét. Giống như biển vậy sóng lớn mãnh liệt, sấm sét phong hỏa tất cả loại tai nạn không ngừng gầm thét. Từng cơn kiếm khí tràn ngập ra, hóa là một cái lớn vô cùng kiếm trận, vững vàng chờ đợi ở Diệp Thần trước mặt. Theo những thứ này sấm sét phong hỏa, tai nạn không ngừng ăn mòn, toàn bộ trong tinh không, giống như cuồng phong bạo vũ, cọ rửa các loại các dạng quy luật mảnh vỡ. Giờ khắc này kiêm gia thánh tử sắc mặt rốt cuộc đại biến, cái này Diệp Thần thủ đoạn có thể nói là nhiều vô số kể. Để cho hắn cũng sinh lòng kinh hãi, lấy thế cục bây giờ xem, mình hàn băng lãnh vực quy tắc, coi như là trong vòng thời gian ngắn bị cái này ba cây thiên kiếm, cưỡng ép chân áp. Nguyên bản trắng noãn không tì vết lãnh vực, vậy bởi vì ba cây thiên kiếm sử dụng, nhưng tạm thời rút đi thần thánh vậy trói lọi. Cái này cứu lại còn có bao nhiêu thủ đoạn, vốn cho là bị kiêm gia thánh tử đánh cho bị thương sau đó, thì đã không sức chiến đấu. Vô số trông chờ lão gia. Vào giờ khắc này nội tâm bên trong chỉ cảm thấy lòng rung động. Chưa bao giờ gặp qua như vậy khổng lồ mà mênh mông quy tắc lực, cũng chưa từng gặp qua khí thế như vậy hào hùng kiếm khí. Để cho trong lòng bọn họ có một loại nặng nề cảm giác bị áp bách, thiếu chút nữa thì mau để cho bọn họ nghẹt thở. Mưa gió đan xen dưới, toàn bộ tinh không, lại là tràn ngập lên liền tầng tầng quy luật mưa. Theo những kiếm khí này xen lẫn dưới, xoát xoát rơi xuống. Oanh! Một đạo đầy trời nổ tiếng nổ, đem kiêm gia thánh tử kéo về thực tế. Con người bên trong thoáng qua một vẻ kinh nghi không chừng vẻ, trước người nguyên cái mặt quỷ, cũng không bị như vậy hóa như hư vô khí thế áp đảo. Nhưng ở vậy gió lớn gầm thét dưới, bắt đầu đổi được chập chờn không ngừng. Ha ha, ngươi lấy là bằng vào như vậy thủ đoạn, chẳng lẽ là có thể chuyển bại thành thắng sao? Cực kỳ buồn cười. Thu hồi tâm trạng sau đó. Kiêm gia thánh tử đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng. Tiếp tục ra chỉ trước hàn băng quy luật, hơn nữa thấp linh nhiệt độ, từ hắn quanh thân nhanh chóng tràn ngập. Cái này phiến hư không dưới, làm người ta lòng nguội lạnh giao thoa khí thế, đột nhiên hạ xuống đến một người vô cùng điểm. Cùng lúc đó, ngập trời hắc ám ma khí, lại đến một cái không có gì sánh kịp bước, để cho dù là ở phía xa trong hư không xem cuộc chiến những lão gia hỏa đó. Đều không khỏi được nhanh chóng chợt lui mấy trăm triệu bên trong, sợ bị cái này bàng nhiên vô cùng hơi thở biến thành cắn trả. Tu luyện hàng tỷ năm năm tháng, ở nơi này vô tận thời gian sông dài bên trong, bọn họ cũng coi là gặp qua không thiếu chói mắt ánh sao. Nhưng chưa bao giờ có thấy bất kỳ một người nào, xem cái này luân hồi thánh tử vậy, thủ đoạn nhiều vô số kể. Tất cả loại ánh sao sáng chói xen lẫn, màu bạc trắng tuyết hành động, từ bay múa đầy trời. Ầm ầm ngã xuống, thẳng xông lên Diệp Thần, vậy dương nanh múa vuốt khí thế, đi đôi với chấm đan vào lực lượng thần bí. Làm cho cả hư không đều ở đây đi theo cùng nhau tiến hành lay động, phảng phất một cái ngút trời cự thú. Như muốn hoàn toàn nuốt, ở dưới loại tình huống này, Diệp Thần không lùi mà tiến tới. Khống chế cái này phức tạp ba cây thiên kiếm, điên cuồng vận chuyển mình lực lượng. Hống! Đối mặt với cái này vô cùng cường đại hàn băng quy luật. Băng xương lẫm liệt dưới, lại phối hợp vậy ngập trời hắc ám ma khí. Trước mặt ba cây thiên kiếm, ngay tức thì phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tất cả loại long ngâm gầm thét tiếng, đi đôi với cường đại kiếm khí, ở Diệp Thần trước mặt, hình thành một đạo lớn vô cùng màu đen phòng ngự tường. Giống như một đạo kết giới, làm những thứ này quy luật lực, hạ xuống đến phòng ngự tường bên trên, đám người ngay tức thì liền nín thở. Cái gì, lại chặn lại. Một tiếng oanh thiên chấn lôi âm, đột nhiên vang khắp chân trời. Cho dù những công việc này liền vô số năm năm tháng lão gia,
nhanh chóng dụng công pháp bảo vệ mình tim, để tránh bị liên lụy. Liền liền Kiêm Gia Thánh Tử trên mặt, vậy nổi lên vẻ kinh ngạc. Chỉ theo sau hắn khóe miệng hơi giơ lên, phát hiện trong đó một ít không đúng. Chỉ gặp Diệp Thần bên người những thứ này long ngâm gầm thét, hình thành phòng ngự tường, từ vừa mới bắt đầu hoàn hảo không tổn hao gì. Lại bắt đầu hình thành tấc tấc quân nứt ra, biến thành từng đạo mảnh vỡ. Ba cây thiên kiếm ánh sáng, cũng ở đây như ẩn như hiện, liền tựa như tùy thời sẽ rút đi trên người sáng bóng. Âm phong từng cơn, gió lạnh lẫm liệt, vạch qua Diệp Thần thân thể, hắn chỉ cảm thấy tâm thần một hồi dạo dực, một hơi máu tươi, một lần nữa khạc ra. Sắc mặt vậy hơi có một ít trắng bệch, chỉ là làm những thứ này ngập trời hắc ám ma khí xâm lược thân thể của hắn thời điểm, cũng không trên người lưu lại quá nhiều dấu vết. Như vậy Diệp Thần từ đầu đến cuối cũng không lui lại, một mặt kiên định phong thái. Xem được Kiêm Gia Thánh Tử trực tiếp vỗ tay, hắn chợt phát hiện mình có chút quá xem nhẹ trước mặt cái này nhân vật. Luân hồi chi chủ, không hổ là luân hồi chi chủ. Vận mệnh, và luân hồi, thần bí này mấy chữ, tựa như định trước bất phàm. Ngươi rất giỏi, ta vậy không nghĩ tới ngươi thủ đoạn như vậy rất nhiều, có thể bằng vào những thủ đoạn này, chống được bây giờ lúc này, đã là tương đối không tệ. Hắn phát ra một hồi từ trong thâm tâm xúc động, nhưng sát ý trong lòng càng ngày càng nghiêm trọng, hận không được lập tức đem hoàn toàn vặn cổ ở chỗ này. Kiêm Gia Thánh Tử chậm rãi tiến lên trước, giống như một tôn nắm trong tay sinh tử đại thần. Đang nắm trong tay Diệp Thần vận mệnh, trong hư không đám người thấy một màn này, cao thấp liền phán, trong lòng nhất thời rõ ràng. Hôm nay cái này đào tạo không thiếu uy thế luân hồi chi chủ, ắt phải vậy được gãy kích trầm xa, bỏ mạng ở cái này Kiêm Gia Thánh Tử trên tay. Người này phảng phất một tôn chiến thần, sừng sững ở giữa thiên địa, vậy không người nào có thể ngăn cản tư thế. Liên quan chung quanh mấy trăm triệu bên trong hư không, toàn bộ tràn đầy ngút trời hắc ám ma khí. Nhìn người đối diện từ từ hướng hắn đi tới, Diệp Thần sắc mặt cảm thấy trước đó chưa từng có ngưng trọng. Đối phương cũng không phải là cái gì thiên kiêu, mà sống năm tháng vô tận lão gia. Đã từng Kiêm Gia kiếm phái rất nhiều chí cường xài giá cực lớn cũng không có đem chu diệt, mình thật có thể không? Này tư thế không thể tương đương, nhưng cũng không là không có sức chiến đấu. Mà là người này lĩnh ngộ hàn băng quy luật và hắc ám ma khí, giống như sâu hắc trong tinh không thần bí kia tô điểm, lộ vẻ được mênh mông như biển. Người coi là thật lấy là hôm nay có thể giết ta sao? Nhưng vào lúc này, Diệp Thần bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng. Ngay tức thì nắm lên một bó to đan dược, trực tiếp đi mình nhét trong miệng, mới vừa rồi giống như vậy người già yếu bệnh hoạn tư thế, vào giờ khắc này từ hắn trên mình hơi thở đột nhiên leo lên. Những thứ này đều là bát quái lò luyện đan luyện chế. Hắn biết trận chiến này tuyệt không dễ dàng, thậm chí có thể gần chết. Nhưng hắn không có lựa chọn, phải chống đỡ nữa. Cái này nhìn Kiêm Gia Thánh Tử con người cũng sắp trừng ra ngoài, không nghĩ tới đối diện người này, ngay tức thì liền đầy máu sống lại. Từ xưa tới nay, ai có thể như vậy? Xem ra, hắn vẫn là xem thường luân hồi chi chủ mấy phần. Điều này cũng làm cho hắn trong lòng đều là một hồi không nói, đành phải cường thế đối phó. Trận chiến này, hai bên tiêu hao đều có không thiếu, có thể cái này Diệp Thần quả thực quá mức quỷ dị một ít. Mênh mông tới giữa, khí thế thì đã nhảy lên tới cùng trước kia cơ hồ vậy bước. Thời khắc này Diệp Thần, cả người kim quang lập lòe, phảng phất một tôn không thể địch nổi chiến thần, yên tĩnh ngật đứng ở đó phiến trong hư không. Sáng chói tia sáng chói mắt. Ngay tức thì bão tăng mấy vạn dặm, trước người cái này ba cây thiên kiếm, vậy do vốn là xu thế suy sụp, thay đổi thành tất cả loại ngập trời hắc khí, tiếng rồng ngâm, phong vũ lôi điện tiếng bữa tiệc linh đình. Bước chậm ở nơi này vô tận trong hư không, tựa như có thể đem người nội tâm ngay tức thì tẩy. Buồn cười, chẳng lẽ đều đến cái loại này thời khắc, ngươi còn lấy vì mình có chút phần thắng sao? Ta có thể lần đầu tiên cầm ngươi đánh cho thành mới vừa như vậy, một lần nữa vậy vẫn là như nhau. Kiêm Gia Thánh Tử ánh mắt, tuy hiện ra một vẻ kinh nghi không chừng vẻ, nhưng cũng không có bị cái này một loại tư thế áp đảo. Nếu là lại tăng thêm ta ư. Lúc này một hồi thanh âm quen thuộc ngay tức thì vang lên, đám người hướng cái hướng kia nhìn lại. Chỉ gặp một bộ màu xanh nhạt quần bào, như da phù sa mà không nhuộm một chút tiêm trần kỳ tư thanh, nhất thời liền xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Kiêm Gia Thánh Tử sửng sốt một chút, vậy lần diễn cảm vô cùng là xuất sắc. Nguyên bản thắng cuộc đã định,
lại không nghĩ rằng bị người đột nhiên chen ngang một gậy, tự nhiên sinh lòng phiền muộn. Chỉ bất quá cái này Kỳ Tư Thanh, hôm nay cũng đã rửa hết chỉ hoa, phá rồi sau đó lập. Chỉ gặp trong mắt của nàng bên trong, tựa như tràn đầy mãi mãi năm tháng. Đầy đủ kinh năm tháng gặp chắc trở nàng, vào giờ khắc này lại là lộ vẻ được phảng phất không có gì. Đời trước, nàng một mực cùng Diệp Thần sóng vai tác chiến. Cái này nhất thế, vậy sẽ như vậy. Nàng cảm giác mình trong sâu thẳm tựa như và luân hồi kèm. Ngươi thực lực còn chưa kịp luân hồi chi chủ, chẳng lẽ cũng muốn nhúng tay chuyện này? Một hồi hỏi sau đó, cũng không có được đối phương trả lời. Kiêm gia thánh tử lộ vẻ được hơn nữa vô cùng phẫn nộ. Vậy lớn vô cùng mặt quỷ, ngay tức thì đổi được dữ tợn, mà vậy tạo thành màu đen to lớn lưới, cũng ở đây vang xào xạc, tựa như ở khơi thông kiêm gia thánh tử tức giận trong lòng. Sau đó Kỳ Tư Thanh đi tới Diệp Thần bên người, nhẹ giọng hỏi nói, ngươi, không có sao chứ? Diệp Thần lắc đầu cười khổ, hắn ngược lại là không đáng ngại. Bất quá ở thời khắc mấu chốt này, Kỳ Tư Thanh xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ muốn theo mình ngăn cản kiêm gia thánh tử tấn công? Kỳ Tư Thanh thực lực mặc dù so với trước đó cường đại rất nhiều, nhưng đối mặt như vậy đối thủ, xa xa không đủ. Ngươi không nên tới, Diệp Thần mặt đầy vẻ ngưng trọng. Kỳ Tư Thanh mặc dù hồi phục kiếp trước phần lớn trí nhớ và thực lực, nhưng cuộc chiến hôm nay, không phải trò đùa, nàng ngày xưa vậy đỉnh cấp chiến lực, cho dù cộng thêm mình khắp người thực lực, hôm nay vậy ước chừng có cơ hội có thể cùng kiêm gia thánh tử miễn cưỡng chống lại. Có thể Diệp Thần như cũ không muốn để cho Kỳ Tư Thanh vì mình bốc lên lớn như vậy nguy hiểm. Nên tới, sớm muộn cũng sẽ đến. Kỳ Tư Thanh tròng mắt, nổi lên lau một cái nhớ lại vẻ, vậy giống như mãi mãi thời gian sông dài vậy bể dâu, ở trong mắt ngay tức thì mở ra hiện ra. Kiêm gia thánh tử thấy một màn này, trong lòng lại là vô cùng phẫn nộ. Một cổ ngọn lửa vô danh đột nhiên bùng nổ. Dám không vâng lời người hắn, toàn đều phải chết. Đây cũng là vì sao tình huống. Xem ra cái này không chỉ có thực lực bản thân khủng bố, liền liền người bên cạnh hắn, cũng là có cái loại này đặc biệt quỷ dị cơ duyên. Trong hư không, một cái nhìn như cường đại lão gia kinh hô thành tiếng. Trong ánh mắt có hâm mộ, ghen tị, nhưng càng nhiều hơn nhưng là lau một cái khát vọng. Diệp Thần hơi hàm thủ, chậm rãi nói, vừa đã tới, vậy thì chiến đi. Vừa dứt lời, trên người của hai người ngay tức thì bạo phát ra một hồi uy mãnh khí thế, ngang dọc trước mảnh thiên địa này gian. Vậy giống như không có gì lạ khu vực, trong chốc lát tất cả loại ánh sáng xen lẫn sinh ra, ba cây thiên kiếm lại là bạo phát ra khí thế mãnh liệt. Vậy hàng loạt tiếng rồng ngâm, không hề tái biến được trầm thấp, mà là càng thêm chấn động nhân tâm mục. Ha ha, Kỳ Tư Thanh, mới vừa rồi ngươi cũng không địch tại ta, chẳng lẽ bây giờ cùng hắn coi như là cường cường liên thủ sao? Kiêm gia thánh tử thấy cái này buồn cười một màn, ngay tức thì lắc đầu cười lên. Kỳ Tư Thanh cũng không có nói nhảm, ngay tức thì lấy ra chu tước vậy ngọn lửa trong mắt, nhìn ra quỷ này mặt con đường. Cùng lúc đó chu tước cửa trực tiếp ném ra ngoài, từng cơn ngọn lửa tản mát ra chói mắt ánh sáng màu vàng, thiêu đốt hừng hực ngọn lửa chu tước cửa, tiếp tục chống lại trước cái này hắc ám ma khí. Còn thừa lại giao cho ngươi. Vừa dứt lời, Kỳ Tư Thanh bóng người biến mất không gặp. Đã sớm và chu tước cửa dung hợp một thể nàng, vào thời khắc này cũng là bạo phát ra nữ võ thần tư thế. Đầy trời mặt quỷ, trực tiếp đánh thẳng vào cái này nhìn như vô cùng cường đại chu tước cửa. Cao thấp liền phán, chu tước cửa bởi vì mặt quỷ mãnh liệt đánh vào, lại có lảo đảo muốn rơi xuống thế, loại khí thế này, có thể cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể chống đỡ được. Bay múa đầy trời trước ngọn lửa, ở trong một cái chớp mắt này văng tứ tán. Tựa như cây bản liền không có thứ gì có thể chống đỡ được. Cùng lúc đó, toàn bộ hư không nhiệt độ mà lại ở lạnh lẽo nóng lên tới giữa lẫn nhau duy trì chống lại. Một bên Diệp Thần gặp một màn này, thao túng ba cây thiên kiếm, ở nơi này dạng công kích mãnh liệt tư thế hạ, điên cuồng hướng hắn công kích đi. T. Trong hư không mọi người đều là không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này Kỳ Tư Thanh tư thế công kích, so với trước đó hơn nữa chắc tuyệt mãnh liệt. Đi đôi với vậy chu tước cửa, hừng hực liệt hỏa cháy, liền liền kiêm gia thánh tử bên người hàn băng quy luật, vậy xuất hiện tí ti kẽ hở. Đây là thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa, đang cùng hắn liều mạng. Cái này cùng kinh khủng tư thế, lão phu cứu cả đời, đều khó được đụng phải một lần. Hôm nay chàng này niềm vui tràn trề chiến đấu, đối với ta cùng mà nói, chỉ sợ là cực lớn chỗ tốt.
nói là thật không tệ, ta muốn cứ như vậy, lần này trở về sau đó, bọn ta công lực rất nhiều tinh tiến. Đây có thể còn thật là may mắn giữa bọn họ chiến đấu à? Chiến thế chạm một cái liền bùng nổ, vô số người cũng bởi vì cái này động trời một màn, liền tựa như ở nơi này vô tận không trung sâu thẳm bên trong, giống như một lá phiên thuyền vậy nhỏ bé. Ba người tới giữa chiến đấu, trùng điệp mấy chục triệu bên trong, vô số tinh thần nát hết, chung quanh hư không, đều có lảo đảo muốn rơi xuống thế. Như vậy lực lượng thật sự là quá đáng sợ, nghiền hư không, vô số sinh linh run rẩy không ngừng, hung hăng va chạm. Chu tước cửa ở hắn va chạm dưới, ánh lửa cháy, thật là phải đem cái này phiến chân trời thọt phá. Đến từ hồng hoang lực lượng qua lại ra, giờ phút này Côn Bằng hiện thân, Tỳ Hưu gầm thét, thiêu đốt ngọn lửa quả đấm hóa là trưởng ấn, khắc đầy tất cả loại ký hiệu. Nhưng là ở đó hàn băng quy luật cùng hắc ám ma khí dung hợp mặt quỷ trước mặt, như cũ lộ vẻ được không đủ xem. Có người kêu lên, có người thét chói tai, mà kịch biến, chỉ phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Những người khác ở rung động lúc đó, giống vậy cũng có nơi hâm mộ, bọn họ lúc nào mới có thể đạt tới cao như vậy sâu chiến đấu tầng thứ. Theo thời gian trôi qua, Kiêm gia thánh tử bộc phát ra có 102 quần hùng thực lực, liền Diệp Thần cũng không nghĩ tới, hắn lại ẩn núp được như vậy sâu. Hư không dưới, Kiêm gia thánh tử đứng một mình, nhìn bằng nửa con mắt quần hùng, ngạo thị chúng sanh, cả người bạch bào vù vù vang dội, đón gió theo động. Các ngươi không phải bản thánh tử đối thủ, không muốn lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nếu không thần hồn câu diệt, cũng không nên trách ta ra tay nặng. Kiêm gia thánh tử lạnh lùng nói, hắn giọng 10 phần không tốt. Luân hồi chi chủ cũng không quá như vậy. Ước chừng một câu nói, liền đem tại chỗ những người khác khí thế đều ép xuống, cho đến lúc này, Kiêm gia kiếm phái mấy tên trưởng lão mới ý thức tới Kiêm gia thánh tử chỗ đáng sợ. Liền Huyền Cơ Nguyệt cũng đóng chặt hai tròng mắt, yên lặng đánh giá hết thảy các thứ này. Cho dù bằng vào vận mạng cảm giác, nàng cũng không cách nào nhìn thấu Kiêm gia thánh tử lai lịch, cái này đổi được thần bí mông lung, không đoán ra. Kỷ Tư Thanh trước liền bị thương, hiện tại bộc phát ra chu tước cửa ẩn núp lực lượng sau đó, lại là liên tiếp gặp tai nạn. Đầu óc của nàng mơ màng trầm trầm, căn bản không cách nào suy tính, càng không cách nào phân biệt. Ta mau không chịu nổi. Kỷ Tư Thanh uể oải nói. Cách nàng cách đó không xa, vậy hừng hực thiêu đốt chu tước cửa, vậy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ suy kiệt xuống. Diệp Thần ở một bên làm gấp, nhưng là lúc này, hắn phải lấy ba đại thiên kiếm lực lượng kiên quyết đương đầu hạ trước mặt thế công cuồng chiều. Một khi để cho hắn đột phá đi vào, vậy Kỷ Tư Thanh đem sẽ chết không có chỗ chôn. Mà vào lúc này, người quần áo trắng bóng trôi giạt tới, màu xanh nhạt hoa sen trôi lơ lửng tại giữa không trung, sáng chói sáng mắt. Đi theo mà đến bóng người, tóc đen như thác nước, thướt tha, thu thủy như ngọc, vậy da thịt trắng như tuyết bên trên, lưu động óng ánh sáng bóng. Vậy đóa màu xanh nhạt hoa sen do nhỏ tới lớn, nhanh chóng bạo tăng. Tôn Dạ Dòng đứng ở hư không, tiên khí tung bay, nàng tay áo ngay cả động, tay niết ấn nhớ, giống như thiên tiên vậy tuyệt thế xuất trần, thả ra một chút bổn nguyên lực lượng, tụ vào vậy thanh liên bên trong. Ở một khắc kia, Tôn Dạ Dòng nhận chịu cường đại lực phản chấn, đau nhức để cho trán nàng toát mồ hôi lạnh, tay phảng phất là muốn gãy vậy. Nhưng vẫn kiên trì trước thả ra sấm sét nhất kích. Vô cùng màu xanh nhạt ánh sáng phi thăng ra, hết sức niết bàn. Ở một khắc kia, tay nàng cơ hồ là cắt đứt vậy, đau đạt thần kinh, liền thanh liên tiên tử thân xác đều không cách nào chịu đựng ở đây vậy uy nghiêm. Tôn Dạ Dòng cổ tay lại chảy qua tí tí vết máu, đó là đang cùng Kiêm gia thánh tử đối chiến bên trong đụng đi ra ngoài. Bất quá thanh liên tiên tử năng lực khôi phục rất mạnh, đem cái này thế công ngăn trở sau đó, lập tức lui xa. Thần thánh thịt xương thuận tiện lấy nhanh nhất tốc độ khôi phục. Kiêm gia thánh tử thực lực, lúc này quá rõ ràng, coi như là Huyền Cơ Nguyệt và Diệp Thần liên thủ, chỉ sợ cũng không cách nào cùng xứng đôi. Từ hiện giai đoạn mà nói, Kiêm gia thánh tử có thể nói là vô địch tồn tại. Mặc dù là ngắn ngủi va chạm, nhưng Kiêm gia thánh tử như cũng nhíu mày, bởi vì hắn nơi phóng thích ra lực lượng, giống như chút xuống lũ quét bị ngăn cản liền vậy, đổi được 10 phần khó chịu. Cái này cái thanh liên tiên tử lưu lại thân xác, quả nhiên vô cùng đáng sợ. Kiêm gia thánh tử hừ lạnh một tiếng, vậy như tuyết vậy trắng ra, ngay tức thì đổi được ngọn lửa cháy, giống như là một tầng lửa cháy mạnh vờn quanh người, đem trùng trùng tinh thuần lực lượng cũng cho đánh văng ra. Hắn trực tiếp vận dụng hàn băng thần phách lực lượng,
không có bất kỳ nổi lên, giơ tay lên hướng Thanh Liên tiên tử nhào qua. Tôn Dạ Dòng ngay tức thì vận dụng bổn nguyên lực lượng, cả người thanh quang nhô lên, vô hạn sức sống ngay sau đó tản mát ra, hùng hồn đại lộ lực lượng tràn ngập ra. Tự tìm cái chết. Kiêm gia thánh tử chợt thần sắc biến đổi, ánh mắt tàn bạo, lập tức ra tay. Không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng theo nhau tới, chấn vỡ hư không, cùng vậy màu xanh nhạt màn hào quang đụng vào nhau, sấp xỉ biến dạng càn khôn, chấn nhiếp bát hoang. Chỗ này đổi được một phiến thảm bại, hư không kẽ hở lan tràn khắp nơi, bể tan tành không chịu nổi. Ánh sáng yếu ớt, đem tất cả sự vật cũng đổi được thần bí mông lung. Phảng phất có vạn cổ quy luật, xâm nhập người, bước ra một bước chính là thiên địa độc tôn. Đối mặt cái này cùng vô cùng khí thế, Tôn Dạ Dòng cắn răng kiên trì, nàng huy động ngọc trường, một phiến phiến trong trẻo hoa sen cánh hoa, xoay tròn bổ ra, đem tất cả hắc khí cũng cho chấn vỡ, hóa là một phiến trong trẻo hòa hợp khói mù. Mà đây một ít hoa sen, từ vậy hư không vực sâu nổi lên, tràn đầy vô tận đại lộ hơi thở, hòa hợp bên trong mang theo một chút hào hùng sức mạnh to lớn. Kỷ Tư Thanh bị lực áp bách, rốt cuộc đổi được nhỏ rất nhiều, nàng thở hồng hộc ngẩng đầu nhìn về bên kia, ngay trong ánh mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Tiếp Kiêm gia thánh tử một kích kia, đã tiêu hao hết nàng tất cả khí lực. Bây giờ nàng, lâm vào trước đó chưa từng có trạng thái suy yếu. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe, không cho phép lại tham dự chiến đấu, biết không? Diệp Thần từ sau lưng của nàng bước ra, bàn tay vung lên, liền thi triển ra nguyện vọng thiên tinh, đem hắn bóng người bao phủ, tránh gặp phải chiến trường dư âm tổn thương. Ta! Kỷ Tư Thanh còn muốn nói gì, nhưng là lại bị Diệp Thần dùng ánh mắt chặn lại. Yên tâm, ta sẽ không thua. Diệp Thần khẽ mỉm cười, ngay sau đó dậm chân ra, hắn thân thể đón gió bạo tăng, tăng đến ngàn lần có thừa, vậy cái thân thể hiện lên lạnh như băng màu máu, sắc bén phun trào, lóe lên ánh sáng, cơ hồ đè qua cái này đầy trời tinh thần. Nhưng hắn bước ra sau mấy bước, lực lượng vô tận lại trở về, cô đọng, dương cao đến 2 mét có thừa, lúc này hắn thân đầu so đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Đây là luân hồi khu, thuộc về duy nhất luân hồi chi chủ mạnh mẽ kỹ năng, là thân bất tử, giống như chiến thần vậy mới vừa kiện có lực. Tất cả lực lượng ngưng kết tại một chút, tỷ lệ đều, cho dù là đối mặt mạnh mẽ gấp vạn lần đối thủ, về khí thế vậy chút nào không kém. Nháy mắt tức thì thiên địa nổ ầm, tiếng sấm rót tai, đếm không hết điềm lành khí từ quỳnh vũ bên trong rủ xuống, như thác vải bay suối, ngay tức thì đem Diệp Thần chìm ngập. Luân hồi lực lượng vào giờ khắc này bị Diệp Thần kích hoạt, so với trước kia đáng sợ hơn, đi đôi với 6 đạo tiếng nổ, tựa như nguyên cái thiên địa đều ở đây là Diệp Thần mở đường. Luân hồi thần thể. Diệp Thần đôi mắt như điện, bước ra một bước, tầng mây trong đó, vô cùng sấm sét bọc vần quanh, vũ trụ đều ở đây là hắn tạo thế. Luân hồi, chính là cùng thiên đạo đồng đẳng cấp tồn tại. Kiêm gia thánh tử vậy cảm ứng được lớn mạnh như vậy mênh mông lực lượng, nhất thời không khỏi được đôi mắt híp một cái, cả người trên mình đằng đằng sát khí. Âu, không nghĩ tới ngươi còn có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ha ha, nhưng là ở ta trước mặt những thứ này có thể cũng không đủ xem, bản thánh tử muốn ngươi chết, vậy ngươi phải chết. Nói đến phần sau, kiêm gia thánh tử cơ hồ là gầm thét lên tiếng, hắn tiếng như sấm nổ vang, sóng thần phiên quyển, xé nguyên phiến hư không, nhọn hàn băng thần gai lại là lóe lên, biến thành đạo đạo năng lượng rung động. Mênh mông kích động, cuốn đi bốn phía. Bành! Trời đất phảng phất làm sụp đổ, tầng mây mất vào tay giặc, to lớn trưởng ấn chấn nhiếp đánh ra, biến thành màu đen đỏ lên, giống như là do nham thạch nóng chảy hỗn hợp mà thành, đè qua chư thiên, như mây đóa vậy tản ra. Nóng bỏng nham thạch nóng chảy chất lỏng, kinh người lan truyền. Cái này hai cổ chấn động hơi thở cũng không có so cường thịnh, ở chỗ này cùng dưới sự chập chờn, phía dưới đám người sâu sắc cảm nhận được liền không có sức. Ngay trong bọn họ có vài người, trước kia một mực dương dương tự đắc, cảm giác được mình giỏi lắm. Nhưng là khi bọn hắn thấy được Diệp Thần cùng Kiêm Gia Thánh Tử đối chiến sau đó, lòng bàn chân không nhịn được run rẩy. Như vậy lực lượng, thật sự là quá khủng bố kinh người, cho tới để cho tu sĩ tầm thường cảm thấy tuyệt vọng. Có lẽ hôm nay như vậy chiến đấu cảnh tượng, sẽ trở thành là bọn họ sau này trong lòng sâu sắc dấu vết. Theo chiến đấu tiến vào ác liệt giai đoạn, Kiêm Gia Thánh Tử trong tay, ngưng tụ ra một cái băng xương kiếm lạnh lẽo. Thanh thần kiếm kia lúc đi ra, vô số lóng lánh chói lọi người,
phảng phất là ở giữa đất trời này kinh khủng nhất tồn tại. Thân kiếm như trời, lưỡi kiếm tựa như tháng, tinh thần mênh mông, trôi lơ lửng trong đó, vô cùng kinh người một kiếm, ngang trời tới, cơ hồ phải đem thiên địa này tiêu diệt. Đây là Kiêm gia thánh tử lần đầu tiên cho gọi ra kiếm ý, cho dù hắn nắm giữ hai loại cao cấp quy luật, tu luyện tới chỗ cao thâm, có thể đem chiến cuộc nắm giữ trong đó. Nhưng Diệp Thần dần dần tỉnh lại luân hồi huyết mạch, như cũ để cho lòng hắn sinh bất an. Cho nên hắn không dự định kéo dài nữa, mà là tốc chiến tốc thắng. Hắn không muốn thừa nhận, mình vận dụng lực lượng chân chính, là bởi vì gây sợ hãi sợ. Băng xương kiếm lạnh lẽo phiêu nhiên nhi xuất, xuyên thấu tầng mây, im hơi lặng tiếng, cơ hồ phải đem càn khôn đánh xuyên. To lớn trưởng ấn kèm theo tới, giống như là một tòa thiêu đốt ngọn lửa màu đen to lớn núi cao, không ngừng ép xuống, nghịch khí lưu mà đi, nguyên phiến hư không cũng chuyển ra tí tách tiếng vang. Một tiếng vang thật lớn, chấn thiên triệt, yên tĩnh hư không bị phá vỡ, toát ra cực tĩnh hàn băng vẻ. Nơi này sáng mờ như sóng tràn bờ, giống như vô tận bàng bạc sóng biển, ầm ầm phun ra. Như vậy động tác mười phần to lớn, long trời lở đất, căn bản là không người có thể chống lại. Hư không một đầu khác, Tôn Dạ Dòng bay lên không, ấn đường lóe lên một đạo thanh liên dấu vết, một tiếng khẽ quát. Ta tới giúp ngươi. Trên người nàng trong trẻo lạnh lùng ánh sáng càng ngày càng thịnh, giống như một ngôi thần sơn, thẳng bùng nổ, tầng mây kia cũng cho sụp đổ, vô tận cờ bay phất phới rung động thành đoàn lan truyền. Thanh liên thân pháp, bộ bộ sinh liên. Tôn Dạ Dòng nhắm lại hai tròng mắt, đầu đầy tóc xanh như suối vải tán lạc, mà nàng cả người trói lọi thánh khiết, giống như xuất thế tiên giáng trần, tung bay ư không thể tìm hắn tung. Hai người là lần đầu liên thủ, trong trẻo lạnh lùng thanh liên ánh sáng cùng luân hồi thần thể dung hợp vào một chỗ, nhất thời giống như là một tôn viễn cổ Phật môn kim cương, đem thể thuật tu luyện tới trình độ cao nhất, thì có tiên khí bốc hơi lên lên. Ước chừng trong nháy mắt, Diệp Thần thân xác lực lượng nhảy lên tới trình độ cao nhất. Gầm một tiếng chấn động tinh thần, một chuyến liệt sơn sông, bụi mù cuồn cuộn, tựa như đứng ở vũ trụ đỉnh, truyền thừa người luyện thể trói lọi. Nhưng là vậy cầm băng xương kiếm lạnh lẽo lóng lánh vạn giới, mãi mãi bất diệt, chiếu rọi toàn bộ vũ trụ. Diệp Thần cùng Thanh Liên tiên tử không chỗ có thể tránh, chỉ có thể ngạnh chiến. Tuy nói hai người thiên phú cũng là cao cấp, nhưng Kiêm gia thánh tử chui luyện thân xác nhiều năm, thần hồn lực lượng vậy vô cùng là mạnh mẽ. Cơ hồ là hai cái trong hô hấp, liền đem hai người hoàn toàn áp chế. Sắc bén mông lung, hắc khí quấn quanh, giữa vũ trụ tất cả hết thảy cũng làm rung động. Cao cấp giữa cường giả đối chiến, thường thường thả ra không thể địch nổi lực lượng, những cái kia dư âm lan truyền, để cho người bất ngờ không kịp đề phòng, nhanh chóng xa xa né tránh. Hư không tấc tấc văng tung tóe, vô luận là thật thể tinh thần vẫn thạch vẫn là vô biên đạo uẩn quy luật, cũng hóa là phấn vụn. Bất kỳ lực lượng đều không cách nào ngăn trở. Diệp Thần cùng Thanh Liên tiên tử bị vây hãm trong đó, đối mặt phát như điên vậy Kiêm gia thánh tử, bọn họ có lòng ngăn cản, cũng không lực phản công, chỉ có thể nhìn vậy hùng hồn vĩ đại băng xương kiếm lạnh lẽo, từ từ nghiền ép tới đây, phải đem bọn họ thế công phá hủy. Người xem cuộc chiến, phàm là có chút nhãn lực, đều biết hôm nay một kiếp này, Diệp Thần cùng Tôn Dạ Dòng sợ là chạy không thoát. Huyền Cơ Nguyệt đứng xa xa, nàng như cũng duy trì chữa thương tư thái, nhưng là thần niệm đã mở ra, không lúc nào chú ý chiến cuộc. Cục diện như vậy, nàng có lẽ không cần ra tay. Tuy nói nàng muốn bằng vào quang minh chánh đại thủ đoạn đánh sụp Diệp Thần. Nhưng nếu là có người nguyện sử dụng cao nhất thần thông, thay hắn tiêu diệt luân hồi, làm sao vui mà không làm chứ? Cái gọi là luân hồi cùng vận mạng tỉ thí, chẳng qua là một loại gượng gạo an bài thôi. Nàng tin chắc mình có thể vượt qua cái này đạo tâm ma, tiếp tục đánh vào vậy cảnh giới toàn mới. Cách xa chiến trường tinh không một nơi tàn tạ cổ tinh thượng, nguyện vọng thiên tinh chậm rãi chờ Kỷ Tư Thanh, thoát khỏi chiến cuộc. Kỷ Tư Thanh liều mạng chùy đánh ngôi sao kia màn sáng, nhưng không cách nào từ bên trong phá vỡ. Thả ta đi ra ngoài, ta phải đi giúp hắn. Kỷ Tư Thanh giọng cũng kêu khàn khàn, chỉ mong nhìn trời tinh chỉ thi hành Diệp Thần một người mệnh lệnh. Lúc này sẽ không thả nàng đi ra. Một điểm khác, thì có một đạo bóng người đồ đen đứng lặng yên, tựa như đối cái này chung quanh hết thảy cũng không quan tâm. Người này chính là Già Thiên Ma Đế. Hiện tại đã không có ai quan tâm hắn phải chăng tham chiến. Nhưng Già Thiên Ma Đế cũng không nghĩ như vậy. Hắn biết đoàn người mình, lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có,
mà ước chừng bằng vào hắn thực lực, còn không cách nào hóa giải. Già Thiên Ma Đế nắm chặt quả đấm, trong mắt dần dần đổi được ngăm đen thâm trầm. Diệp Thần nhiều lần cứu hắn tại nguy nan bên trong, vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tại chỗ không chối từ, mà hắn hôm nay đối mặt cường địch, nhưng cái gì vậy không làm được. Thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Diệp Thần chết đi sao? Hắn không cam lòng. Mà ngay lúc này, chôn giấu ở linh hồn chỗ sâu hồn chồng, bỗng nhiên lúc này động một tí. Già Thiên Ma Đế nhất thời thần niệm đông lại một cái, dò nhập trong đó, rất nhanh liền nghe được một chút thanh âm yếu ớt. Ngươi muốn cứu hắn, đúng không? Già Thiên Ma Đế tỉnh bơ, cùng vậy hồn loại giữ một khoảng cách, yên tĩnh ngưng mắt nhìn nó. Ha ha, ta cảm nhận được liền ngươi nội tâm nóng nảy, còn có không biết làm sao, có lẽ ta có thể để cho ngươi cứu hắn, liền xem ngươi có nguyện ý hay không. Cái thanh âm này già nua, vắng lặng, mang theo một chút mãi mãi không đổi bình tĩnh cùng lạnh lùng. Ma Tổ Vô Thiên, hắn còn lưu lại một chút hồn phách, cắm rễ tại hồn loại trong đó, mỗi tương ứng Già Thiên Ma Đế tâm thần dao động, tâm trạng bất an lúc đó, hắn liền có cơ hội bay ra, đầu độc nhân tâm. Già Thiên Ma Đế yên lặng chốc lát, mở miệng nói, người biện pháp là cái gì? Ma Tổ Vô Thiên nói tiếp, ta có thể mượn một đạo bổn nguyên lực lượng cho ngươi, vô tư quà tặng, liền xem ngươi có nguyện ý hay không dùng. Hắn mà nói, làm Già Thiên Ma Đế cả người chấn động một cái. Cái này thì đồng nghĩa với, phải đem Ma Tổ Vô Thiên thần hồn, dung nhập vào tới mình thân xác bên trong. Này loại hành vi, vậy thì đồng nghĩa với hắn muốn đem quyền khống chế thân thể tạm thời giao cho Ma Tổ Vô Thiên, để cho hắn thần hồn tới chủ đạo mình. Mặc dù chỉ là có tính cách tạm thời, nhưng lại thuộc về Già Thiên Ma Đế tự nguyện hành vi. Giống như là hắn cho viên kia chôn giấu trong cơ thể hồn loại tưới nước, bón phân, tưới kỳ thành dài, gia tốc hồn chồng ở từ bên trong thân thể lớn lên tốc độ. Chuyện này do ngươi tự quyết định, ta sẽ không cưỡng bách. Ma Tổ Vô Thiên vậy thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Hắn trong thanh âm, ẩn chứa lau một cái nụ cười thản nhiên, tựa hồ là ở xem cuộc chiến vậy, nồng nhiệt, ngồi chờ kịch hay trổ mã. Già Thiên Ma Đế lâm vào quấn quýt. Hắn bây giờ sợ rằng không có biện pháp nào khác. Được, ta đáp ứng ngươi. Già Thiên Ma Đế nhẹ giọng trả lời, chỉ cần có thể bảo toàn Diệp Thần tánh mạng, hắn ở không tiếc. Ngay sau đó, Già Thiên Ma Đế bắt đầu đem mình linh hồn quyền khống chế rời đi ra ngoài, hào hùng khí hải nhất thời mãnh liệt rời đi ra, di động đến hồn loại trước mặt. Đây là đối hắn rộng mở thân thể ký hiệu. Vậy một tia khí cơ hội lẫn vào trong đó, bốn tản ra, giống như là một giọt màu sắc bất đồng chất lỏng tụ vào biển khơi, tản mát ra uy lực cường đại, bằng vào nhỏ yếu thế, dần dần chiếm cứ quyền chủ đạo. Hết thảy cũng đang lặng lẽ phát sinh thay đổi, tựa như núp ở trong xó xỉnh Già Thiên Ma Đế nhất thời mở ra hai trong mắt chảy xuôi cực kỳ thần bí sâu thẳm sắc thái. Hắn xê dịch cả thân gân cốt, trong cơ thể xương cốt đùng đùng vang dội. Vào giờ phút này Già Thiên Ma Đế, đầy mặt vẻ hưởng thụ. Cái này cái mới đổ đựng, thật là hàm chứa bàng bạc sức sống à. Ha ha, ngươi không cần dãy dụa nữa, chỉ bằng các ngươi thực lực, đối phó nhiều như vậy kẻ địch, hơi lơ là, liền sẽ tan thành mây khói, cần gì phải làm này vô dụng công. Ta là Ma Tổ Vô Thiên, ta muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Ma Tổ Vô Thiên điều khiển cái này cái thân thể, chậm rãi đi về phía trước, hắn dưới chân diễn hóa ra liền bộ phận hắc văn chiến đồ. Phảng phất có muôn vàn ma đạo ở trong đó lưu chuyển, thần bí sâu thẳm. Đem ngươi lực lượng của thân thể hoàn toàn phóng thích, ta có thể giúp ngươi tiêu diệt người này. Ma Tổ Vô Thiên nhận ra được Già Thiên Ma Đế vẫn là có chút không buông ra, liền cau mày nói. Hay hoặc là, đây là một loại nhắc nhở, nếu như Già Thiên Ma Đế không cho dư thân thể của hắn tuyệt đối quyền chủ đạo, hắn cũng sẽ không thay Già Thiên Ma Đế thu thập trước mặt đối thủ cường đại. Được. Già Thiên Ma Đế chỉ có thể đem mình thân thể toàn bộ chắp tay nhường nhịn, thẳng đến lúc này, Ma Tổ Vô Thiên tài nắm giữ thân thể quyền khống chế tuyệt đối, cả người thần niệm nhảy lên tới cực điểm. Sắc sắc, hắn một cước bước ra, tàn phá cổ tinh nhất thời làm nứt ra, liên quan bao phủ ở Kỷ Tư Thanh nguyện vọng thiên tinh, vậy lảo đảo muốn rơi xuống. Kỷ Tư Thanh đột nhiên quay đầu lại, trước mắt kinh ngạc, làm nàng gặp được Già Thiên Ma Đế lúc này dáng vẻ sau đó, thần hồn không khỏi run lên. Tinh không đánh rách, vũ trụ sôi trào, một đạo màu đỏ lôi quang lóng lánh mà qua, tựa như mãi mãi mà đến thần quang, chiếu sáng chân trời.
Thời khắc này Già Thiên Ma Đế tóc đen bù xù, con người hoàn toàn thay đổi là đen nhánh vẻ, mà nồng nặc kia vũ khí ở hắn lòng bàn tay ngưng tụ, dần dần hiện ra một cái kinh khủng màu đen chiến mâu. Cửu U Lực, suối vàng ác quỷ. Già Thiên Ma Đế thấp niệm một tiếng, thả ra vô cùng lực lượng, cái này cây trường mâu tựa như trở thành đồ ma nhận, phải đem lão này hoàn toàn đánh chết. Vậy cây trường mâu giống như chư thiên áp chế, mang theo không thể kháng nghịch ý chí, đi ngang qua hư không, có một không hai cổ kim, giống như là có thể đem càn khôn chảm phá. Đạo này lực lượng bàn về tinh thuần trình độ, thậm chí so Kiêm Gia Thánh Tử Hàn Băng Hắc Khí còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Kiêm Gia Thánh Tử quay đầu lại, diễn cảm đổi được vô cùng nghiêm túc, hắn hai tay bốc lên dấu quyền, trong mắt quỷ hỏa liễu nguyên, cũng không có né tránh vậy một cán cửu u trường mâu. Hoặc là nói hắn cũng không biết thi triển ra cái này cây trường mâu là người phương nào. Trường mâu kia tại trên bầu trời qua lại tới, hiển hiện ra bộ phận bản thể, giống như một mặt bất hủ cổ chung, chấn động được toàn bộ vũ trụ thương khung đều phải rơi tan. Cái gì? Kiêm Gia Thánh Tử con người kịch liệt co rúc lại, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình nơi thành lập đi ra ngoài băng thuẫn, lại có thể bị ngay tức thì làm tan rã. Hơn nữa còn là lấy dễ như bỡn tư thái. Hắn chỉ thấy được tinh không trong đó, một bóng người chậm rãi đi tới, hắn quanh thân còn quấn vô cùng thâm thúy hắc ám, giống như nước gợn như vậy dạo dực. Liếc nhìn lại, hắc động lưu chuyển, để cho linh hồn người cũng thiếu chút nữa lõm sâu trong đó. Người rốt cuộc là ai? Kiêm Gia Thánh Tử vậy phát giác trong đó khác thường, không khỏi trầm giọng hỏi. Hắn chưa bao giờ cảm nhận được mạnh như vậy mãnh liệt uy hiếp hơi thở, trong chốc lát tay trái nặn quyền, triệu hoán ra thần thánh hàn băng lực, to lớn hư không trong khe hở, có băng xương gió bão không ngừng xông ra. Mà hắn tay phải, chính là bay ra khỏi nhàn nhạt hắc khí, ngưng xúc tới cực điểm, một khắc sau liền có thể bùng nổ, cung cấp mênh mông lực lượng vô tận. Nương một tiếng, đen như mực kia trường mâu bị ngăn trở một cái chớp mắt sau đó, đem khổng lồ băng thuẫn hoàn toàn văng tung tóe. Nhất thời thiên nghiêng phúc, giống như là có vô số dạ xoa, tu la dâng trào tới, phát ra tất cả loại ác ma tiếng kêu quái dị tiếng. Kiêm Gia Thánh Tử lần đầu cảm nhận được liền cực lớn áp lực, hắn cặp mắt đỏ thẫm, không nhịn được gầm thét gầm thét. Ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ không biết hiểu nơi này là huyền hải sao? Lại dám và Kiêm Gia kiếm phái đối nghịch. Kiêm Gia Thánh Tử đầu đầy tóc rối bời bù xù, giống như điên cuồng, mà vô cùng vô tận hắc khí từ trên người hắn bay lên. Không ngừng lan truyền, tuyệt lệ khủng bố. Hắn có bộ phận tiên tri tiên đoán năng lực, có thể cảm giác được, đối thủ trước mắt tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí hắn trước kia gặp người mạnh nhất, vậy không sánh bằng trước mặt người này tản ra khí thế. Ma tổ vô thiên hoàn toàn không có hứng thú trả lời hắn nói. Hắn thân là ma tổ, quyền cao chức trọng, đã du ngoạn đỉnh thế giới. Ví dụ như Kiêm Gia Thánh Tử thực lực bực này nhân vật, còn không cách nào để cho hắn toàn lực đối đãi. Cửu U Ma Kinh. Ma tổ vô thiên nhất thời lập định, thân hình lẳng lặng trôi lơ lửng giữa không trung bên trong, trong miệng líu díu, ngâm tụng, tất cả ác ma thần linh, giống như là âm hồn vậy, không chỗ nào không có mặt. Cửu U Suối Vàng, Ma Tôn Trọng Sinh. Đọc là đạo Phật thần kinh, trên thực tế nhưng tràn đầy yêu ma lực. Này cùng Ma Kinh, làm người ta kinh hồn bạt vía. Sợ hãi không dứt. Hắn giơ tay lên lên, bốn phía không gian, sóng gợn không gió tự động bay mặc tới, nhìn như không có chút nào gợn sóng, thực thì siêu thoát ma đạo. Đối ma tổ vô thiên cái này nhóm cường giả mà nói, không cần dùng tới thân xác, mượn ba tia thần hồn, liền có thể áp chế tất cả vô lượng trở xuống đối thủ. Ma kinh hóa thành văn tự tượng hình, quấn quanh mở ra, nhất thời chút xuống đi ra, giống như ầm sấm sét, tràn ngập thiên vũ. Mà đây cùng thần thông. Để cho Kiêm Gia Thánh Tử trên mặt lần đầu xuất hiện sợ hãi thần sắc. Không, cổ lực lượng này căn bản không thuộc về huyền hải, người rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Kiêm Gia Thánh Tử phát ra tê tâm liệt phế gầm thét, nhưng là ma tổ vô thiên cũng không sẽ hồi hắn nói. Hắn há mồm phun một cái, đầy trời kinh Phật biến thành một phiến ma quang, phảng phất từ trong hỗn độn xuyên thấu ra, phách khai thiên địa, tiêu diệt vạn vật. Đây là một loại đại thần thông. Đại khí phách, là chân chính có thể làm người từ linh hồn chỗ sâu run rẩy sùng bái lực lượng. Kiêm Gia Thánh Tử đụng phải liền chấn động, khạc ra một hơi đỏ tươi máu trong tim. Đã bao nhiêu năm, Kiêm Gia Thánh Tử cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy thương thế nghiêm trọng. Cho dù là bị thần vật kia xâm nhập, phong ấn lòng đất,
cũng chỉ là phong tỏa, suy yếu hắn lực lượng, mà cũng không có đem hắn căn nguyên cho phá hoại. Trước mặt, cái này trước đây không lâu nhìn như nhỏ yếu tồn tại, hôm nay có lực lượng nhưng là đủ để đem hắn căn nguyên cho đánh nát, thậm chí để cho hắn bị thương thật nặng, ngay tức thì bị bại. Ngươi rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Kiêm gia thánh tử thanh âm sấp xỉ gầm thét, hắn thật sự là nghĩ không rõ lắm huyền hải bên trong có người nào có thể tóe ra lực lượng lớn mạnh như vậy. Mà tổ vô thiên thần sắc lạnh lùng, hắn ở địa phương đó toát ra ung dung thần bí đồ đằng. Kiêm gia thánh tử thấy những cái kia còn có khó hiểu tràn ngập hơi thở, nhất thời thần sắc biến đổi. Bởi vì hắn nghĩ tới khả năng nào đó. Chư thiên vạn giới rất nhiều cường giả, hắn không quá rõ, nhưng là cũng có nghe thấy. Toàn bộ thế giới hiện thật, có thể có được lớn mạnh như vậy cửu u suối vàng lực lượng người, chỉ có một cái. Ma tổ vô thiên. Tin đồn ma tổ vô thiên, là từ cửu u tới, mang theo suối vàng biển xanh lực lượng. Ngươi là, ma tổ. Kiêm gia thánh tử nhất thời trong lòng chấn động một cái, nhưng là lòng hắn bên trong lại 10 phần kinh nghi bất định. Bởi vì ma tổ vô thiên nhưng mà cựu Nhật Minh người điều khiển, hắc ám biển cấm tuyệt đối bá chủ, như nếu không phải tình huống đặc biệt, vậy hắn tuyệt đối sẽ không rời đi biển cấm. Đây là một loại uy tín, cũng là một loại trói buộc, bởi vì cường giả đỉnh phong nhất cử nhất động, cũng dính dấp quá nhiều. Ta là ai, cùng ngươi lại có quan hệ gì đâu? Ma tổ vô thiên giọng nói vô cùng là lạnh như băng, căn bản không có đem Kiêm gia thánh tử coi ra gì. Kiêm gia thánh tử khí được cắn răng nghiến lợi, hắn thân thành thánh tử, lúc nào bị người như vậy khinh thị qua. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại không thể phản bác, bởi vì người trước mặt thật có chiến thắng hắn thực lực, hoặc là nói có thể gửi hắn vào chỗ chết. Ma tổ vô thiên bên tai, có những thứ khác thanh âm vang lên. Trong thời gian ngắn nhất đem hắn tiêu diệt, nếu không ta sẽ không để cho ngươi lại chiếm cứ nhục thân của ta. Đó là già thiên ma đế thanh âm. Hắn lúc này lộ vẻ được có chút cáu phẫn. Hắn biết ma tổ vô thiên là đang cùng hắn thân xác tiến hành ma hợp, đem Kiêm gia thánh tử làm rèn luyện đối tượng. Bí thuật thần thông, tiếp liền tới, cơ hồ phải đem mảnh thiên địa này che giấu, chấn áp tất cả. Kiêm gia thánh tử phát ra sau cùng điên cuồng gầm thét, hắn như nhanh như tia chớp tập kích bất ngờ tới, toàn thân chung quanh hiện ra rực rỡ sắc thái, hình thành một vòng to lớn màn hào quang, giống như thần vòng sáng chói. Thanh tĩnh vô ngân. Rào 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 rào. Trong thoáng chốc trời long đất lở, hàn nhũ băng gai đánh nát bầu trời mênh mông, tóe ra vô cùng dùng mình, hướng phía trước công phạt đi, thế phải đem hắn hoàn toàn phai mờ. Chấn thế thần thông thi triển ra, để cho đám người phát giác tự thân nhỏ bé, như vậy khí phách quá kinh người, bằng vào tầm thường lực lượng, căn bản không cách nào tương đương. Có người thiếu chút nữa hộc máu bỏ mạng, liền né tránh cũng không kịp. Còn có người thân xác hơi yếu, trực tiếp bị cái này hàn lạnh như băng ý xâm nhập vào bên trong cơ thể. Loại thần thông này, rốt cuộc là từ vì sao tới? Quá mạnh mẽ. Thậm chí có nửa bước thiên quân nhanh chóng lui về phía sau, sống lưng lạnh cả người, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vô số sự vật, trong nháy mắt tan thành mây khói. Liền Kiêm gia thánh tử trong mắt của mình vậy lóe lên điên cuồng thần sắc, hắn cảm giác được mình một chiêu này. Định có thể cho đối phương tạo thành tổn thương nặng. Nhưng lý tưởng thường thường đầy đặn, thực tế luôn là cốt cảm. Đối mặt cái này cùng kinh thiên động địa cuồn cuộn thế công, ma tổ vô thiên thần sắc vô cùng bình tĩnh, thậm chí thần hồn cũng không có phân nửa chập chờn. Hắn há miệng vừa phun, thì có ngân hà phun ra, chỉ bất quá những cái kia ánh sao ánh sáng đều là màu đen, ùn ùn kéo đến, liên miên không ngừng, giống như là có vật gì ở trong đó diễn hóa. Vô luận là tinh thần vẫn là quy luật, đều biến thành hóa đá vật, như vậy cảnh tượng thật sự là làm người ta rung động. Ma tổ vô thiên thần hồn giống như bà la dị tượng, diễn hóa ra vô cùng vô tận sinh linh, gầm thét ra, khắp nơi tàn phá. Nhất là lấy ác quỷ làm chủ. Chỉ bất quá từ cửu u suối vàng biến thành đi ra ngoài ác quỷ, không thể so với tầm thường quỷ vật, bọn họ hình như nuốt trời thú, trong hư không đầu xuống mảng lớn bóng mờ, hai mắt đỏ như máu. Như một vòng huyết nguyệt, đỏ thắm nhức mắt. Mà ma tổ vô thiên bản thể thần hồn chính là đứng ở trong hư không, vô cùng dữ tợn, một mắt mong không tới chân trời, hừng hực thiêu đốt hắc ám ngọn lửa, tựa hồ phải đem tất cả tinh thần vũ trụ chiếm đoạt. Dương cánh huy động lúc đó, giống như đáng sợ hư không cự thú, như thủy thiên mây, duyên triển chân trời, dường như muốn đem nguyên ngôi sao lớn cho đánh rơi.
trong đó có chút võ giả tựa hồ gặp được viễn cổ đại hoang chinh chiến lúc tình cảnh, vạn thú đều xuất hiện, cùng thiên tranh huy, cơ hồ phải đem thương khung nuốt mất. Cái này thế gian mạnh mẽ sinh linh cơ hồ toàn bộ xuất hiện hiển hóa ra thân thể cao lớn, biến dạng càn khôn, bay lượn thế gian. Kiêm gia thánh tử thấy một màn này, hoàn toàn ngây dại, trước mặt hắn các loại bóng người, chi chít, cơ hồ đều là vô cùng mạnh mẽ, che đậy tinh không mênh mông, có thể tính là chí cường sinh vật. Những thần kia thú chạy nhanh gầm thét để cho được toàn bộ vũ trụ cũng văng tung tóe, hủ hóa không gì sánh kịp, không có cái gì có thể ngăn trở. Mà chính là ở nơi này vậy trà đạp dưới, kiêm gia thánh tử hàn băng nhọn gai hoàn toàn văng tung tóe, hóa là đầy trời toái tinh, mà chính hắn cũng bị một con dạ xoa bàn tay cho kiềm chế ở, hung hãn đụng vào lớn như vậy trên ngôi sao mặt, nhất thời bụi mù tung tóe, ầm vang dội. Kiêm gia thánh tử căn bản cũng không phải là ma tổ vô thiên đối thủ. Dù là hắn thực lực tu vi vượt xa cái này cả người thân thể, lúc này đối mặt tiểu thành trạng thái ma tổ vô thiên thần hồn, như cũ không cách nào đối phó. Điện thiểm lôi minh, thiên địa sụp đổ, kiêm gia thánh tử thân hình, cũng ở đây một phiến trong bụi mù phục hồi như cũ. Cái này vô tận thần thông sụp đổ, cho dù kiêm gia thánh tử có chư nhiều thủ đoạn, cũng không cản được. Ma tổ vô thiên pháp thuật và võ đạo bước ngang qua hai tiếng đời, hơn nữa có nguyên thủy ma dẫn. Là ở giữa đất trời này tinh thuần nhất một trong lực lượng. Một bộ pháp, đủ để xây dựng một cái thế giới. Giờ khắc này, kiêm gia thánh tử hoàn toàn sa sút, hắn diễn hóa ra tới mấy chục ngàn sinh vật, cũng theo đó kêu gào kêu gào. Ma tổ vô thiên phân ra một chút thần hồn, đem kiêm gia thánh tử vây quanh trói, đậm đà hắc ám huyết mạch lực lượng, cơ hồ là hóa là một phiến biển máu. Mà những huyết dịch này rất không bình thường, mười phần nguy hiểm. Thậm chí cực kỳ kinh khủng, như núi biển như vậy vô cùng vô tận. Hết thảy đều bị nghiền ép, hết thảy đều không cách nào ngăn trở. Ma tổ vô thiên thì xem cao cao tại thượng chiến thần, phải đem tất cả trói lọi toàn bộ che giấu. Bó tay liền nói, kiêm gia thánh tử bị vây quanh vây khốn, thoi thóp. Một con kiến hôi mà thôi, thế nào vốn như vậy phách lối. Ma tổ vô thiên giống như cá voi hút nước như vậy, đậm đà máu. Đem kiêm gia thánh tử toàn thân bọc, hơn nữa xâm nhập ra thịt trong đó. Cái loại này huyết mạch, đến từ cửu u địa phủ chỗ sâu nhất, người bình thường cùng căn bản không cách nào tương đương. Người muốn làm gì, buông ta ra, ta là kiêm gia kiếm phái thánh tử, ta. Kiêm gia thánh tử thanh âm hoàn toàn bị hắn chìm ngập, bởi vì hắn thân xác đã phân giải rơi vào bị động trạng thái, những máu kia khí giống như phát điên vậy, phải đem hắn tế bào toàn bộ cắt chi. Dưới con mắt mọi người, kiêm gia thánh tử bị huyết quang chìm ngập, hoàn toàn mất đi là bụi bẩm, nói là hình thần câu diệt, do không quá đáng. Mà những máu kia quang chính là theo sợi tơ, hồi chạy đến ma tổ vô thiên trong cơ thể, đem hắn linh hồn cùng thân xác trình độ tiến một bước phù hợp. Ma tổ vô thiên giang hai cánh tay, đầy mặt hưởng thụ cùng say mê, cái này cùng tinh thuần lực lượng, cũng không phải là thời thời khắc khắc cũng có thể có được. Ở thân xác phương diện, lớn nhất người được lợi là giả thiên ma đế. Dẫu sao kiêm gia thánh tử cao nhất thân thể không phải lãng đắc hư danh, có vô cùng lực lượng. Hấp thu kiêm gia thánh tử huyết khí, đối với ma tổ vô thiên bản thân mà nói, không có bất kỳ chỗ tốt, nhưng là có thể khuếch trương rộng giả thiên ma đế linh hồn dấu vết, để tại lần kế thần hồn phụ thể lúc đó, có thể càng phù hợp. Kiêm gia thánh tử tiêu diệt sau đó, ma tổ vô thiên cái này một món thần hồn vậy dùng đến cuối. Giả thiên ma đế hồn phách sắp trở về vị trí cũ. Người cách trở thành mặt của ta khí, lại gần một bước à, thật tốt chắc chắn sau cùng thời gian đi, ha ha. Ma tổ vô thiên ở cuối cùng trước khi rời đi, để lại một câu nói như vậy, ngay sau đó tiêu tán đi. Cho tới nay, mắt thấy đây hết thảy Diệp Thần, rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời hắn trong lòng lại có lo âu, giả thiên ma đế mượn ma tổ vô thiên lực lượng, nhất định trả giá giá không nhỏ. Mà cái giá này, có ảnh hưởng hay không vô thiên hồn loại ảnh hưởng hắn? Vô thiên uy hiếp mặc dù coi là giải trừ, nhưng hồn loại chỉ cần ở một ngày, đối giả thiên ma đế vẫn là có tác dụng phụ. Dĩ nhiên, Diệp Thần hy vọng, giả thiên ma đế có thể chinh phục cái này hồn loại. Nếu như chinh phục, giả thiên ma đế có lẽ sẽ hấp thu không thiên lực lượng, trở thành đời này trước bốn tồn tại. Bất quá đây là tốt nhất tình huống, sự việc xa không có như vậy lạc quan. Nghĩ đến giả thiên ma đế hồn chồng, Diệp Thần không khỏi có chút lo lắng sau lưng mình xăm. Cứu ra trụ huyên sau đó,
cái này xăm giống như bom hẹn giờ. Theo mình mạnh mẽ và trưởng thành, tất nhiên sẽ cùng mình thân thể trói được lợi hại hơn. Trước kia thật ra thì hắn thì có đột phá cảm giác, nhưng bởi vì cái này xăm, hắn cũng không có lựa chọn đột phá. Hắn dự định giải quyết huyền hải chuyện sau đó, đi liền bỏ đời tuyệt cảnh. Sau lưng xăm, cuối cùng là gian nan khổ cực. Huống chi cái này bỏ đời chi địa, quan hệ đến đồ vô cùng nhiều. Thậm chí còn liên hệ vạn khư, không thể không đi. Ở Diệp Thần suy nghĩ phân bay tới giữa, chung quanh tất cả mọi người đều sợ ngây người. Nhất là vậy mấy tên Kiêm gia kiếm phái trưởng lão, bọn họ mặc dù sợ, ghét, căm ghét Kiêm gia thánh tử, nhưng là đối hắn thực lực, cũng không phân nửa nghi ngờ. Nhưng mà đột nhiên tràn ra cao nhất cường giả lại tiêu diệt Kiêm gia thánh tử, loại tin tức này nếu như truyền đi, nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ huyền hải. Già thiên ma đế phơi bày ra yên lặng trạng thái, đứng ở giữa không trung, đạo đạo cửu u hắc khí, đang tu bổ hắn thân xác, mà ở sau lưng, thì hiển hiện ra loáng thoáng ma đế chi tâm. Ma tổ vô thiên mượn hắn thân thể, thả ra thần hồn lực lượng, còn cần thời gian tới khôi phục. Thanh Liên tiên tử cùng Kỳ Tư Thanh hai cô gái thở phào nhẹ nhõm. Kỳ Tư Thanh sau lưng chậm rãi hiện ra chu tước hai cánh, giữa lúc nàng muốn đi Diệp Thần bên người thời điểm, bỗng nhiên lúc này, vậy chu tước trên cửa đồ đằng kịch liệt lóe lên. Kỳ Tư Thanh đột nhiên ngẩng đầu, thiếu mục nhìn lại, trong hư không một cái bóng nhanh chóng thoáng qua, im hơi lặng tiếng, xem toa tử như vậy hung hãn cường thế. Mà mục tiêu của nó, chính là Diệp Thần. Trong chốc lát, giống như là có vô tận thần linh diễn hóa ra tới, đột nhiên đến, đồ linh hiện lên, mỗi một chỉ cũng tráng như núi cao, có thể đem tinh thần tiêu diệt, hơn nữa tan thành liền hắc động. Một vòng này hắc động, phảng phất là loại nào đó vận mệnh ngưng kết mà thành. Mà tại tất cả gió bão cuối, có một đạo bóng đẹp lặng lẽ đứng, chính là Huyền Cơ Nguyệt. Nàng thừa dịp Kiêm gia thánh tử bị diệt, Già Thiên Ma Đế rơi vào điều chỉnh trạng thái, đám người cũng đều kinh ngạc thất thần thời điểm. Kết thúc chữa thương trạng thái, ngang nhiên phát động cuối cùng nhất kích. Miệng nàng môi hé mở, há mồm phun một cái, liền có vô số đạo thật nhỏ kiếm khí hóa thành một chút xíu chói lọi, ngừng tụ tản ra, giống như ngân hà thác nước. Vận mệnh cửa, tử vong đưa mắt nhìn. Vậy hai cái dòng nước chảy ở trong hư không đồ sộ đại hắc động, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất tính vũ trụ gió bão. Liền vào giờ khắc này, có liên quan vận mạng ngâm tụng tiếng, ầm ầm vang lên. Thông suốt thiên địa, tựa như có thể trấn áp chư thiên vạn giới, nhiễu loạn càn khôn. Những kiếm khí kia, hội tụ ở hai đạo trong hắc động, giống như là hai con trong hư không mắt thật to, tản mát ra lấp lánh chói lọi, giống như chiếu rọi toàn bộ vũ trụ. Mà tất cả vận mệnh mũi dùi, cũng nhắm ngay Diệp Thần. Người sau thông suốt nâng lên cặp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái này một mặt hư không hắc động, bàng bạc mênh mông lực lượng, cơ hồ để cho tay hắn run sợ run rẩy. Toát ra mồ hôi lạnh. Đáng chết, hắn căn bản cũng chưa có nửa điểm chuẩn bị, bây giờ bị vận mệnh trói buộc ở luân hồi, không thi triển được tay chân, trừ bên người ba đại thiên kiếm ra, bất kỳ thần thông đều không cách nào dùng đến. Lần này, là hắn hoàn toàn tính sai, chiếu cố đắm chìm thắng lợi vui sướng, mà bỏ quên ẩn núp ở trong bóng tối sát thủ. Chẳng lẽ nói hắn lại phải trải qua một lần luân hồi liền sao? Diệp Thần không cam lòng. Hắn cắn chặt hàm răng, đôi mắt đỏ thẫm, nhưng là hai bên lực lượng giữa khác xa, lại để cho hắn không cách nào điền vào tầng này hồng câu. Sẽ ở đó hai cái lớn như vậy hắc động, sắp nuốt mất Diệp Thần lúc đó. Một tấm thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh viễn cổ thần môn ầm ầm hạ xuống, vắt ngang ở hai người ở giữa, tạm thời ngăn cản vậy hai cái bóng đen nặng nề vòng xoáy hắc động. Trong mơ hồ, tựa hồ có một cái chu tước vỗ cánh bay lượn, lóng lánh chín tầng trời. Vung phát ra tất cả năng lượng. Đạp ở trên cửa trôi giạt hạ xuống người, thân mặc một bộ đồ đỏ, tóc đen tung bay, mặt mũi tinh xảo, ánh mắt kiên định. Cũng không ai có thể gây tổn thương cho hại hắn. Kỳ Tư Thanh như đinh chém sắt nói ra lời nói này, ngay sau đó bản thể hóa là một đầu hồng hoang phượng hoàng, gáy vang một tiếng, trực tiếp ngăn trở vậy hai cái vòng xoáy hắc động. Vô tận vận mệnh lực, hóa là sấm sét, oanh hạ xuống, sáng chói bùng nổ. Có thể nói tử lượng cao. Huyền Cơ Nguyệt thần sắc bình tĩnh tới cực điểm, nàng ấn đường có một đạo nguyên thần dấu vết, sách lấy ra liên tục không ngừng lực lượng. Vậy thì cùng chết đi. Nàng nhàn nhạt phun ra mấy chữ này, vậy hai đạo màu đen vòng xoáy kịch liệt xoay tròn, vận mạng lực lượng, giống như sinh linh nghĩa sâu xa, huyền diệu không thể tham phá.
Tinh thần đánh vào giống như lũ quét sụp đổ, ùn ùn kéo đến, tuyệt thế sắc bén, và vậy nguyên thần cùng, hóa là một cái xuyên thủng cổ kim quang đao, hưu một tiếng bay ra, hướng phía trước chém tới. Vận mạng luân hồi, tuần hoàn qua lại, có thể để cho nguyên thần vĩnh thủy bất hủ, hóa là thần binh, chặt đứt vô số vận mạng ràng buộc, chỉ là đánh vỡ như bánh xe hồi. Đây là vận mệnh cùng luân hồi tỉ thí. Mà lần này, vận mệnh nắm giữ quyền chủ động, chỉ cần Diệp Thần rơi vào này cục, liền sẽ bị đánh vào địa ngục, vĩnh rơi hư hại luân hồi. Đến lúc đó, hết thảy đã trễ rồi. Huyền Cơ Nguyệt lấy là, Kỷ Tư Thanh chỉ là muốn chậm lại nàng đẩy tới tốc độ, nhưng không ngờ tới Kỷ ý chí kiên quyết như vậy. Bảo vệ ở Diệp Thần trước mặt, chưa từng rời đi nửa bước. Cũng chính là nàng chen ngang mà vào, để cho Diệp Thần tránh qua một kiếp. Tất cả vận mệnh lực lượng, đều do Kỷ Tư Thanh một người gánh vác. Chu Tước Cửa, truyền thừa tại viễn cổ hồng hoang. Lúc này vậy tắc tắc văng tung tóe, không còn tồn tại. Kỷ Tư Thanh hiến sử dụng Chu Tước Cửa trạng thái mạnh nhất, vẫn không cách nào cùng vận mệnh tương đương. Diễm cửa tan vỡ, Chu Tước kêu gào. Kỷ Tư Thanh chính là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nàng một thân một mình, nhận chịu tất cả vận mệnh kiếp nạn, cho dù bị hắc động kia chiếm đoạt, cũng ở đây không tiếc. Nàng ánh mắt kiên định đoạn tuyệt, tựa như xuyên thấu vạn cổ hư không. Cả thiên đạo vậy cảm nhận được liền vậy cổ ý chí, hỗn độn nứt ra, một món hồng mông khí quấn quanh ra. Chỉ bất quá lúc này, hết thảy đã trễ rồi. Vận mệnh lực vào cơ thể, định trước hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được luân hồi đầu thai. Vô luận có như thế nào nhân quả bất hòa, đều không cách nào tiếp tục luân hồi. Không. Diệp Thần gặp được một màn này, nhất thời trừng mắt sắp nứt, cả người run rẩy. Kỷ Tư Thanh thay hắn đỡ được vận mạng đánh vào, làm hắn thân thể khôi phục nhúc nhích năng lực, ngắn ngủn trong nháy mắt, hắn triệu hoán ra trên mình mấy dạng tuyệt thế thần thông. Diệp Thần lấy luân hồi huyết mạch là để, phù đồ thần tháp cùng thiên địa huyền hoàng tháp, đôi binh đều xuất hiện, ba cây thiên kiếm lại là xoay tròn bay khỏi, màu sắc khác nhau huyết khí, tai khí cùng ma khí, thông suốt nguyên cái thiên địa. Hắn cuồng sông lên lên, chỉ là vãn hồi Kỷ Tư Thanh tánh mạng. Nhưng tất cả bổ túc, cũng là lúc đã chậm. Hắn chỉ thấy được Kỷ Tư Thanh thân thể chậm rãi tiêu tán, mà hắn trước khi chết quay đầu, thu mâu như nước, lại hiện ra một chút nụ cười thản nhiên. Lần này mâu, bao hàm kiếp trước kiếp này, bao hàm nồng nặc không thôi cùng biệt ly. Đời sau, lại không luân hồi. Diệp Thần ngay chớp mắt vượt qua hư không, đi tới vậy hai đạo chảy hư không hắc động trước mặt. Đưa tay chộp một cái, nhưng chỉ có thể chạm được hóa là một ngọn lửa bể quang. Tư Thanh. Diệp Thần trong đầu chợt một tiếng nổ ầm, hắn thật sự là không biết, nên như thế nào đối mặt Kỷ Tư Thanh tử vong. Hắn rõ vẻ mặt đờ đẫn chốc lát, ánh mắt bên trong, dần dần hiện ra ngọn lửa báo cừu. Là ngươi giết nàng. Diệp Thần thanh âm tức giận, gào thét, tuyệt vọng. Nếu là có Diệp Thần quen biết người ở chỗ này, định sẽ thất kinh. Diệp Thần thân là luân hồi chi chủ, từ trước đến giờ thiếu niên lão thành, bày mưu lập kế, lúc nào xem như vậy thất thố qua. Hắn khóe mắt không ngừng nhảy, thật lâu không thể bình tĩnh, hai tay nhanh chóng kết ấn, mà sau lưng có nồng nặc ma khí lăn lộn ra. Chết! Cái này một chữ, là từ kẻ răng trong đó vây quanh, hàm chứa vô cùng tức giận. Diệp Thần bàn tay gian nhô lên ra hơi thở cuồng bạo, cưỡi ba cây thiên kiếm, bỗng nhiên đứng dậy. Một tay kia nặn ra Phật ấn, hướng Huyền Cơ Nguyệt chạy tới, phải đem nàng chém tại dưới kiếm. Nhưng Huyền Cơ Nguyệt lúc này đã hoàn toàn khôi phục, ở vào trạng thái tột cùng. Diệp Thần trước đây còn trải qua hai trận đại chiến, liên tục luân trục, thể lực có tiêu hao. Hai người phân biệt triệu hoán ra linh khí hư ảnh, ở trong hư không trực tiếp đạp chết, hai bên bổn nguyên lực lượng gầm thét ra, kịch liệt đánh giết. Đây là giữa song phương quyết chiến, cũng là báo thù lửa giận. Cơ hồ là quyền quyền đến thịt, trưởng trưởng liều giết, mỗi một phân tổn thương cũng phụ đến bản thể trên mình. Vậy hai đạo hư ảnh đều là hai người bản thể, nguyên thần có thể nói hư ảo, nhưng lại có lực lượng vô tận. Đông, trời long đất lở, quỷ khóc sói chu, có vô tận hư ảnh, ở nơi này phiến trong hư không tiếp liền hiện lên, kịch liệt đánh. Diệp Thần thật là giết mù quáng, tình nguyện mình chịu tổn thương, cũng phải hoàn toàn đem cái này đạo hư ảnh tế tại dưới trường. Trong thoáng chốc, bạo liệt huyết khí cùng sấm sét hỗn hợp, dung nhập vào trời, ngay sau đó hung hăng rơi xuống. Bành! Huyền Cơ Nguyệt vậy ra tay,
nàng thần sắc không có chút nào gợn sóng, nhưng nàng biết, đây có lẽ là nàng cùng Diệp Thần tới giữa cuối cùng quyết chiến, vì vậy tới một cái, liền vận dụng vận mạng lực lượng, thiêu đốt toàn bộ tiềm lực, thậm chí hiến tế huyền hải cho nàng lực lượng. Nàng ở dốc toàn lực. Vậy hai cái lớn như vậy hư không hắc động, chuyên trở vận mệnh lực, cuồn cuộn không ngừng chuyển vận cho sừng sững bầu trời mênh mông hư ảnh. Nơi này chính là ta sân nhà, người nhất định phải cùng ta đánh trường kỳ kháng chiến sao? Huyền Cơ Nguyệt thanh âm cười mỉa, có thể thấy được Diệp Thần tức giận, đúng là một kiện rất để cho người vui thích chuyện. Diệp Thần mặt lạnh, cũng không trả lời nàng mà nói, ầm ầm một quyền, chấn khai vậy đạo hư ảnh, bằng vào to lớn lực đạo, để cho vậy vạn vạn trượng bóng dáng giải tán chốc lát. Oanh! Vậy đạo hư ảnh, ngừng kết thành hình, cùng Huyền Cơ Nguyệt có 6 phần tương tự, chỉ bất quá cả người trong suốt hư ảo, liền ngũ quan đều có chút rất nhiều mơ hồ. Vạn vạn trượng thân thể, phát ra yêu kiều ánh sáng, cùng vậy huyết sắc trường long liều mạng. Vạn vật mấu kiếm quyết. Diệp Thần há miệng kêu một tiếng, sáng chói chói lọi phun ra, tràn ngập hư không, khắp nơi đều có thể gặp, phải đem cái này khổng lồ đến vô biên hư ảnh cho giam cầm. Loảng xoảng. Huyền Cơ Nguyệt thấy tình thế không ổn, lập tức tiến lên, yêu kiều tay trắng cách hư không đột nhiên một chụp. Một quả lệnh bài cũ kỹ bất ngờ hiện lên, trông ở vậy hư ảo đồ sộ ảnh trong cơ thể. Như sóng biển dâng rộng rãi rung động sôi trào lên, che phủ nơi đây. Diệp Thần màu máu hai quả đấm, đánh vào màn sáng này bên trên, cứng rắn đem hết từng đạo tan vỡ dấu vết. Vậy đạo khổng lồ hư ảnh, lảo đảo, rốt cục thì không chịu nổi Diệp Thần điên cuồng đấm giết, ầm ầm vỡ vụn. Ầm. Diệp Thần tức giận, làm cho cả tinh không cũng bốc cháy, vô cùng màn máu ánh chiếu ra. Mà Diệp Thần đã sớm giết mù quáng, hai quả đấm chảy máu, đôi mắt đỏ thẫm, cả người trên dưới vậy có nhiều chỗ vết thương, đó là dùng thân xác liều mạng kết quả. Hắn luân hồi hơi thở du ngoạn tuyệt đỉnh, giống như một tôn thời kỳ viễn cổ trấn thủ biên hoang chiến thần, nguy nga hề không thể leo lên. Mà một bên khác, Huyền Cơ Nguyệt như cũ quần áo trắng tung bay, giống như tiên giáng trần, nhưng lần này, trên người nàng tay áo bảo vỡ vụn một nửa, lộ ra trắng như tuyết cánh tay ngó sen. Người phía dưới có thể rõ ràng thấy, phía trên kia cũng có vết máu dòng nước chảy, còn có từ từ thiêu đốt ngọn lửa màu máu. Đó là Diệp Thần đạo pháp, cho dù Huyền Cơ Nguyệt cho gọi ra ngút trời hư ảnh, bản thể vậy bị chút tổn thương. Giờ phút này Huyền Cơ Nguyệt vậy bình tĩnh gương mặt, cuối cùng là đổi được âm trầm xuống. Tùy ý nàng như thế nào bưng hình tượng, nhưng lúc này cũng có chút chật vật, chân thực có tổn kiêm gia thánh nữ hình tượng. Kiêm gia thần kiếm, đổ nghịch càn khôn. Nàng ra giấu tay, nhất thời, vậy cầm yên tĩnh treo ở bên hông thần kiếm, rốt cuộc có phản ứng. Đây là kiêm gia kiếm phái ba đại kiếm một trong, kiêm gia thần kiếm. Có kiêm gia tiên tử một chút lực lượng. Kiếm này vừa ra, mũi nhọn lộ ra, thế gian ít có người có thể cùng xứng đôi. Kiêm gia thần kiếm thần quang lấp lánh, cơ hồ khuấy cái này ngàn vạn dặm trong phạm vi nơi có tầng mây, cuồn cuộn không ngừng, chấn nhiếp thiên địa. Mà Diệp Thần chính là thi triển ra phạm thiên thần công. Trận tự quyết, màu đen trận văn nhanh chóng lan tràn. Diệp Thần lấy nguyên thần làm để, kiếm khí ra khỏi vỏ, đi đôi với cửu thiên thái thượng lực lượng, đem nơi này hóa vì mình tràng vực. Nổ một tiếng, hai bên sinh ra kịch liệt va chạm. Trận kia tự quyết diễn hóa ra liền đạo đạo trận văn, một số gần như lóng lánh thiên địa. Mà vậy cầm kiêm gia thần kiếm vậy không phải dựng lên. Chém xuống một kiếm, vô tận khí lưu gió bão đổ nghịch ra, đem hư không chìm ngập, hai người nguyên thần cũng kích động gầm thét, sinh ra kịch liệt đối kháng. Trong một cái chớp mắt như vậy, Diệp Thần cả thân lông tóc dựng đứng lên, bởi vì hắn trước mắt, một tấc cách địa phương, xé ra một đạo hư không kẽ hở. Vận mạng lực lượng hóa là một chuôi phi đao, cần phải đâm thủng trong mắt hắn, đóng đinh nguyên thần của hắn. Bất quá Diệp Thần kịp thời kịp phản ứng, lấy luân hồi khí hộ thể, vậy vận mạng phi đao, chỉ có thể đinh một tiếng, hóa là phấn vụn. Diệp Thần bước nhanh bước ra, trong tay ba cây thiên kiếm nhất trượng so một trượng cao, ở đầu đỉnh quanh quẩn, đột phá tầng này cấm kỵ, nhắm thẳng vào Huyền Cơ Nguyệt bản thể. Nếu không phải lấy ra chút bản lãnh thật sự tới, hai người người này cũng không thể làm gì được người kia, chỉ có thể rơi vào giằng co. Lúc này, phía dưới chiến trường trong đó, rất nhiều người bàn luận sôi nổi. Đáng ghét à, tên này thực lực quá mạnh mẽ, liền thánh nữ cũng không cách nào lập tức diệt hắn. Đúng vậy, thật sự là đáng ghét được chặt.
Những thứ này hẳn cũng không trọng yếu đi, người này rốt cuộc là người nào? Có thể cùng Kiêm gia kiếm phái thánh nữ chống đỡ được, nếu như hắn có thể cho Kiêm gia kiếm phái tạo thành một ít tổn thất, vậy ta cùng vậy hết sức vui vẻ à? Người xem cuộc chiến ngựa, lui được xa xa, sợ mình được ảnh hưởng đến. Mà vậy mấy tên Kiêm gia kiếm phái trưởng lão ngồi không yên, bọn họ muốn xông tới, quấy nhiễu chiến trường. Nhưng là bọn họ cũng không rõ ràng, luân hồi cùng vận mạng chống lại, có mình đặc biệt chàng vực, ngoại nhân không cách nào nhúng tay. Ở đó mấy tên Kiêm gia kiếm phái trưởng lão sắp xông vào chiến trường thời điểm, Già Thiên Ma Đế tỉnh lại, thân xác tăng lên gấp mấy lần cường độ, lập tức ra tay, ngăn cản mấy người kia. Mà cháu đêm dòng vậy từ chấn động trong đó khôi phục như cũ, đối với Kỳ Tư Thanh rời đi, nàng rất thương tiếc, trong lòng cũng cất giấu một cơn giận. Hiện tại nàng phải đem cổ lửa giận này phát tiết ra ngoài. Vì vậy ở một chỗ khác, lại bộc phát kịch liệt chiến đấu. Thực lực của những người này đều vượt qua vận mệnh cùng luân hồi, nhưng đặc sắc nhất chiến đấu, vẫn ở chỗ cũ vậy hư không trung ương nhất. Vận mệnh, luân hồi, hai người lẫn nhau liên kết. Loạn thạch vỡ không, tinh thần rơi xuống, mênh mông năng lượng biển, này thay nhau vang lên, hội tụ đến ngân hà nước lũ trong đó, hình thành không thể địch nổi sức mạnh to lớn. Nơi này dị tượng sôi trào không dứt, quần hùng tranh phong, còn có các lộ cường giả mở ra tỉ thí. Liền xuống phương người xem cuộc chiến cũng tránh được xa xa, rất sợ gặp phải ảnh hưởng đến, bọn họ hận không được đem mình chôn ngàn xích. Nhưng cho dù là ngàn xích, cũng sẽ bị chiến đấu dư âm nơi tung lật ra. Những người này lực lượng quá kinh khủng, căn bản không người có thể địch. Diệp Thần tức giận giống to, hắn toàn thân cao thấp đều bị liền nhiều chỗ tổn thương, dù sao lấy luân hồi khu đổ máu vận mệnh, hai người đều là cùng một đẳng cấp 6 đạo lực tính, không thể nào toàn bộ phòng ngự ở. Hai người tới sát ác liệt giai đoạn, lúc này bất kỳ thần thông, kỳ thuật, pháp bảo cũng chỉ là thủ đoạn phụ trợ, bọn họ muốn, chính là cái loại này đấm đấm đến thịt ác đấu. Huyền Cơ Nguyệt nhìn qua trôi giạt xuất thế, như tiên dáng trần vậy không nhiễm tiêm trần, nhưng trong thực tế vậy chiến ý sôi trào. Nàng kiếm thuật cao siêu, cường thịnh, trừ cái này ra, thể thuật vậy vô cùng là không kém. Đối với tâm cao khí ngạo nàng mà nói, nhất định phải dùng đối phương am hiểu thủ đoạn tới đánh bại đối phương, cứ như vậy mới có thể biểu hiện vận mệnh đứng đầu siêu nhiên chỗ. Nếu Diệp Thần không cần kiếm pháp, vậy nàng giống vậy không cần. Trở về nguyên thủy nhất đối chiến phương thức, hoặc là chung kết số mệnh tốt nhất thủ đoạn. Bành! Cái này hai người ra tay một cái, liền hiệp bọc nồng nặc thủy khí, phóng lên cao, thẳng vào nhân tâm, toàn bộ vũ trụ cũng theo chìm nổi không chừng. Mọi người đều là kinh ngạc không thôi, liền vòng ngoài đối chiến hai nhóm người cũng là liên tục quay đầu. Chàng vực bên trong cái này hai người, đúng là giết điên rồi, căn bản cũng chưa có cố kỵ cái khác, chỉ muốn một lòng thủ tiêu đối phương. Chỉ dùng thân xác đối chiến, người dám lập được thiên đạo lời thề sao? Huyền Cơ Nguyệt lạnh lùng nói. Có gì không dám? Diệp Thần thần sắc càng lạnh như băng. Hai người ý chí lộ vẻ hiện ra, thiên đạo cũng nhận được cảm ứng, nhất thời cuồng lôi nổ vang, bão gào thét, liền thiên địa này tầng mây, cũng trong thoáng qua biến sắc. Toàn bộ hư không cũng tan vỡ, hư không kẽ hở toàn bộ lan tràn, vô biên vô tận, giống như là có một nơi hoàn mỹ thế giới bể tan tành. Vận mệnh thánh thể cùng luân hồi thần thân thể, này loại giữa trời đất hàng đầu siêu nhiên thể chất, rốt cục thì ngang nhiên chạm mặt. Cách được hơi gần người cảm ứng được nguy hiểm hơi thở, lập tức lui về phía sau, sợ bị ảnh hưởng đến, mà hai phía đội ngũ vậy tạm thời buông tha đối công, lui tới xa xa. Huyền Cơ Nguyệt dẫn đầu phát động tấn công, nàng tay phải cầm ra một đạo pháp quyết, huy động tới giữa, thì có lôi quang lần đạt tới toàn thân. Này là một loại thể thuật tăng cường phương pháp. Có thể tăng cường thân xác cùng hư không liên lạc, làm vô số sấm sét hạt giống làm chấn động. Những cái kia sấm sét hạt giống, cuốn tới, ánh sáng xanh lam tách thả ra nhiếp tâm hồn người, thật là để cho người cảm thấy sợ hãi. Ngươi, định trước chết. Đối mặt hai sinh hai đời tình cựu địch thủ cũ, Huyền Cơ Nguyệt không có phân nửa khách khí, trực tiếp vận dụng Kiêm Gia kiếm phái nơi cung phụng lôi loại. Lôi loại là hư không chỗ sâu lôi chỉ bên trong nơi đản sanh ra. Có như mênh mông biển khơi vậy mênh mông lực lượng. Nếu như vận dụng lôi chồng, đối phương đem phải chịu đựng ngàn lần gấp vạn lần đả kích. Cho dù là ở giữa đất trời này nhất là cao cấp thần thánh thể chất, cũng không nhất định có thể chịu được lôi chồng nổ tung đánh vào. Diệp Thần ánh mắt ngay tức thì đông lại một cái,
hắn hiện tại rốt cuộc rõ ràng, Huyền Cơ Nguyệt vì sao phải kích thích hắn, lập được như vậy thiên đạo lời thề. Nguyên lai là đã sớm hạ tốt lắm bộ, chờ hắn chui vào bên trong. Nhưng lúc này chỉ có đánh một trận, tuyệt không có đường lui, vô luận là núi đao biển lửa, Diệp Thần cũng sẽ toàn lực ứng phó. Tới đi, vận mệnh chủ, để cho ta kiến thức một phen ngươi lực lượng chân chính. Tám bộ phù đồ khí, bách tà thể, thái thượng thiên ma thể, thánh thể huyền công. Diệp Thần vận dụng mạnh nhất luyện thể thuật, đem tám bộ phù đồ và rất nhiều thuật pháp mở đến mức tận cùng, thậm chí vậy phù đồ thần tháp vậy từ trên trời hạ xuống, tản ra chấm kim quang, cùng mình thân xác hòa làm một thể. Hắn tóc đen cuồng loạn múa, đôi mắt giống như sấm sét vậy không thể nhìn thẳng, tóe ra màu máu ánh sáng, nhảy vút mặc ngàn dặm, cả người thần bí vừa kinh khủng. Luân hồi là cùng thiên địa lẫn nhau liên lạc, lúc này, Diệp Thần kích hoạt thuộc về duy nhất luân hồi ý chí. Tại thiên đạo lời thề dưới sự giám thị, hai người không thể vận dụng thần thông bảo thuật, nhưng lại có thể dùng thân xác tới triệu hoán. Trong nhất niệm, vô tận quy tắc từ vậy hư không chỗ sâu hạ xuống, như thác vải vậy chút xuống ra, mây tía cùng huyết quang đan vào lẫn nhau, kịch liệt va chạm. Thân xác tu luyện thành thánh, có thể chạm đến đại lộ, uy thế muôn vàn, cái này cũng là tu luyện chí cao bí ẩn, thuộc về chế một loại phương pháp khác đặc biệt đạo pháp. Nhưng là ở đạo pháp tinh khiết trong trình độ, viên kia lôi loại tăng thêm một bậc. Ở Huyền Cơ Nguyệt trên mình tách thả ra ánh sáng rực rỡ, hiệp thiên địa oai, sắp trời xanh chi địa. Thần quang tràn ngập, cương phong cuồn cuộn. Như vậy bùng nổ thế có thể biến dạng hết thảy trước mặt ngăn trở. Cực hạn lực lượng căn bản không có sơ hở, đủ để càn quét vạn vật, thần lực siêu nhiên, đứng ở chỗ bất bại. Chết! Chỉ một chữ, liền để cho sơn hà hỗn loạn, nắng gắt hừng hực, vô tận cuồng bạo âm phun ra, cùng đại lộ tương liên, cùng càn khôn cộng hòa. Sất! Vạn vật có linh, lúc này lại cảm nhận được liền như vậy hỗn loạn. Cơ hồ tất cả mọi người đều bị viên này lôi loại nơi xua tan, nội tâm chỉ còn lại kiêng kỵ. Lôi loại là thiên địa mộ đạo nơi diễn hóa ra thần bí hạt giống, có thể nói cùng thiên tề cao. Thậm chí thực lực nhỏ người quỳ sụp xuống đất, sinh lòng màng bái, yếu một chút trực tiếp xỉu. Đây là đối đạo sợ hãi cùng với chìm nổi, là bất kỳ võ giả cũng không cách nào tránh khỏi. Chỉ có cường đại đến cảnh giới nhất định, mới có thể đè xuống phần này thần phục. Diệp Thần vậy cảm nhận được liền phần lực lượng này, cho dù luân hồi huyết mạch hết sức cháy, cũng không cách nào ngăn trở. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều phải nghênh khó khăn lên. Bất quá lúc này, hắn đầu óc bên trong, vang lên một giọng già nua. Thằng nhóc, lúc chiến đấu muốn mang điểm đầu óc, không thể một muội đi về trước sông lên, chẳng lẽ mất đi thần thông pháp bảo, người liền không biết chiến đấu liền sao? Lên tiếng người là Hoang Lão. Vị này trải qua vạn cổ bể dâu năm tháng ông già, luôn có thể ở lúc mấu chốt dành cho Diệp Thần một ít trợ giúp. Hắn mà nói, tựa hồ có thâm ý khác. Hoàng lão, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Ta cảm giác huyền hải áp chế ta, hơn nữa huyền hải có vô tận lực lượng gia trì Huyền Cơ Nguyệt. Nếu là ở ngoại giới đánh nhau, ta có lẽ có thể trong nháy mắt giết nàng. Diệp Thần lập tức mở miệng hỏi nói. Sự thật nhưng lại như là này, huyền hải chi địa. Lại là kiêm gia thánh nữ, huyền hải tất nhiên vô hạn gia trì Huyền Cơ Nguyệt, hơn nữa đồ chơi kia là thiên địa lực lượng có bầu dục ra lôi chồng, khí thế 10 phần khoáng đạt, đáng sợ cực kỳ, bằng vào tầm thường lực lượng không cách nào chiến thắng, nhất là các ngươi còn lập được thiên đạo lời thề, cho dù ngươi bây giờ muốn vận dụng thần thông, cũng không cách nào làm được. Hoàng lão mở miệng, giúp Diệp Thần phân tích nói. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn nhìn trước mặt vậy vô tận gầm thét lôi quang. Trong lòng có vô cùng tức giận, muốn vào giờ khắc này bùng nổ. Cho dù là chết, hắn cũng phải kéo lên Huyền Cơ Nguyệt cùng nhau. Làm thế nào, cổ lực lượng kia quá cường thịnh, sợ rằng khó mà chống lại. Cháu đêm rong vô cùng lo âu. Hiện tại vậy cảnh quay vực đã hoàn toàn phong tỏa. Luân hồi cùng vận mệnh, hai loại lực lượng mỗi một cái đều mạnh thịnh cực kỳ, căn bản không cách nào một vừa đột phá. Nhất là có thiên đạo gia trì. Càng không cách nào phá vòng vây đi vào. Chỉ có chờ, nếu như vác không tới. Già thiên ma đế lắc đầu một cái, sau này nói hắn vậy chưa nói, nhưng là hai người cũng hiểu. Vác không tới đó chính là một con đường chết. Dựa theo hôm nay khuynh hướng phát triển, vận mệnh cùng luân hồi, chỉ có thể tồn lưu một. Ở đó chàng vực chung quanh, có cắt không ngừng trật tự xích thần quấn quanh trên đó,
bao trùm ở sấm sét bề ngoài, cực hạn lực lượng, làm hư không vậy sinh ra chấn động, ầm ầm nổ tung. Thằng nhóc, hiện tại ngươi chỉ có hoàn toàn chèn ép mình, mới có thể thoát khỏi này cùng khốn cục. Luân hồi thần thân thể lực lượng còn chưa bị ngươi hoàn toàn mở rộng ra ngoài, vốn là phải chờ ngươi thực lực tấn thăng, nhưng hiện tại ngươi cần đột phá những ràng buộc. Hoàng lão thanh âm vậy lộ vẻ được có chút gấp rút, nếu như vác không đi qua, bằng vào Diệp thần thân thể hôm nay cường độ, là không có biện pháp tiếp vận mệnh lực lượng. Vậy lôi loại đã nở rộ một nửa, trong thoáng chốc khí thôn sơn hà, đánh rách càn khôn, dường như muốn đem điều này tinh không cổ lộ cho nổ. Huyền cơ nguyệt căn bản không giữ lại chút nào, ở đó lôi loại bên trong, còn ẩn chứa kiêm gia thần kiếm lực lượng. Nàng lần này sở dĩ như vậy có nắm chắc, cũng là cùng tự thân hấp thu kiêm gia thần kiếm lực lượng có liên quan. Thân là kiêm gia kiếm phái chỉ định thánh nữ, tương lai nhất định phải thừa kế đạo thống. Mà hiện tại, nàng đã có vô thượng lực lượng, hướng Diệp thần đánh giết đi, không giữ lại chút nào, đem hết toàn lực. Bành! Bành! Sơn hà sụp đổ, tinh mưa vỡ vụn. Kinh thiên động địa nhất kích, vào thời khắc này hoảng sợ tách thả ra. Diệp thần trong lòng kinh ngạc không thôi, nội tâm chấn động, nhanh chóng ngưng kết ra luân hồi huyết mạch tinh thuần khí, hóa thành một mặt tấm thuẫn chặn một kích này. Oanh! Cái này một cổ chấn động lực lượng, oanh được hắn liên tiếp lui về phía sau, hoành bay ra ngoài. Mà giờ khắc này Huyền Cơ Nguyệt, chính là giống như từ tiên giới đi ra quá vũ chân tiên, lấy cao cao tại thượng tư thái hạ xuống, hoàn toàn đem hắn áp chế. Như vậy lực lượng đích thực quá đáng sợ, chỉ một lát sau gian hôi quyền ra, chỉ có thể bị động ngăn cản, mỗi tiếp một đạo lôi chồng nháy mắt đánh, trên người hắn cũng sẽ xuất hiện một đạo liệt ngân. Cho dù lấy cái này thân máu thịt cường hãn, vậy dần dần biến hình, máu tươi tung tóe, dày đặc xương trắng cũng lộ ra ngoài. Vòng ngoài xem cuộc chiến cháu đêm rong tim cũng nắm chặt, nàng hận không được hiện tại lập tức xông vào. Già thiên ma đế cũng là thần sắc tức giận, quả đấm nặn được lạc lạc vang. Nhưng là hiện tại bọn họ hai người, không cách nào tiến vào, chỉ có thể đợi ở bên ngoài. Người còn lại vậy xuyên thấu qua chân trời lôi mạc khe hở, gặp được bên trong tình huống chiến đấu. Thánh nữ vẫn là thánh nữ, một khi bùng nổ toàn lực, cõi đời này tiên có người có thể địch. Bất quá đối phương thực lực vậy đủ làm người ta sợ hãi than. Chàng này cao cấp đại chiến, hoàn toàn có thể tái nhập sử sách. Huyền cơ nguyệt giống như bá đạo hoàng giả, nữ đế lên ngôi, uy vũ nghiêm nghị, lôi loại phụ ở nàng trên mình, hiện tại chính là nàng tự mình ra tay. Một trưởng một quyền, thanh tú chậm chạp, nhưng lại có đại khai đại hợp khí thế, không lòe loẹt lộ số, trực tiếp phong sát xuống. Khí thế khoáng đạt, trực tiếp đè xuống xuống. Diệp thần cưỡng bách mình tỉnh táo lại, hắn một mực đang suy tư, rốt cuộc muốn đột phá dạng gì trạm kiểm soát, tài có thể đánh thông tầng này những ràng buộc. Diệp thần lâm vào loại nào đó nghi hoặc trong đó. Đến chỗ này trước, hắn cũng chưa bao giờ đi nghiêm túc suy tính qua, mình còn muốn đột phá như thế nào luân hồi những ràng buộc. Chẳng lẽ nói, chỉ có lại luân hồi một lần, mới có thể có cơ hội đi hiểu hết thảy các thứ này. Ngắn ngủi ngay tức thì, Diệp thần trong ý nghĩ, thoáng qua rất nhiều ý niệm, nhưng là vừa bị chính hắn cho một bác bỏ. Có lẽ đây cũng là trước khi chết một khắc. Luôn là sẽ có thiên hình vạn trạng ý tưởng trào hiện ra. Trầm xuống tim tới, suy nghĩ kỹ một chút người muốn cái gì. Hoàng lão một câu nhắc nhở, ngược lại để cho Diệp thần có ngộ hiểu. Hắn mong muốn rốt cuộc là cái gì? Phải làm vậy là cái gì? Chính là đánh bại vận mệnh. Đây là số mệnh, cũng là một loại tín niệm, chưa hoàn thành mục tiêu trước, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hiện tại kẻ địch gần trong gang tấc, nhưng không cách nào chiến thắng, loại cảm giác này, tại ai mà nói đều hết sức khó chịu. Hắn muốn thắng sao? Đương nhiên muốn, thậm chí muốn thắng được hoàn toàn. Đến nơi này một khắc, Diệp thần tim ngược lại bình tĩnh xuống, đổi được không hề bận tâm. Thật giống như có một giọt nước, tiến vào mặt hồ bình tĩnh, nổi lên tầng tầng rung động, những cái kia sóng gợn, thần bí lại cổ xưa, lực lượng cấm kỵ thai nghén mà thành. Cái này, liền Diệp thần mình cũng có chút kinh ngạc, bởi vì có từng tia lực lượng vô danh, giống như là dây leo, ở mình ý ngay trong óc sinh trưởng, thậm chí càng dài càng cao, hình thành một cổ lực lượng, đến gần hồng mông, nhưng lại cùng hỗn độn tương liên tiếp. Diệp thần hết sức kinh ngạc, thêm ngạc nhiên. Nghênh đón hắn, cảm nhận được liền một cổ thần bí lại lực lượng quen thuộc, nhất thời linh hồn làm run lên.
vậy một cổ lực lượng, lại là không không hơi thở. Từ luân hồi huyết mạch trong đó ra đời ra, cùng mình thần hồn, ý thức dung hợp với nhau. Diệp Thần có chút kinh ngạc, nhưng lại ngay tức thì giác ngộ. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được không không hơi thở, ở trong cơ thể hắn mở ra một đạo lại một cánh cửa, có bổn nguyên nhất lực lượng từ trong thả ra, lưu tới toàn thân các nơi. Hiện tại hắn có thể xác định, Hoàng lão nói những ràng buộc, chính là đem không không có sức tính dung nhập vào tới luân hồi trong đó. Đột nhiên phát hiện có thể nói là trước đó chưa từng có. Không không đại biểu một loại cực hạn lực lượng, như mặt nước phẳng lặng một kiếm, chỉ có số rất ít người có thể cùng không không lúc nào không sinh ra hô ứng, mượn trong đó lực lượng, tới càn quét thế gian hết thảy. Cũng có người từng suy tính qua không không cùng thiên đạo, hoặc là nói, cùng chư thiên vạn giới căn nguyên, rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Mà không không lại là từ tại sao, như thế nào ra đời. Cái này một loạt vấn đề, trước kia khốn khổ chúng sanh. Cho dù là tu luyện tới đỉnh thế giới, cũng không cách nào giải khai trong đó bí ẩn. Hiện tại Diệp Thần thật giống như bắt được chút gì, nhưng là vừa không cách nào lý thành hoàn chỉnh đầu mối. Vô luận như thế nào, trước giải quyết nguy cơ trước mắt khốn cảnh nói sau. Diệp Thần đem vậy một món không không hơi thở kéo vào bên trong cơ thể. Cùng huyết mạch của mình lẫn nhau nối liền, điên cuồng phun trào, hình thành một hồi cáu kỉnh huyết mạch lực. Hết thảy tất cả, cũng phát sinh ở ngắn ngủi hai tức tới giữa. Sấm sét buông xuống, hắc ám hạ xuống, mảng lớn mây đen chất chứa xuống, thật là phải đem thiên địa nuốt mất, tất cả hết thảy hóa thành hư không. Không không hơi thở, từ hỗn độn thời không qua lại tới, áp chế cái này thế gian hết thảy tà ma vật, tinh khiết không tì vết, cơ hồ đạt tới cái này thế gian đỉnh cấp. Đây đã là vô địch, càn quét thế giới hết thảy tồn tại, không có thứ gì so hắn lợi hại hơn. Diệp Thần cảm thụ cái này không không hơi thở, ở trong người phun trào, cùng huyết mạch của mình nhập làm một thể, sinh ra một loại vô cùng là cảm giác kỳ diệu. Tựa hồ là có từng luồng mạnh mẽ sức sống, ở mình trong cơ thể sôi trào không ngừng, cơ hồ phải đem mảnh thiên địa này chìm ngập. Bàng bạc kinh thiên, không che giấu. Diệp Thần đây là lần đầu tiên cùng không không lực lượng trực tiếp kết hợp, ở chỗ này trước, hắn đều là thông qua thiên kiếm cái này một môi giới, thi triển ra không không lực, vung ra chỉ nước một kiếm. Bất quá lúc này không giống ngày xưa, hắn mượn do cái này một món không không hơi thở, thả ra nội tâm sâu nhất tiềm năng. Không có bất kỳ lòe loẹt chiêu thức, cũng không có cái gọi là trình độ cao nhất chi đạo. Làm không không tới nhất định đỉnh cấp sau đó, chính là cái này thế gian trình độ cao nhất võ đạo. Đương kim đại lộ vô cùng giản. Diệp Thần nhắm lại hai tròng mắt, yên lặng chỉ chốc lát sau, đột nhiên mở ra, một bó ánh sáng mạnh cơ hồ phải đem thiên địa này rung sụp. Tất cả mọi người lấy là Diệp Thần có phiền toái lớn, nhất định phải ở huyền cơ nguyệt thế công dưới tan thành mây khói, cái này huyền hải giữa trời đất, có ai có thể khảng trụ mãnh liệt như vậy đại lộ lực lượng. Nhưng vào lúc này, chùm ánh sáng phóng lên cao, cơ hồ phải đem mảnh tinh không này mái vòm cho lật. Cổ lực lượng này, lại có thể cùng huyền cơ nguyệt vận mệnh thánh đạo chống đỡ được. Thật là liền làm người ta khó tin, và bọn họ dự phán tình huống hoàn toàn khác nhau. Huyền cơ nguyệt vậy cảm nhận được liền Diệp Thần tóe ra hỗn độn khí, nhất thời thần sắc làm biến đổi. Hắn nơi ngưng tụ ra vô địch huyết khí, rất có ngang ngược oai hùng, lúc này gần như cứng ngắc, rồi sau đó đổi được suy kiệt không chịu nổi. Cái hạt giống này, so với trước khi tới, càng kinh khủng hơn. Trong đó có đạo uẩn lưu chuyển, hơn nữa đổi được tàn tạ cực kỳ. Vô tận tiếng vang vào thời khắc này truyền ra, cho dù là đạo nghĩa quy luật áp chế ra, cũng không cách nào đem cái này tia khí tức che phủ. Mà ở nơi này kịch liệt va chạm trong đó, Diệp Thần chính là hóa là một cây sắc bén nhọn gai, lấy không cách nào tưởng tượng tư thái, đem toàn bộ khí cầu đâm phá. Huyền cơ nguyệt thần sắc do ổn định đổi được kinh ngạc, rồi đến khiếp sợ. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần trong một cái chớp mắt này bùng nổ thực lực lại có thể mạnh mẽ đến như vậy bước, cơ hồ có thể đạt tới trời long đất lở. Mà đây hư không tựa hồ nứt ra một cánh cửa hộ, tản mát ra lảo đảo lắc lư trong suốt ánh sáng, cơ hồ chính là ở trong nháy mắt, nhảy lên tới trình độ cao nhất, đạt tới cao nhất đỉnh. Diệp Thần cơ hồ là không giữ lại chút nào, vận dụng lực lượng lớn mạnh như vậy, đem tất cả không không khí thế tập trung vào một chút, nhanh chóng văng tung tóe, dùng để ngăn trở một kích này. Hắn không để ý hậu quả, coi như mình sẽ phế, coi như mình sẽ chết,
hắn vậy không có câu oán hận nào. Bành! Cơ hồ chính là ở trong một cái chớp mắt này, Diệp Thần quả đấm phân biệt toàn bộ tinh không, cổ lộ tựa như mở ra một cái đi thông viễn cổ cửa. Ở con đường này trên, có vô số xương khô ngã xuống đất không dậy nổi, hóa là lịch sử bụi bặm, phải đem tất cả dấu vết toàn bộ phai mờ. Hắn đi con đường này, vô cùng khó khăn, vạn cổ tới nay, cũng không có người thành công qua. Từ xưa đến nay, lại có người nào dám lấy mình thân xác thử nguy hiểm, chịu đựng không không lực lượng. Vậy cơ hồ là không thể nào. Nhưng hiện tại lại có người làm được, vậy một cổ lực lượng, thật sự là quá mức khủng bố đáng sợ, trên đời không người có thể ngăn cản. Vô tận kiếm quang tan vỡ sau đó, Huyền Cơ Nguyệt vậy cảm nhận được liền nồng nặc uy hiếp, nhanh chóng lui về phía sau, liền hình tượng cũng không để ý. Hàm chứa luân hồi đại đạo một quyền, cùng cái này mây tía lôi quang, mãnh liệt va chạm, không không khí thế, không thể địch nổi. Một hớp này vực sâu, bung ra vô cùng lực lượng, phải đem thế gian hết thảy nuốt mất. Nặng như Thái Sơn áp đỉnh, hình như trời long đất lở. Cái này mấy quyền, cơ hồ muốn đè được người nghẹt thở, không thở nổi. Làm lôi quang tiêu tán sau đó, cái này cảnh quay vực chỉ còn lại có luân hồi thánh quang, cuồn cuộn không ngừng, quang vũ mưa như chút nước, đáng sợ dị tượng nổi lên. T. Phảng phất là có một đầu thân xác thành thánh hồng hoang cổ thú, ngẩng đầu lên, trời long đất lở, quỷ khóc thần gào, cát bay đá chạy, hình thành một phiến chư thiên thần chi rơi xuống khủng bố cảnh tượng. Cho dù là tại giữa trời đất thai nghén ra thần bí lôi chồng, vậy kịch liệt rung động, mờ mịt điện quang, lóe lên không ngừng, căn bản để cho người không ngăn cản được. Huyền Cơ Nguyệt thậm chí miệng phun máu tươi, thần sắc hoảng sợ. Khó địch đối phương vô địch thế. Diệp Thần động tác không hề mau, giống như là ở chậm rãi mà đi, tại trong hư không, từng bước một đi về phía trước, giống như dò xét chư thiên thiên địa, mỗi một cái động tác cũng cực kỳ kinh khủng. Cái này tích chứa trong đó trước cảnh giới hay, tầm thường lực lượng, nơi nào có thể đạt tới. Loảng xoảng, gió lớn gào thét, loạn thế toàn diệt. Luân hồi chi chủ tư thế vô địch, giờ phút này hiện ra được tinh tế, người như chiến thần, ánh mắt tựa như điện, phải đem cái này chư thiên ôm nhập trong đó. Rồi sau đó bộ bộ sinh liên, giơ tay lên sinh hoa, Diệp Thần thần sắc vô cùng lãnh đạm, cánh tay giãn ra ra, cơ hồ che phủ vạn dặm hư không. Cực đạo lực lượng bung ra, không cách nào tương đương. Vô tận sáng mờ, giống như mưa xối xả trút xuống, bờ biển vỡ đê, bạo thiểm lôi minh, đem cái này mảnh không gian hoàn toàn chìm ngập. Này vậy lực lượng thật sự là quá đáng sợ, cho dù là vận mệnh ngăn trở, cũng không cách nào ngăn lại luân hồi cùng không không kết hợp. Trong phút chốc, Diệp Thần thần uy cái thế, cuồn cuộn đồ sộ. Nhìn lại Huyền Cơ Nguyệt, thì lộ vẻ được có chút chật vật. Hắn bị vậy cổ không không lực lượng đánh văng ra, ho ra tốt mấy ngụm máu tươi bước chân lảo đảo, sợi tóc bù xù, liền không nhiễm một hạt bụi bạch bào, giờ phút này cũng thay đổi được ô nhiễm vết thật mệt mỏi. Huyền Cơ Nguyệt thân là vận mệnh chủ, cùng với Kiêm Gia kiếm phái thánh nữ, hơn năm qua thân cư địa vị cao, đụng phải chính là đám người tim phùng nguyệt bàn đãi ngộ, lúc nào xem như vậy chán nản qua. Nàng thậm chí có như vậy một loại cảm giác, nếu như Diệp Thần đem không không hơi thở hoàn toàn phóng thích, bây giờ nàng tuyệt đối sẽ tan thành mây khói, tiêu tán thế giới. Bất quá Diệp Thần có lẽ sẽ trở thành một cái phế nhân. Cái này một chàng luân hồi cùng vận mạng số mệnh tỉ thí, nàng là nhất định phải bắt lại, sao có thể để cho những yếu tố khác tới làm nhiễu. Nhất niệm đến đây, Huyền Cơ Nguyệt không do dự nữa, mà là lấy ra tự thân đè để dương bản lãnh. Luân hồi chi chủ, xem ra vẫn là ta xem thường ngươi, bất quá ngươi như thế nào đi nữa bùng nổ thiên phú. Đều ở đây ta dự trù bên trong. Ngày hôm nay, liền đem chuyện cũ toàn bộ kết. Huyền Cơ Nguyệt cả người tản mát ra vô cùng thánh khiết ánh sáng, nàng đầu đầy tóc đen, cũng bị vậy tơ ánh trăng nhuộm thành màu bạc. Cái này biến đổi cố ngược lại để cho đám người có chút giật mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Xem ra Huyền Cơ Nguyệt cũng phải cần gắng sức đánh cuộc một lần, không thành công thì thành nhân, vận mệnh cùng luân hồi tới giữa. Cho tới bây giờ không có cùng rõ ràng nói một chút. Huyền Cơ Nguyệt cả người màu bạc trắng chói lọi sôi trào, không tiếc mãnh liệt cháy. Đợi mở mắt lúc đó, sừng dưng không sóng con ngươi, đổi được một phiến đỏ thẫm. Hôm nay thuận tiện lấy luân hồi tế sơn hà, trải ta vận mạng thông thiên đường. Huyền Cơ Nguyệt bóp nát trong tay nào đó kiểu đồ, nhất thời như nồng nặc khói đen cuồn cuộn ra, vậy một chút thần bí khí cơ, đem bao vây,
hơn nữa làm trên người nàng thiên đạo trói buộc dần dần làm tan rã. Thấy một màn này, người phía dưới con ngươi là chấn động. Huyền Cơ Nguyệt lại có thể tự động giải trừ thiên đạo lời thề trói buộc. Vậy nàng tiếp theo liền có thể sử dụng thần thông, bảo thuật. Đối với Diệp Thần mà nói, đây chính là một người vô cùng là tin tức bất lợi. Hư không đối diện, Diệp Thần vậy nhất thời kinh ngạc không thôi. Hắn tránh sử ở cường thịnh lúc đó, thân xác thành thánh, cơ hồ không thể địch nổi. Nhưng là Huyền Cơ Nguyệt lại có thể đột phá thiên đạo hạn chế, đối hắn mà nói, không khác nào đòn cảnh tỉnh, tai họa ngập đầu. Thân xác mặc dù mạnh mẽ, nhưng cuối cùng không cách nào cùng thần thánh pháp bảo, thần thông sánh bằng. Hắn hiện tại vẫn thuộc về cái này cảnh quay vực trong đó, bị lập tức thiên đạo quy tắc trói buộc, không cách nào vận dụng thần thông. Mà Diệp Thần cùng với cái khác thân ở bên ngoài sân người, cũng cảm nhận được liền vô cùng khí thế cường đại, mở thiên nhãn người, có thể trong mơ hồ liếc về gặp Huyền Cơ Nguyệt trên đỉnh đầu, có một cái thần thánh kiếm quang, đang từ từ tiêu tán. Diệp Thần cảm thụ ùn ùn kéo đến hơi thở, con người như lưỡi đao vậy sắc bén, vẫn nhìn chằm chằm vào Huyền Cơ Nguyệt. Thì ra là như vậy, hắn rõ ràng. Huyền Cơ Nguyệt lại là tiêu diệt trong cơ thể kiếm đạo căn nguyên, lấy này làm giá, tránh thoát thiên đạo trói buộc. Cái này một món kiếm đạo là Kiêm gia kiếm phái quà tặng, cũng là nàng sau này tiếp nhận Kiêm gia truyền thừa căn bản. Hiện tại Huyền Cơ Nguyệt đem đánh vỡ, thì đồng nghĩa với hắn sau này, không cách nào đón thêm qua Kiêm gia kiếm phái truyền thừa. Tầng thứ nhất thân phận chóc ra sau đó, liền chỉ còn lại có tầng thứ hai. Nhưng Huyền Cơ Nguyệt dẫu sao là vận mệnh chủ, cho dù mất đi Kiêm gia thánh nữ thân phận, cũng sẽ không tổn thương đạt tới căn bản. Nhìn lại Diệp Thần, chính là hoàn toàn lâm vào hoàn cảnh xấu. Huyền Cơ Nguyệt một quyền đập tới xé mọi thứ cương phong, hắn trên cao nhìn xuống, uy lực thập phần cường đại, không thể so sánh, thẳng nhắm ngay Diệp Thần. Mà Diệp Thần lúc này bị phong tỏa ở nơi này cảnh quay vực bên trong, không cách nào thoát đi, chỉ có thể ứng tiếp. Huyền Cơ Nguyệt vận dụng vận mạng cao nhất kiếm quang, như rực rỡ ngân hà, vung rơi xuống, chém lần trời trăng sao. Diệp Thần cho dù lấy luân hồi huyết mạch làm thuẫn, hoành tại trước ngực, cũng không cách nào ngăn lại một kích này, mãnh liệt sóng chấn động đem hắn đánh bay, liền trước ngực xương sườn kinh mạch cũng gãy lìa hơn cây. Người bên ngoài thấy một màn này, cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, thần sắc tái mét. Huyền Cơ Nguyệt khôi phục thực lực chân thật sau đó, bóp chết Diệp Thần, giống như tiêu diệt một con kiến hôi đơn giản như vậy. Một chiêu này mặc dù quá mức tiểu nhân, nhưng lại có thể trực tiếp quyết định chiến cuộc. Võ đạo thế giới, hèn hạ thì như thế nào? Cháu đêm rong thấy vậy, sắc mặt trắng bệch như tuyết, phát cáu cả người run rẩy, nàng tim như bị đao cắt, lại không có bất kỳ biện pháp. Già thiên ma đế chính là có chút hối hận, tại sao mình muốn dùng hết triệu hoán ma tổ vô thiên cơ hội? Nếu như có thể trễ giờ triệu hoán, có lẽ có thể đánh nát cái này cảnh quay vực, vãn hồi Diệp Thần tánh mạng. Nhưng hiện tại tựa hồ nói gì đã trễ rồi. Diệp Thần thân ở trong đó, khổ không thể tả, nhưng dù vậy, hắn cũng không có lựa chọn đầu hàng, tóc đen loạn vũ thấp giọng gầm thét, không trọn vẹn huyết quang hiện lên ở hắn bề mặt che không hết kinh khủng vết thương. Những vết thương kia đang ăn mòn hắn thân xác, từng điểm làm hao mòn hắn lực lượng, trừ ra phải đối phó Huyền Cơ Nguyệt ra, Diệp Thần còn được phân ra một phần chia tâm thần, ngăn cản những thứ này mục nát lực lượng tiến vào người, ăn mòn luân hồi huyết mạch. Đê dài ngàn dặm, tan rã tại ổ kiến, hắn tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Bành! Diệp Thần kết quả, tựa như liền định trước bị vận mạng lực lượng oanh bay nửa bên, thân thể cũng đổi được rách dưới. Như nếu không phải một đoàn máu màu đỏ quang nháy mắt tức thì nổi lên, đem bọc, sợ rằng Diệp Thần ở nơi này một trưởng dưới, tan thành mây khói, lúc này chết đi. Nhưng coi như là Huyền Cơ Nguyệt đạo tràng, thiên đạo cũng đứng ở Huyền Cơ Nguyệt bên này, thì như thế nào? Tất cả mọi người đều rung động, hơn nữa đã trước thời hạn biết kết quả. Luân hồi cùng vận mệnh tới giữa chống lại, lấy vận mệnh thắng được mà kết thúc. Dù vậy, bọn họ vậy thấy được Diệp Thần mạnh mẽ. Viết thuộc về chính hắn thần thoại, cũng sẽ bị đời sau nơi ghi lại. Huyền Cơ Nguyệt trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Thần, như vậy khinh miệt hình dáng, tựa như đã nắm chắc phần thắng. Luân hồi chi chủ, người cuối cùng muốn bại với ta tay, trước khi chết nói một cái ước nguyện đi, ta tâm tình tốt thời điểm, có thể giúp ngươi thực hiện. Huyền Cơ Nguyệt lời này, là từ bi, là thương hại, lại là châm chọc. Tay nàng cầm vận mệnh thiên đạo,
lúc này lại là phảng phất có một cái mới thiên kiếm giữ trong tay. Đó có thể là vận mệnh thiên kiếm, chấp trưởng chư thiên vạn giới vận mệnh tuần hoàn, miễn cưỡng không ngừng, thời gian đảo mắt, liền có thể nuốt mất mọi thứ kết giới. Diệp Thần cắn răng, cũng không trả lời. Cho dù là chết, hắn cũng không khả năng lúc này khuất phục. Tái chiến. Diệp Thần thiêu đốt cuối cùng một phần luân hồi lực lượng, giống như một vòng mặt trời mới mọc, từ từ dâng lên, nhiệt độ nóng bỏng, phải đem mảnh thiên địa này cháy hầu như không còn, không có để lại nửa điểm dấu vết. Tất cả mọi người đều kinh ngạc vô cùng, Diệp Thần cho dù bị như vậy trọng thương, còn có thể bộc phát ra cường đại luân hồi lực lượng, như vậy có thể gặp, hắn thiên phú là biết bao xuất chúng. Phía dưới có người thấy kịch liệt như vậy chiến đấu, vô cùng kích động, lại vẫy tay khen hay. Không bởi vì cái khác, liền bởi vì Huyền Cơ Nguyệt dung nhan tinh xảo, khuynh quốc khuynh thành, quả thực là trong mắt bọn họ vô địch tiên tử. Trong chốc lát, nguyên phiến hư không ảm đạm thất sắc, mưa gió hỗn loạn. Diệp Thần đã tiêu hao hết cuối cùng một phần khí lực, hoàn toàn rơi vào bị động, hắn có thể cảm thụ được, kiếm khí mũi nhọn chỗ nào cũng nhúng tay vào, chui vào trong cơ thể hắn, tựa hồ phải đem hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ khuấy nát vụn. Hư không một tiếng vang dội, cổ xưa hư không nổ tung, cát đá tung tóe, cũng đem Diệp Thần chìm ngập. Huyền Cơ Nguyệt nhìn qua một chút cũng không nóng nảy, yên tĩnh đứng sững ở giữa không trung bên trong, mắt lạnh bên cạnh xem sự thái phát triển. Lần này, nhìn như là bình tĩnh dừng tay, nhưng thực thì, trong tay của nàng đã ngưng tụ ra hàn xương nhọn gai. Trước mắt hư không tan vỡ, hơi thở tiết lộ ra, để cho nàng không cách nào xác định Diệp Thần cụ thể chỗ. Vì vậy nàng ở chờ. Đến khi tinh thần mảnh vỡ tiêu tán thời điểm, liền sẽ lấy này vận mệnh truy, cầm Diệp Thần hoàn toàn đưa vào luân hồi. Đây là nàng sau cùng nhân từ. Kém không nhiều là sau ba hơi thở, cái này phiến mảnh vụn nước lũ liền đem đi qua, mà Diệp Thần cũng chỉ lại không che giấu vật. Tinh không sụp đổ, trùng tiêu u quang lăng không bốc lên, truyền ra từng cơn vỡ vụn tiếng, kèm có vô cùng vang lớn. Mà vào giờ phút này, Diệp Thần lâm vào vô tận trong bóng tối. Thằng nhóc, ngươi sẽ không liền muốn buông tha chứ? Đừng quên ngươi là luân hồi chi chủ, còn có rất nhiều sứ mạng chờ ngươi đi hoàn thành. Cũng không thể nửa đường hủy bỏ. Hoàng lão nhắc nhở thanh âm, ở Diệp Thần trong ý nghĩ vang lên. Diệp Thần lúc này đã rút ra không ra nhiều ít khí lực, vậy một chút không không lực lượng, đã là hắn có thể tiếp nhận cực hạn. Thằng nhóc thúi, ta nơi này còn có một vật, có lẽ có thể giúp ngươi đánh vỡ thân thể cấm chế. Nhưng là chỉ có thể sử dụng một lần. Bất quá nếu như muốn sử dụng vật này, liền cần ngươi lần nữa giấy lên luân hồi huyết mạch, giáng lên à, không thể lúc này trầm luân, nếu không ngươi sẽ bị vận mạng lực lượng hoàn toàn phai mờ. Hoàng lão khích lệ Diệp Thần, lần nữa đứng lên. Diệp Thần trong mắt nhẹ khẽ run run, hắn đúng là không có phân nửa khí lực, giống như người không có chi giác như vậy, chỉ có thể nghe được ngoại giới và bên trong biển thanh âm. Nhưng không cách nào đối với lần này làm ra động tác lên phản ứng. Vô luận hoàng lão như thế nào kêu gọi, đều không cách nào sinh ra hiệu quả. Hắn thử nghiệm dùng tất cả loại phương pháp, muốn đem Diệp Thần lần nữa đánh thức. Thằng nhóc, suy nghĩ nhiều muốn chuyện tốt đẹp tình, suy nghĩ một chút ngươi những cái kia hồng nhan chi kỷ, nếu không phải kịp thời tỉnh lại, chỉ sợ cũng bị người khác cho cuỗm đi. Hoàng lão lúc này cũng gấp, nếu như không cách nào nữa thức tỉnh Diệp Thần. Sợ rằng hắn cũng sẽ bị Huyền Cơ Nguyệt công kích chiếm đoạt, đến lúc đó, hết thảy thì xong rồi. Cái này vừa hô, tựa hồ nổi lên hiệu quả, Diệp Thần ngón tay khẽ run lên. Hoàng lão thấy vậy hữu hiệu, nhất thời vui mừng, ngược đường mà đi, giống như là toái toái niệm như vậy nói nhanh. Đúng như dự đoán, Diệp Thần hai tròng mắt bắt đầu kịch liệt vùng vẫy, từ từ mở ra vậy trầm thấp tiêu tán sức sống, dần dần khôi phục ý thức. Thấy một màn này, Hoàng lão cảm thấy vui vẻ yên tâm, vì vậy từ hắn ở luân hồi mộ địa bên trong, lấy ra vậy kiểu đồ. Thằng nhóc thúi, ngươi có thể được dùng tốt lắm. Vật này tên là thiên địa luân bàn, cho dù ở đó thời đại viễn cổ, cũng là xé ra không gian vô địch tồn tại. Thời điểm đó Tây Thiên chiến thần, chính là mượn vật này, đánh bại địch thủ cũng không chết minh đế. Diệp Thần khí hải bên trong có như nhau vật thể chạy như bay đến, bị một đạo sâu kín chớp sáng bao quanh. Không có hoàn toàn hiển hóa, chỉ lộ ra nhọn một góc. Tuy nói chỉ là một góc, nhưng cũng đủ lóng lánh, từ trong có thể dòm ngó gặp mọi thứ sơn hà, lưu chuyển chập chờn. Cái này cầm lực lượng cầm đi ra ngoài, có thể tùy tiện đạp bể núi cao, đá văng ra đổ sộ lĩnh,
bốc hơi con sông, có thể nói vô cùng khủng bố. Nhớ, cái này một kiểu đồ, là do thánh địa lão tử Thanh Ngưu Sừng nơi làm thành. Có thể biến dạng càn khôn, phá vỡ hư không, còn có lời đồn đãi nói, cái này Thanh Ngưu Sừng là thế gian cường đại nhất công thành vật. Diệp Thần khôi phục năng lực hành động, ở tim hắn bên trong, có cuối cùng một chút luân hồi huyết mạch đang chậm rãi dòng nước chảy. Về phần ngũ tạng lục phủ, kinh mạch bách hài, đã hoàn toàn khô kiệt, cả người hình như cảo khô, gầy đến cởi tướng. Hắn có thể cảm thụ được vậy Thanh Ngưu Sừng, vô cùng là sắc bén, ẩn chứa vô cùng lực lượng vô tận. Mặc dù hiện tại vẫn còn mới bắt đầu trạng thái, nhưng là vô hình tràng vực đã khoét tán ra. Loại khí thức này, cái thế vô địch, có một không hai toàn bộ hư không. Không ít người đang chờ xem kịch vui, đối với những thứ này xâm nhập huyền hải người ngoại giới, bọn họ cũng không có nhiều ít hảo cảm. Kiêm gia thánh nữ lại như thế nào bá đạo cường thế, nàng cũng là huyền hải người, chỉ ít làm chuyện gì, sẽ lấy huyền hải lợi ích làm chuẩn. Không qua bọn họ thật vẫn là suy nghĩ nhiều, đối với Huyền Cơ Nguyệt mà nói, chỉ cần có thể tiêu diệt Diệp Thần, cho dù kéo lên toàn bộ huyền hải chôn theo, nàng đều ở đây không tiếc. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ba hơi thở thời gian chớp mắt liền qua, làm tàn phá tinh không hợi cốc tản ra lúc đó, Huyền Cơ Nguyệt không chút do dự ném ra thanh kiếm kia. Đại lộ chí giản, chất phác không màu mè, tất cả sát chiêu cũng ngưng ở mũi kiếm một chút. Vận mạng lực lượng hết sức tách thả ra, vào giờ khắc này chiếu sáng chín tầng trời, xuyên qua vạn cổ ngân hà, thẳng tới thương khung chỗ sâu. Người ở tại tràng đã sớm lãnh hội qua vận mạng lực lượng, đây chính là nghịch thiên tồn tại. Vô luận là thả trong quá khứ vẫn là tương lai, vận mạng lực lượng đều đủ để đứng vào trước năm. Kiếm quang rơi xuống, ngân hà sáng chói, vô cùng sát chiêu chợt vang lên. Nhưng liền vào giờ khắc này, Diệp Thần đạp một đạo thần quang. Lệch mở ra, đứng ở xa xa, vừa vặn tránh ra đạo này thần kiếm thuật. Trong nháy mắt biến hóa tới được quá nhanh, thậm chí liền Huyền Cơ Nguyệt vung ra kiếm quang sau đó, mới phản ứng được. Những người khác lại là trước mắt hoảng sợ, nhìn chằm chằm Diệp Thần bóng người, đầy mặt không tưởng tượng nổi. Già Thiên Ma Đế cùng cháu đêm rong trợn to mắt, sau đó chính là thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thần không có sao vậy thì quá tốt, chỉ ít bây giờ còn có lật bàn cơ hội. Hơn nữa Già Thiên Ma Đế mơ hồ cảm thấy Diệp Thần trên mình nhiều một loại khác thường lực lượng, không thuộc về cái này chư thiên vạn giới. Đây là tới từ thái thượng thế giới lực lượng. Vẫn là nói, những địa phương khác. Xem ra mạng ngươi còn cứng cỏi lắm. Huyền Cơ Nguyệt mặt không cảm giác, lạnh lùng nói. Cho dù nàng giờ phút này chiếm hết thượng phong, trong lòng cũng không khỏi được có chút nổi nóng. Hai lần ba lần ra tay, mỗi hồi bẩm để cho Diệp Thần may mắn chạy khỏi. Nơi này chính là nàng đạo tràng, nàng vì trận chiến này, cơ hồ hiến tế hết thảy, thậm chí sau đó một đoạn thời gian cũng rất khó lại đột phá. Đây cũng là giá phải trả. Làm đầy trời bụi mù tản đi lúc đó, Diệp Thần đứng ở tinh không trong đó, hắn thân xác đã khôi phục như lúc ban đầu, cả thân bắp thịt ngọa nguậy, dường như muốn phá thể ra. Luân hồi thần thân thể vốn là vô cùng mạnh mẽ, lực lớn vô cùng, thậm chí từ loại nào đó trình độ mà nói. Thắng được tu luyện linh khí võ giả, hôm nay sẽ cùng Thanh Ngưu Sừng dung hợp, nắm giữ cái thế bảo vật, ngắn ngủi khí thế làm như lăng thiên mây gào thét, ngang dọc tứ hải. Huyền Cơ Nguyệt vậy phát giác Diệp Thần trên mình vậy đạo mạnh mẽ hơi thở, không khỏi được nhíu mày. Đối với người luyện thể mà nói, huyết mạch đột phá là khó khăn nhất. Muốn từ trong lột xác, niết bàn sống lại, đem toàn thể thân thể sửa đổi, đối với thể tu mà nói khó lại càng khó hơn. Nhưng nếu như thành công, tất sẽ lưu danh ngàn sử, trở thành nồng mực trọng thải một khoản. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có một tên đá đế đã từng hoàn thành qua, này cùng lột xác, thống trị chư thiên vạn giới, sắp xỉ một cái kỷ nguyên. Cuối cùng bởi vì khí huyết suy kiệt mà chết. Thẳng đến trước khi chết, cái này thế gian vậy không một người là hắn đối thủ, có thể nói là xưng bá nhất thế, không có cho người bất kỳ khiêu chiến quyền uy cơ hội. Đối mặt Huyền Cơ Nguyệt giễu cợt, Diệp Thần thần sắc không có chút nào gợn sóng, mười phần bình tĩnh. Hai người chỉ như vậy đối lập đứng, một cuộc chiến đấu hiệp, đánh được không thể tách rời ra. Vậy Thanh Ngưu Sừng ở Diệp Thần sau lưng lộ vẻ hiện ra, tựa hồ có một cái mũi trâu lão đạo, cưỡi một con Thanh Ngưu, đang mây mù gian nhàn nhã đi. Cũng chính là vào lúc này, phổ biên huyết lãng tiêu tiêu lên, trên đời đều kinh hãi, đem chàng này vực hoàn toàn che giấu.
Đó là luân hồi bính phát ra lực lượng, cùng vận mệnh chống đỡ tranh. Một màn viễn cổ hình ảnh từ trong lộ vẻ hiện ra, trong chốc lát trong hư không máu thịt tung tóe, tiếng kêu chấn thiên, mai táng hài cốt thành hình, còn có vậy nhuộm đỏ bừng con sông, từ trong xuyên qua, lao nhanh không ngừng. Hai người khí thế đang không ngừng leo lên, đi tới cuối, đáng sợ cảnh tượng đập vào mặt, từng tia mồi lửa đốt diệt thiên địa. Huyết mạch là cực kỳ đáng sợ. Diệp Thần bằng vào cái này thanh nghiêu sừng, đem nơi này hư không cắt rời, tạm thời cùng Huyền Cơ Nguyệt đoạn tuyệt liên lạc. Huyền Cơ Nguyệt đưa tay dò xét dò, phát hiện cái này phiến hư không đã bị hoàn toàn khóa kín, liền liền nàng cũng không cách nào tùy tiện đẩy ra. Ngươi lấy làm cái này là có thể lấy được thở dốc cơ hội, từ đó thoát đi nơi này sao? Không thể nào, ta nói muốn ngươi chết, ngươi liền được chết, dù là ta bỏ ra tàn phế giá phải trả. Huyền Cơ Nguyệt nói được 10 phần đoạn tuyệt, tay nàng ở giữa vận mệnh lực đổi thành là bàng bạc sức sống, tạo ra liền vô hạn sức sống. Sáng mờ rơi xuống, điềm lành thành đoàn, Huyền Cơ Nguyệt chậm chậm tới, thướt tha, hình dáng yêu mỹ. Nàng chậm rãi về phía trước, chung quanh nổi lơ lửng cổ thụ lá cây tràn đầy vận mạng lực lượng, chỉ cần hơi chút đánh, liền có thể để cho người nhất thời tâm thần đình trệ. Còn có vận mạng hạt giống, cùng vậy sấm sét kết hợp, hết sức trôi lơ lửng. Trưởng thành là bàng bạc lực lượng mãnh liệt. Trong thoáng chốc xuyên thấu hư không, phải đem nơi đây bao trùm. Thời khắc này nàng vô cùng đẹp, hơn nữa để cho người vừa thấy, liền sinh lòng màng bái, vận mệnh tán phát đậm đà sức sống, xa không tầm thường lực lượng có thể so với. Mà Huyền Cơ Nguyệt thời khắc này hình dáng vậy có chút biến hóa, một đầu màu xám bạc mái tóc dài thay đổi là màu xanh biếc, hơn nữa tôn lên nàng màu da, trắng như tuyết một đôi con mắt tinh tường, linh khí 10 phần. Phấn mắt chỗ thay đổi là màu xanh đen, phảng phất là từ trong rừng rậm đi ra viễn cổ tinh linh. Vận mệnh nhất mạch, cũng không chỉ có giới hạn ở một nơi, hôm nay liền để cho ngươi kiến thức. Nếu là ở ngoại giới, ta có thể đã chết tay ngươi, nhưng là ở huyền hải, đây là ta duy nhất giết ngươi cơ hội. Tục ngữ đến chuyện bất quá ba, ta đã để cho ngươi chạy khỏi 2 lần, lần thứ 3, ngươi hẳn phải chết. Huyền Cơ Nguyệt đã chán ghét nói lời nói này. Nàng triển khai sau cùng đánh chết, bàn tay một chảo, hắc động nén, hóa là cực hạn điểm mang, ngay sau đó kịch liệt bùng nổ, hướng 4 phương 8 hướng lan truyền. Bành! Như sao sông vậy ánh sáng, dạo dực mở ra, sông về vậy mất đi chi địa. Diệp Thần hít sâu một hơi, lần nữa mở mắt lúc đó, thanh quang sen lẫn ra, vậy một cái thanh nghiêu sừng, phụ ở trong cơ thể hắn, cùng luân hồi huyết mạch chậm rãi dung hợp. Lúc này đã dung hợp đến 1/3. Diệp Thần trước mặt, có luân hồi máu nổ tung, đeo sao sông cuốn vào trong đó, dị tượng muôn vàn, uy lực kinh người. Nếu không cách nào vận dụng bất kỳ phụ trợ nào thủ đoạn, vậy hắn chỉ bằng mượn lực lượng của thân thể, bắt lại đối phương. Chém! Huyền Cơ Nguyệt khống chế hắc động bên trong, tóe ra đậm đà sức sống, 10 phần bàng bạc kinh người. Tựa như ngân hà rơi xuống, vô cùng hơi thở, ngang nhiên đánh ra. Mà bên ngoài còn bao quanh một tầng vỏ bọc đường, vẻ xanh biếc rồi rào, xanh ngát ướt át, nếu như hơi lơ là, liền sẽ bị hắn bên trong nơi giấu ý định giết người cho đâm bị thương. Loảng xoảng, màu vàng nhạt rung động, tiếp liền nổ lên, ám trầm ánh sáng vậy đột nhiên đổi được thanh sáng lên, giống như đao kiếm như vậy tách thả ra hàn mang, ở trong hư không loạn chém. Cái gọi là loạn chém, chính là nhằm vào Diệp Thần. Huyền Cơ Nguyệt ra tay 10 phần nhanh. Nhưng Diệp Thần cũng không phải ngồi chờ chết. Hắn đưa tay một nặn, quanh thân có tiên gia tràn đầy sương mù lên, đó là hắn hơn năm qua, chui luyện thể xác đạt được, bằng này có thể kết thành cường đại phòng ngự trận. Từng đạo tia sáng chói mắt bay tới, xuyên qua ngàn dặm vạn dặm, khổng lồ kinh người, nổ tung tầng mây, nghiền hư không, cực nhanh tiến về trước. Đây cũng là vận mệnh đứng đầu lực lượng, trộn thiên địa lý, ngưng tụ cái này chư thiên vạn giới tươi đẹp nhất đạo pháp. Diệp Thần sâu sắc biết được mình, nếu như không gánh nổi một kích này, liền đừng nói đường cùng phản kích. Mà thân ở trong hư không Huyền Cơ Nguyệt, thân hình linh động, phiêu giật ra, tựa như một cái tiên giới tiên giáng trần. Nhưng cùng lúc đó, trên người nàng tản ra lực lượng vừa sợ người đáng sợ. Một bên là nhẹ nhàng múa lên, mà một bên khác giống như ác ma mê sảng, âm dương lưỡng cực, tương sinh xoay ngược lại. Nửa bên thần, nửa bên ma. Đây cũng là vận mạng chỗ huyền diệu, người bình thường cùng căn bản không cách nào ngăn trở. Những kiếm khí kia, hóa thành từng đạo ma linh, dương ra miệng to, phải đem Diệp Thần nuốt mất.
Huyền Cơ Nguyệt đầu thủ tới giữa, tản mát ra vô cùng kiếm mang, đầy trời bắn nhanh, phải đem cái này hư không cho thọt cái thông suốt. Này cùng lực sát thương vô cùng là khiếp người, thậm chí vượt qua một ít ngày quân tầng thứ, thẳng tới linh hồn người chỗ sâu, thấy một màn này cường giả rối rít làm hoảng sợ. Đừng nói là hiện tại mạnh chống Diệp Thần, coi như đổi thành bọn họ tiến vào trong đó, vậy chỉ có một con đường chết. Thần quang khủng bố, ùn ùn kéo đến, hướng Diệp Thần đè tới, hoàn toàn thả ra, muốn tạo thành một tầng không gian kẽ hở, bỗng nhiên thu thập, làm hắn thân thể nổ tung. Vô luận như thế nào, hai người cũng tương hội tại một chiêu này phân ra thắng bại. Chiêu này sau này, Huyền Cơ Nguyệt sẽ kiệt lực, bất quá vậy sẽ trở thành là sau cùng bên thắng. Nếu như thắng, Diệp Thần thì còn có cơ hội phản kích. Nhưng là vô luận là từ thể tính vẫn là uy lực, hay hoặc là trong đó tích chứa thiên thần nói tới nói, cho dù hiện tại mở cửa thiên đạo trói buộc, làm hắn dùng được thần thông, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn trở. Rắc rắc, Diệp Thần sâu sắc rõ ràng nơi đây đạo lý, vì vậy không do dự nữa, hắn đã đem vậy thanh ngưu sừng hoàn toàn chiếm đoạt, hóa vì mình thân thể huyết mạch, đi đôi với luân hồi cùng lóng lánh ra. Sấm sét ngút trời, cuồng nhiệt điện mang giống như là rồng thần vậy, phập phồng không chừng, một tầng tiếp theo một tầng, nuốt sống Diệp Thần thân thể. Diệp Thần chĩa vào áp lực, giống như một tôn kinh thiên chiến thần, ngũ tạng lục phủ đều là mở toang ra môn hộ, hiện ra một đạo lại một đạo khủng bố thần quang, toàn bộ nứt ra thành sông, thanh quang lưu chuyển. Vậy vạn vật động thiên cũng bị tạo ra, ngang nhiên thành hình. Diệp Thần nhẹ giọng ngâm tụng, thiên địa đạo nghĩa. Nguyên thủy thật rõ ràng hóa thành từng đạo lưu quang, từ miệng của hắn bên trong bắn ra, biến thành phù văn thần bí quy luật. Tất cả lực lượng, cũng hội tụ đến một nơi luân hồi trong cửa, động thiên mở hết, giống như sáng chói nắng gắt, đem Diệp Thần cả người vây quanh bao phủ. Mà Diệp Thần đứng ở động thiên đầu gió, giống như luyện liền vạn cổ kim thân, chư pháp bất xâm, cho dù là kịch liệt không gian ba động, cũng không cách nào làm sao hắn. Đây là Diệp Thần tài lĩnh ngộ rõ ràng. Lúc đầu lợi hại nhất là cái này thanh ngưu sừng lên nguyên thủy phù văn. Có thể cùng thân xác sinh ra đồng tình, bổ sung liên tục không ngừng lực lượng. Trong cơ thể hắn luân hồi không ngừng lóng lánh, thả ra màu máu ánh sáng. Bây giờ Diệp Thần, thanh quang phụ thể, màu máu cháy, âm dương lưỡng cực lưu chuyển người, hóa là thần bí thao thiên lực lượng. Tới đi, Huyền Cơ Nguyệt, hôm nay phải có một chết, nhưng chưa chắc là ta. Còn có cái gì chiêu ngươi liền xử hết ra. Ta cũng tiếp theo. Diệp Thần thanh âm hàn như băng xương. Lực lượng vô tận xuyên không tới, dẫn động thương khung, dẫu có dài đến vạn dặm khủng bố dị tượng làm rơi xuống, toàn bộ lạc ở Diệp Thần bên cạnh, bất quá lại bị phù văn thần bí ngăn cản ở bên ngoài. Thanh quang cùng huyết quang, kết hợp với nhau, chủ động đánh ra, lại hóa giải rơi xuống mà đến mấy đạo kinh thiên dị tượng. Phù văn thần bí trận địa ổn định, bộc phát ra kinh thiên động địa sáng chói thần mang. Người phía dưới đều sợ ngây người, Diệp Thần rõ ràng đã rơi vào tử cục, lúc này lại đổi được vô cùng là bá đạo. Hai cổ lực lượng đụng giao thủ, lại lần nữa tách ra, nguyên phiến hư không cũng hỗn loạn có phải hay không? Huyền Cơ Nguyệt thời khắc này trong mắt, thay đổi là hắc ám sâu thẳm. Nàng tức giận, hiển nhiên đã đạt đến cực điểm. Diệp Thần giống như là một cái tiểu cường đánh không chết, vô luận sử dụng vì sao loại thủ đoạn lặp đi lặp lại gõ chùy. Đều không cách nào hoàn toàn đem tiêu diệt. Ta cũng không tin ngày hôm nay diệt không hết ngươi. Huyền Cơ Nguyệt tức giận điên cuồng hét lên, cả người đã mất đi vậy cổ tiên dáng trần phong thái, nàng một tay che trời, bao trùm tới đây, đem nguyên phiến thương khung ném ở sau lưng. Liền Diệp Thần đều cảm giác được ngắn ngủi nghẹt thở, hắn thân thể bị cầm giữ, căn bản không cách nào nhúc nhích. Huyền Hải lại càng phát ra không để ý hết thảy trợ giúp Huyền Cơ Nguyệt đối phó mình. Cũng không biết Hồng Quân lão tổ biết một màn này sẽ như cảm tưởng gì. Huyền Cơ Nguyệt giờ phút này giống như là một vị cổ xưa hắc ám tồn tại, đứng thời gian sông dài cuối, mắt nhìn xuống vạn cổ, thế tất yếu đánh chết Diệp Thần. Nhân vật như vậy, lại có ai có thể ngăn được? Động trời vận mệnh lực lượng xé vĩnh hằng, xuyên qua mãi mãi, liền mảng lớn hư không cũng theo đó tan biến, đó là một chút u quang, chậm chạp lái tới, thật là mau đem người thần hồn đánh văng ra. Tinh không lấp lánh phát run, hư không hỗn độn không chịu nổi. Ở nơi này một cảnh quay vực bao phủ dưới địa giới, đều là hóa là phấn vụn, không cách nào lần nữa ngưng tụ ra. Diệp Thần chỉ cảm thấy được cả người thần hồn đều phải nứt ra, phảng phất có ngàn vạn con hồng hoang dị thú,
đang hắn bên tai quanh quẩn gầm thét, một khắc sau thì phải đem nuốt vào bên trong cơ thể. Diệp Thần trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu. Nhưng là vậy thanh nghiêu sừng tản mát ra nhàn nhạt thanh quang, che ở toàn thân hắn các nơi kinh mạch. Diệp Thần cái này mới có thể tránh. Ở trận chiến này bên trong, hắn tựa như gặp được cửu thiên thập địa, đồng thời mở ra ra. Như vậy cảnh tượng, huy hoàng thêm thảm thiết, bất quá hết thảy cuối cùng cũng cắt bụi trở về cắt bụi đất quay về đất, tựa như cùng mình vận mệnh như nhau, sắp như sao rơi rơi tan. Vận mệnh cùng luân hồi thật giống như còn có những thứ khác nhân quả quấn quýt. Bất quá Diệp Thần lúc này không có ở đây đi quản những thứ này, hắn muốn theo đuổi cực đạo, vượt qua trước mắt trạng thái mạnh nhất, mới có thể giải trừ khốn cục trước mắt. Mạnh hơn chút nữa, ta phải đổi được mạnh hơn chút nữa. Giờ khắc này, Diệp Thần đôi mắt tóe ra kinh người thần quang, khí tức cường đại chèn ép đi ra, mà hắn đầu đầy nồng phát phô triển lan tràn, vây quanh ở bên cạnh hắn tinh thần, toàn bộ nổ tách ra. Thời khắc này Diệp Thần tựa như tiến vào mình mở ra thế giới, một mình hắn sừng sững ở trung tâm, nhìn xuống thiên thu vạn đại, ngồi xem thiên cổ hưng suy, rốt cuộc là bi là vui mừng là buồn, hắn đã siêu thoát, không có tâm tư để ý nữa những thứ này. Trên đời mờ mịt, Diệp Thần nhưng dị thường cô độc. Hắn đứng ở một người chiến trường, chảy máu chảy mồ hôi, một thân một mình chiến đấu hồi lâu. Cuối cùng đến tuổi già, vô cùng thê lương, luân hồi huyết mạch sấp xỉ khô héo, sinh mệnh chi hỏa, yếu ớt chập chờn. Không biết là chuyện gì xảy ra, trong lòng bi thương cùng bi thương càng phát ra nồng nặc, để cho Diệp Thần không nhịn được bi thương than thở. Không thấy được tương lai, lại như thế nào phá giải? Diệp Thần nắm chặt hai quả đấm, muốn từ bên trong tìm ra một cái đáp án. Hắn thần niệm đã thoát khỏi cái này cảnh quay vực, thậm chí xuyên phá hư không, đi tới địa phương xa xôi. Nơi đó là một nơi vô biên vô tận vùng biển, đợt sóng sôi trào, kiêu căng ngút trời, thương khung bị mây đen che đậy, tích đè xuống, điện thiểm lôi minh, cảnh tượng mười phần kinh người. Mà ở đó vùng biển trong đó, có một nơi từ đầu đến cuối không chịu xâm nhập, mặc dù có sóng biển sôi trào, cũng không cách nào đem chìm ngập. Tựa hồ liền vào giờ khắc này, Diệp Thần con ngươi xuyên phá tương lai, gặp được một cái kim quang lóng lánh thần kiếm, thẳng tắp cắm ở vậy cái hải vực, có chút chân thiết, nhưng lại mơ hồ. Vang vang mặt trời, cuồn cuộn càn khôn, nếu như phải đem kỳ nữ chuyển, sợ rằng phải tiêu phí to lớn lực. Bất quá lúc này lại có một đạo thần thức nói cho Diệp Thần, chỉ cần tìm được cái này thanh thần kiếm, liền có thể biết được hết thảy. Tất cả bí mật cũng trốn ở chỗ này, nhưng là Diệp Thần được có năng lực, đến nơi này tìm mới được. Diệp Thần cả người cũng làm chấn động một cái, tựa như lấy được loại nào đó chỉ dẫn, ấn đường chỗ, có máu đỏ đóng dấu chậm rãi nổi lên. Diệp Thần trong lòng rung mạnh, hắn tiêu hóa cái này một món thần thức, lần nữa mở mắt lúc ánh mắt lóng lánh. Mà ở bên ngoài xem ra, hắn nhưng giống như là bị lạc vậy, đôi mắt đỏ thẫm, thần trí không rõ, một mực vùng vẫy. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Diệp Thần thân thể nhẹ nhàng động một cái, dưới chân hư không nhất thời vỡ vụn, hắc khí hừng hực kẽ hở, ngay sau đó lan tràn. Thanh nghiêu sừng chính là chia làm hai, hóa là hai đạo màu xanh vòng sáng, phụ tại hắn dưới chân, dường như muốn đỡ hắn cả người bay lên không dâng lên, xông vào vân tiêu. Diệp Thần tiềm năng bị kích phát ra. Hắn khẳng định phải sống sót, mới có thể đi tìm chỗ kia thần bí biển khơi. Nơi đó ẩn chứa luân hồi thiên kiếm lực lượng, kim quang lóng lánh, không thể địch nổi. Chỉ có tìm được chỗ kia địa phương, mới có thể giải khai bí mật. Diệp Thần thông suốt ngẩng đầu đối mặt vậy gần như vô địch hắc mang, ánh mắt kiên định, hắn thân xác bộc phát ra cuối cùng sáng chói thần quang, nắm chặt hai quả đấm đi lên đánh tới, thà ngạnh hám. Ngang dọc vô số bên trong hư không, giống như là ầm ầm nứt ra, chia làm hai, phát ra chấn triệt tinh không nổ vang. Hai bên đụng nhau, không chỉ có xé hư không, còn để cho tại chỗ tất cả người thần hồn run run. Thanh nghiêu sừng vậy vào thời khắc này, hoảng sợ bạo tăng, phát ra hừng hực màu xanh ánh sáng, tản mát ra một hồi tiên sương mù vậy hơi thở, phù văn thần bí xen lẫn ra, tiêu diệt hết thảy trở ngại. Đông, Diệp Thần thân thể xuyên phá mọi thứ ngăn trở, mà lần này, hắn nặn chặt quả đấm, luân hồi huyết mạch bọc thành một tầng khôi giáp, hướng lên trên chân áp. Vậy là như thế nào lực lượng cường đại, thần thánh mà vừa kinh khủng, cơ hồ có thể cùng thất lạc không không hơi thở đối kháng. Huyền cơ nguyệt vậy phát giác cực lớn nguy cơ,
nàng không nghĩ tới Diệp Thần sẽ ở thời khắc cuối cùng nghịch chuyển càn khôn bộc phát ra như vậy thần quang, giống như vậy trấn áp thiên địa thái thượng thần khí, thoát khỏi phong ấn. Diệp Thần thân xác, lúc này đã không chỉ là đơn độc trên ý nghĩa thân xác, mà là sánh bằng thái thượng thần khí tồn tại. Hắn xuyên phá liền hắc mang, mấy hơi thở tới giữa liền tới sát Huyền Cơ Nguyệt trước mặt, hai người bốn mắt nhìn nhau. Ngay sau đó, Diệp Thần lại nữa nương tay, bịch bịch thanh âm bên tai không dứt, nắm đấm của hắn tản mát ra màu máu đỏ diễm mang, hung hăng đập vào Huyền Cơ Nguyệt trên thân thể. Huyền Cơ Nguyệt không cách nào né tránh, bay rớt ra ngoài, xuyên thấu mười mấy tòa tàn phá dãy núi, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Nhưng Diệp Thần theo sát tới, một hai quả đấm đầu hàm chứa đại lộ phép tắc lực lượng, mỗi đánh một tí, liền sẽ để cho Huyền Cơ Nguyệt thân thể bể tan tành một phần, tạo thành không cách nào chữa trị vết thương. Huyền Cơ Nguyệt là tuyệt đối không nghĩ tới, nàng nơi bày vòng bộ, cuối cùng thành toàn Diệp Thần. Để cho Diệp Thần ở tử vong uy hiếp trước mặt, luyện thành vô địch thánh thể. Mà lần này, Diệp Thần bằng vào thánh thể lực lượng, tránh thoát trên mình thiên đạo trói buộc. Phần này lời thề nơi rơi xuống thiên đạo xiềng xích, vốn là không công bình, nhưng chỉ có Diệp Thần đạt tới cảnh giới nhất định, mới có thể cường lực thoát khỏi. Theo một tiếng long ngâm, ba cây khí thế hung hăng thiên kiếm ngang nhiên hạ xuống, khóa lại Huyền Cơ Nguyệt hai tay. Mà Long Uyên thiên kiếm lại là tàn bạo, huyết long gầm thét lao xuống, điều khiển lưỡi kiếm, trực tiếp chui vào Huyền Cơ Nguyệt ấn đường. Ba cây thiên kiếm phân hóa làm khóa liên, đem Huyền Cơ Nguyệt trấn áp tại trong hư không. Chợt lại có hai tòa thần tháp hạ xuống, tăng cường nơi này giam cầm. Diệp Thần trên mình thanh ngưu sừng bay ra ngoài, hung hăng đâm vào Huyền Cơ Nguyệt tim vị trí. Cho dù không có xuyên thấu, vẫn là đối hắn hình thành cực lớn uy hiếp. Làm xong những thứ này, Diệp Thần tài lâm không ngồi xếp bằng, bàn tay vung lên, thì có lóng lánh thần quang lò luyện đan bay ra ngoài, tự động xoay tròn, ngọn lửa dâng lên, luyện chế đan dược. Mà bên trong đan dược viên viên bay ra, tán là chấm chói lọi, rơi vào Diệp Thần trong cơ thể. Một bên khác, năm nhan lục thải ánh sáng chớp động, từng cái thành tựu xuất sắc lộ ra cá chép, cá nhảy ra, rối rít làm thành một đoàn, trị liệu Diệp Thần thương thế trên người. Huyền Cơ Nguyệt vận dụng cả thân lực lượng liều mạng vùng vẫy, nhưng là gặp phải mấy thứ thần thông bảo vật trấn áp, trong thời gian ngắn, căn bản không cách nào trốn bay lên trời. Giữa lúc Huyền Cơ Nguyệt muốn vận dụng lá bài tẩy thủ đoạn lúc đó, một bụi cỏ nhỏ chậm rãi bay tới, lảo đảo lắc lư, xem say rượu người đàn ông, đùng một tí, rơi vào Long Uyên Thiên Kiếm trên chuôi kiếm. Huyền Cơ Nguyệt nhất thời thần sắc cuồng biến. Bụi cây này cỏ nhỏ nhìn như phổ thông, cũng không khác thường, nhưng lại hoàn toàn trấn trụ mi tâm của nàng thanh kiếm này, làm Huyền Cơ Nguyệt không cách nào nhúc nhích. Không, đây là cái đồ gì à? Mau tránh ra cho ta. Huyền Cơ Nguyệt nóng nảy, nếu thật để cho Diệp Thần vận dụng mạnh nhất lá bài tẩy thủ đoạn, vậy nàng chính là trực tiếp nhất cái bia, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Nàng định muốn tránh thoát những thứ này bảo thuật trói buộc, tài có cơ hội còn sống. Huyền Cơ Nguyệt đôi mắt bắn nhanh ra sấm sét, đó là nàng dẫn động chôn giấu tại trong cơ thể lôi chồng, hung hăng đập ở hai tòa thần tháp bên trên, nhất thời làm thần tháp lảo đảo muốn rơi xuống. Lôi loại tiếp tục tàn phá, liền phong tỏa hắn tứ chi ba cây thiên kiếm cũng thay đổi được lay động không dứt, thì phải rơi xuống ra. Từ một khía cạnh khác mà nói, đây coi như là Huyền Cơ Nguyệt sau cùng thủ đoạn, giống như trong vùng vẫy thú bị nhốt. Mắt xem mấy dạng này thần thông cũng không đè ép được nàng. Mà Diệp Thần vẫn ở vào chữa thương trạng thái, Huyền Cơ Nguyệt đáy lòng dâng lên một phần hy vọng. Nếu như bây giờ có thể thoát khốn, vậy liền có thể đem Diệp Thần giết chết. Nhưng nàng nhưng không nghĩ tới, bụi cây kia cỏ nhỏ nhận ra được nàng động tĩnh sau đó, lại chậm rãi đứng lên, đợi hắn đứng vững lúc đó, cuồn cuộn lực lượng cuộn sạch ra, từ trong hư không tiến cử. Nhất thời, vậy mấy thứ thần thông bảo khí cũng không nhúc nhích, giữa trời đất tựa như chỉ còn lại có một bụi này cỏ nhỏ. Trấn áp vạn vật, liên thông cổ kim. Oanh thanh âm ùng ùng bên tai không dứt, đó là thiên địa đang run rẩy. Huyền Cơ Nguyệt nhất thời sợ ngây người, nàng từ không biết Diệp Thần trên người có như vậy thần kỳ bảo vật, cái này cỏ nhỏ tựa hồ có ý thức của chính mình, rốt cuộc là một cái gì loài. Bất quá nàng không có ở đây suy tư, bụi cây này cỏ nhỏ hoàn toàn trấn trụ nàng, từ trên xuống dưới, uy nghiêm trùng trùng, cơ hồ phải đem nguyên chỗ hư không cũng cho giam cầm. Đáng ghét, à. Huyền Cơ Nguyệt phát ra tê tâm liệt phế tiếng hô, lúc này nàng tóc tai bù xù, vẻ mặt khủng bố, liền thân thể đều bắt đầu vặn vẹo.
Một màn này bị dọa sợ không thiếu người xem cuộc chiến, ai có thể ngờ tới ngày xưa cao cao tại thượng kiêm gia thánh nữ, lúc này lại bị đánh được thê thảm như vậy. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Thần chậm rãi mở mắt ra, luân hồi huyết mạch, hóa thành hai bánh máu ngày, ở hắn hốc mắt bên trong xoay tròn, dòng nước chảy, phơi bày ra vô địch trạng thái. Làm hắn đứng dậy lúc đó, nguyên cái thiên địa cũng làm nghiêm nghị, thiên địa vạn vật dừng lại dao động, không dám nhúc nhích, tựa như cũng đang nghênh tiếp vị này tân vương đến. Vận mệnh chủ, người ích kỷ tham lam, lạnh lùng vô tình, tàn sát vô số sinh linh, cũng không cố chính nghĩa hay không, ngươi, có thể biết tội. Diệp Thần thanh âm hàm chứa cuồn cuộn thần uy, cuộn sạch mở ra, vô cùng khí thế ầm ầm bùng nổ, đem chỗ này cường giả cho gắt gao đè xuống. Huyền Cơ Nguyệt trên trán toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Nhưng nàng vẫn nhắm mắt cự không thừa nhận. Đối với lần này Diệp Thần không có phân nửa khách khí, trực tiếp một kiếm đánh xuống. Mà cỏ nhỏ đúng lúc tránh ra, để cho kiếm quang toàn bộ lạc ở Huyền Cơ Nguyệt trên mình. Huyền Cơ Nguyệt phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, khi mất đi vận mạng che chở sau đó, trên người nàng căn nguyên lực chính lại yếu hơn liền rất nhiều. Những thứ khác công kích có lẽ không cách nào làm bị thương hắn, nhưng là luân hồi nhất định có thể. Vận mệnh cùng luân hồi cho tới bây giờ đều là tương sanh tương khắc trạng thái, một khối mạnh mẽ, liền sẽ có một phe nhỏ yếu. Nhất kích dưới, nàng cũng đã bị trọng thương. Từ trình độ nào đó mà nói, nàng hiện tại đã là nỏ hết đà. Mà Diệp Thần chính là chuẩn bị xong một kích tối hậu. Hắn đem vậy thanh nghiêu sừng, cùng huyết mạch của mình lột rời đi, chậm rãi hít sâu một hơi. Lần này, hắn muốn hoàn toàn đem đối phương đánh giết, không lưu bất kỳ chỗ trống. Không có ai có thể động hắn người phụ nữ. Kỷ Tư Thanh chết, cần nàng nợ máu trả bằng máu. Bành! Vậy thanh nghiêu sừng, là viễn cổ lưu lại cao nhất thần thông. Lúc này vậy cảm nhận được liền Diệp Thần trong lòng trình độ cao nhất sát ý. Bình tĩnh tới cực điểm, đó chính là không cách nào quay đầu. Oanh! Luân hồi huyết mạch là chuôi, thanh nghiêu sừng là nhận, giống như là một món nho nhỏ ngọn lửa, bỗng nhiên bay lên, trở thành cháy hư không lửa cháy mạnh. Diệp Thần trong mắt, dấy lên một món u đồng lửa. Đây là luân hồi lực lượng, cháy đến cuối biểu hiện. Lửa này vừa ra, Huyền Cơ Nguyệt liền rõ ràng. Diệp Thần là chân chính muốn đem nàng đánh chết. Không, ta không thể nào thất bại, người không giết được ta. Ta là vận mệnh chủ, là trời ban thánh nữ. Vẫn là kiêm gia kiếm phái tương lai người trưởng đà, tương lai nhất định phải trở thành như kiêm gia tiên tử như vậy nhân vật. Người coi là cái gì? Có cái gì tư cách tước đoạt ta tánh mạng? Huyền Cơ Nguyệt hai mắt đỏ, lên tiếng gào thét. Diệp Thần đứng ở trong hư không, diễn cảm không buồn không vui, bình tĩnh nhìn nàng. Hai người vận mệnh từ đời trước liền bắt đầu dây dưa, cái gọi là hận yêu tình cừu, đủ loại bất hòa, bắt đầu từ bây giờ, đều phải trên bức tranh số câu. Sẽ để cho đối với hôm nay kết thúc. Ngươi là vận mệnh, vậy thì tiếp nhận mình vận mệnh đi. Diệp Thần nhàn nhạt nói, chợt bàn tay đẩy một cái, chuôi này thanh hồng song sắc ngọn lửa ngưng tụ thành pháp kiếm, liền dọc theo hư không quỹ tích ngay tức thì đẩy tới. Tiện tay huy động thanh kiếm kia, lóng lánh phượng hoàng vậy ánh sáng. Ngưng tụ thành hình, bay cao đánh ra. Mà Huyền Cơ Nguyệt chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này một món ngọn lửa cắn nuốt, đem thân thể của nàng bọc trong đó. Nàng, từ chấp trưởng vận mệnh tới nay, đã nhiều ít năm không có cảm nhận được thống khổ vì sao ý. Nhưng ngày hôm nay, đúng là có chút nhận thức. Lần đầu tiên cảm nhận được liền bị lửa cháy cảm giác đau. Huyền Cơ Nguyệt kịch liệt vùng vẫy, ngửa mặt lên trời gầm thét, nàng muốn đột phá cõi. Thậm chí hai tay cũng hóa đi ra, nhưng như cũ không làm nên chuyện gì. Bành! Vậy luồng quang kiếm ngưng tụ thành ngọn lửa bỗng nhiên thu chặt, cái này thế gian vạn vật, đều không cách nào ngăn cản tinh thuần như vậy ngọn lửa, coi như là Huyền Cơ Nguyệt, cũng là như vậy. Thân thể của nàng, không cách nào chịu đựng ở thanh nghiêu sừng cùng luân hồi huyết mạch lực lượng kết hợp, nháy mắt tức thì bị đốt thành cho tẫn, cùng trong không khí cát đá hòa chung một chỗ. Mà Diệp Thần ánh mắt cũng không tại cái này đoàn trên ngọn lửa, hắn gọi về ba cây thiên kiếm, bỗng nhiên bay lên, nhìn chăm chú vào trong hư không một chỗ khe hở. Mà nơi đó, truyền đến cực độ thanh âm tức giận. Diệp Thần, ngươi thật muốn đẩy ta vào chỗ chết sao? Ta có thể cùng ngươi hòa giải, chẳng qua lại nữa chấp trưởng vận mệnh, vậy tuyệt không cùng ngươi là địch. Đó là Huyền Cơ Nguyệt còn để lại cuối cùng một chút thần hồn, cũng là nàng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng.
vốn định lặng yên không một tiếng động chạy đi, có thể vẫn bị Diệp Thần phát hiện. Nàng thân xác đã toàn hủy, hồn phách căn nguyên vậy gặp phải tổn thương nặng, cuộc đời này có lẽ lại cũng không cách nào khôi phục tới đỉnh cấp. Lúc này nàng đã sợ, chỉ muốn cất giữ cuối cùng một chút thần hồn còn sống sót. Nhưng số mệnh tỷ thí, chỉ có sống chết bàn về.